tu chân liêu thiên quần, tống thư hàng. chương 946, tiền bối người không sinh con gái là không có thiên lý. Tướng quân tinh tinh đần thối mặt. Tính cách được lắm, thú cưng có tính tình càng hung dữ thì quá trình thuần dưỡng lại càng thú vị. Bạch tôn giả cười ha hả rồi nói. Người không phải là bạch tôn giả kia. Nhìn trường đao cổ kính gãy vụn trong tay mình, tướng quân tinh tinh đột nhiên ngộ đạo. Có câu biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, cho nên trước khi hành động, bọn hắn đã mất rất nhiều công sức để thu thập thông tin về bạch tôn giả. Trong tin tức bọn hắn thu được, khi bạch tôn giả bế quan lần trước còn là chân quân, xuất quan ra ngoài mới lên đến cảnh giới tôn giả. Làm sao một vị tôn giả vừa mới thăng cấp lại có thực lực mạnh mẽ nhường này chứ? Cho nên, chân tướng chỉ có một, người trước mặt chúng đây không phải là bạch tôn giả. Ha ha! Bạch tôn giả cười vang. Ta chưa từng thừa nhận ta là bạch tôn giả nhé tướng quân tinh tinh thầm nói trong lòng đậu xanh rau má nếu tiền bối không phải là bạch tôn giả thì chuyện giữa chúng ta chỉ là hiểu lầm mà thôi chúng ta bắt tay giảng hòa với nhau có được không tướng quân tinh tinh nói vừa nói chuyện hắn vừa chuẩn bị chạy trốn hắn có bí pháp hư không áo nghĩa dù đối mặt với kiếp tiên cửu phẩm thì vẫn có cơ hội trốn thoát tuy chỉ có một tia cơ hội mong manh nhưng hắn sẽ không từ bỏ đâu được không thành vấn đề Bạch Tôn giả cười nói: "Ta tin là trong tương lai chúng ta sẽ ở chung rất hòa bình." Nghe đến đó, tướng quân Tinh Tinh quyết đoán dùng áo nghĩa trốn vào một tầng hư không khác. Vị Bạch Tôn giả giả mạo này căn bản không từ bỏ ý định bắt hắn về nuôi làm thú cưng. Cho nên bây giờ mà còn không trốn thì đợi đến lúc nào? Audio điện tử Võ Tấn bền. Vèo, tướng quân Tinh Tinh trốn vào hư không, Bạch Tiền Bối không có ý định ngăn cản hắn. Tướng quân Tinh Tinh hơi nghi hoặc nhưng vẫn chui tọt vào hư không. Ngay sau đó, tầm mắt hắn tối sầm. Không phải vì bị đánh hôn mê mà là hắn đã rơi vào một thế giới tối om như hũ nút. Đây là một thế giới lạ hoắc, tối tăm và lạnh lẽo. Tướng quân Tinh Tinh cảnh giác đánh giá bốn phía. Và rồi hắn phát hiện ra ở phía trước cách mình không xa có một cái kén khổng lồ. Cái kén tỏa sáng lập loe như thể nó là nguồn sáng duy nhất của thế giới ấy khi nhìn thấy cái kén này tướng quân tinh tinh mềm nhũn đầu gối rồi quỳ mọp xuống. Hắn đang đối mặt với chúa tể của một thế giới, tướng quân tinh tinh bị ý chí của cả thế giới đè nặng trên lưng, quỳ xuống trông cực kỳ ngầu. Sau khi ném tướng quân tinh tinh vào thế giới tà liên, bạch tiền bối vỗ tay tỏ vẻ hài lòng. Xong xuôi, lần này bắt được một con thú cưng như ý, đúng là đáng giá. Sứt lời, bạch tiền bối lại nhìn hư ảnh thánh viên viễn cổ trên đầu mình hư ảnh thánh viên xếp hàng ngay ngắn không khác gì một đội quân. Sau khi tống ra 143 hư ảnh thánh viên thì Bạch Tiền Bối cảm thấy quân đoàn hư ảnh này nhìn thuận mắt hơn nhiều. Con số 587 ngu si quá. Thế nhưng chỉ một lát sau, sắc mặt của Bạch Tiền Bối cứng đờ ra. Hắn phát hiện ra số lượng của đám hư ảnh thánh viên trên đầu mình không ổn cho lắm. Nhìn ngang nhìn dọc đều ra 444 con. Không sai, là 444 con. Bạch tiền bối Az, Con số này xui quá. Sao tự nhiên lại thành 444 khéo thế nhỉ? Quả nhiên, hôm nay mình không được may mắn rồi. Bạch tiền bối bị số lượng 444 con thánh viên viễn cổ đả kích cho suy sụp một hồi lâu mới quay đầu đi tìm Tống Thư Hàng. Sau khi Tống Thư Hàng nhân cơ hội trốn vào thế giới hạch tâm để tăng cấp, Bạch tiền bối lặng lẽ đi theo tu sĩ si áo tím kia vào trong cấm địa để xem tên đạo nhân này muốn dở cho gì. Lúc này, trên linh điệp đảo, Vũ Nhu Tử ôm đầu gối ngồi ở bờ biển, ngắm nhìn thủy triều lên xuống đằng xa. Giữa những con sóng cuộn trào ngoài khơi có thể nhìn thấy thân ảnh Cuồng Đao Tam Lãng Tiền Bối lờ mờ trôi nổi. Nghe nói Cuồng Đao Tam Lãng Tiền Bối đang đóng phim, bộ phim có tên là Cuộc đời phóng đãng bất kham của ta. Vũ Nhu Tử xem kịch bản của nó xong thì nghĩ có khi đổi tên phim thành Tam Lãng mạo hiểm ký có vẻ đúng hơn bởi vì trong bộ phim này tam lãng tiền bối bị ném vào đủ các loại hoàn cảnh nguy hiểm, quay cuồng và kích thích. Hình như tam lãng tiền bối đang kêu gào rất vui thì phải. Vũ Nhu Tử nhìn tam lãng tiền bối mà suy nghĩ mông lung. Nghe nói trong diễn biến tiếp theo, cha muốn hạ năm thủ pháp giam cầm vào người tam lãng tiền bối, sau đó mang hắn lên cao 2 vạn mét rồi đẩy từ đó xuống. Tam lãng tiền bối phải giải được năm thủ pháp giam cầm trước khi rơi xuống đất thì mới chạy trốn được, nếu không sẽ ngã dập mặt khi rơi từ trên trời xuống. Ghi chú cách chơi của đoạn này do bạch tôn giả cung cấp. Hơn nữa theo những gì linh điệp tôn giả tiết lộ thì trò này chủ yếu dùng để thử nghiệm trên người cuồng đao tam lãng, xem hiệu quả như thế nào, có đủ độ kích thích hay không. Nếu độ kích thích đạt chuẩn, thì bạch tiền bối và các tiền bối trong nhóm cửu châu số 1 sẽ tổ chức một cuộc thi chạy trốn giữa thiên không sau khi cuộc đua máy kéo có tay cầm kết thúc tốt đẹp. Độ khó của cuộc thi này chia làm các cấp độ, 5 pháp thuật giam cầm trong 2 vạn mét, 10 pháp thuật giam cầm trong 3 vạn mét, 20 pháp thuật giam cầm trong 5 vạn mét. Nghe nói, cách đây không lâu, Bạch Tiền bối xem TV thấy người ta tuyên truyền cho Olympic 2020. Sau đó Bạch Tiền bối cảm thấy các hạng mục vận động trong giới tu sĩ quá đơn điệu. Người bình thường người ta tổ chức Olympic có tận 28 loại hạng mục lớn kia kìa. Thế là Bạch Tiền bối suy tư. Ngài muốn tổ chức một kỳ thế vận hội hoành tráng cho giới tu sĩ, kỳ thế vận hội ấy phải vừa kích thích, vừa có tính khiêu chiến, vừa phải nhiều trò. Sau đó Bạch Tiền Bối thương lượng với các vị tiền bối trong nhóm cửu châu số 1 và được không ít người hưởng ứng. Trừ cuộc đua phi kiếm, thì đánh lôi đài, thì đạo pháp và thi luyện đan gia, có thể tổ chức thêm cuộc đua máy kéo có tay cầm và thi chạy trốn giữa thiên không, thú vị hơn, kích thích hơn, tốt hơn biết bao nhiêu. Hơn nữa còn có thể đặt ra phần thưởng cách xù như đạo thuật kiểu mới, linh thạch số lượng lớn và đan dược quý giá. Thế mới khiến cho giới tu sĩ náo nhiệt sôi nổi hơn và giúp các tu sĩ thiên phú cao có nhiều tài nguyên tu luyện hơn chứ. Thế nhưng thế vận hội này còn đang trong giai đoạn chủ tính, không biết lúc nào thì Olympic dành cho tu sĩ mới được tổ chức đây. Quay lại việc chính, Vũ Nhu Tử chỉ nghĩ thôi đã thấy trò chạy trốn giữa thiên không rất kích thích rồi thân thể bị pháp thuật giam cầm trói buộc rồi bị đẩy xuống từ không trung. Nếu không thể cởi bỏ pháp thuật giam cầm đúng lúc thì sẽ phải chịu thương tổn vì rơi xuống từ độ cao vạn mét. Nếu kỳ Olympic đầu tiên của tu sĩ được tổ chức thì nhất định cô sẽ tham gia hạng mục này. Mặt khác, cô muốn thử một cách chơi khác, không cần pháp thuật giam cầm, chỉ cần ném cô xuống từ độ cao mấy vạn mét là được. Trong kích thích sinh tử ấy, nhất định cô có thể nắm giữ được kỹ thuật ngự kiếm phi hành tốt hơn. Lúc trước, nhờ có thất sát ca của tạo hóa pháp phương tiền bối giúp đỡ mà cô đã học được cách ngự kiếm bay lên không trung trong thời gian rất ngắn thế nhưng cô mới chỉ ngự kiếm lơ lửng trên không mà thôi muốn ngự kiếm phi hành được thì còn cần tập luyện thêm nhiều lắm nếu ném cô xuống từ độ cao mấy vạn mét thì dưới kích thích ấy nói không chừng cô lại ngự kiếm phi hành ngay được ấy chứ vũ nhu tử bắt đầu nóng lòng muốn thử vũ nhu tử đang nghĩ gì đấy lúc này linh điệp tôn giả xuất hiện sau lưng con gái rồi hỏi cha à không có gì đâu ạ à, con đang suy nghĩ linh tinh thôi vũ nhu tử cười hì hì đáp linh điệp tôn giả nói đúng rồi cha báo cho con một tin tốt đây bên phía sở ra nhờ có thư hàng tiểu hữu và bạch đạo hữu ra tay mà nguy cơ đã được giải trừ rồi sở xuân huỳnh tiểu hữu cũng bình an vô sự bạch tiền bối ra tay nhanh vậy sao vũ nhu tử chớp mắt lúc con gọi điện thì tống tiền bối vẫn còn đang ở địa khu Giang Nam mà. Bình thường thôi, vì bạch đạo hữu nắm giữ pháp thuật không gian, đối với hắn mà nói, khoảng cách chẳng có ý nghĩa gì cả, chỉ cần một ý niệm là hắn có thể đưa tống thư hàng đến sở ra rồi. Những kẻ tập kích sở ra cũng không mạnh, một mình bạch đạo hữu ra tay là đủ giải quyết xong xuôi. Linh Điệp Tôn giả nói, đôi khi thiên phú chính là thứ ngang ngược và không có đạo lý như vậy đó. Hắn nghiên cứu áo nghĩa không gian biết bao nhiêu năm, mà cũng chỉ có thể miễn cưỡng tạo ra trận pháp truyền tống ảnh hưởng đến không gian một chút Ấy thế mà Bạch Đạo Hiếu lại thức tỉnh ngay thiên phú về truyền tống không gian Làm cho Linh Điệp Tôn giả hắn hâm mộ cả nửa tháng trời Vũ Nhu Tử gật đầu, sở ra không sao, sở Xuân Huỳnh cũng bình an vô sự là cô an tâm rồi Đúng rồi cha ơi, sao lại quảng tam lãng tiền bối vào sóng lớn thế kia Trông tam lãng tiền bối thê thảm quá Vũ Nhu Tử hiếu kỳ hỏi Chẳng lẽ Tam Lãng tiền bối lại đắc tội với cha cô rồi à?" Linh Điệp Tôn giả ngẩng đầu nhìn lên bầu trời rồi trầm giọng mà nói. "Thực ra ta vốn đã định tha cho Tam Lãng đạo hữu rồi. Mấy ngày nay, sau khi mượn cuồng đao Tam Lãng từ chỗ Bạch Đạo hữu đến quay phim và dần vặt hắn mấy lần thì Linh Điệp Tôn giả cũng nguôi giận rồi. Cho nên hắn mới mời cuồng đao Tam Lãng uống trà và chỉ điểm cho tên kia tu luyện nữa." Linh điệp tôn giả còn định thả cuồng đao tam lãng ra khỏi linh điệp đảo rồi cơ. Thế nhưng khi hai người nói chuyện với nhau, không hiểu sao cuồng đao tam lãng lại nói đến Vũ Nhu tử. Khi nói đến Vũ Nhu tử, linh điệp tôn giả không khỏi nhớ lại năm xưa khi vợ mình mang thai con bé. Linh điệp tôn giả bắt đầu cảm khái, chắc vấn đề là tại gen, hắn nhớ rõ mấy đời trong tộc mình đều sinh ra con trai cả. Từ đời ông của hắn thì cả nhà đã sinh toàn con trai rồi lúc đó khi vợ ta mang thai vũ nhu tử thì ta còn tưởng chắc chắn nó sẽ là con trai cơ linh điệp tôn giả híp mắt cười hạnh phúc không ngờ cuối cùng vũ nhu tử lại là con gái linh điệp tôn giả còn chưa nói dứt lời thì cuồng đau tam lãng đã không nhịn được mà mở mồm ha 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 đương nhiên phải thế rồi bởi vì những người nhỏ mọn đẻ con trai thì không có chim đâu linh điệp tiền bối tính từ cái kim tính đi không sinh con gái mới là không có thiên lý sinh con trai không có chim, không sinh con gái mới là không có thiên lý. Linh điệp tôn giả, gạch nối. Đây chính là lý do vì sao bây giờ cuồng đao tam lãng vẫn còn đang trôi nổi theo sóng, trôi lên sụt xuống ở ngoài khơi xa. chương 947, kỹ thuật trọng sinh này tiên tiến thật đấy. Lúc này, bên trong cửa vào cấm địa, bạch tiền bối đi theo sau lưng tu sĩ mặc áo tím, tiến vào cánh cửa cấm địa do các vòng tròn tạo thành vừa bước vào trong vòng tròn hoàng kim, tiên cảnh thấy được khi đứng bên ngoài lúc trước đều vỡ nát. Những hình ảnh tiên cảnh kia chẳng qua chỉ là một tầng bình phong đẹp mắt, dụ dỗ, dỗ mọi người tiến vào cấm địa mà thôi. Bên trong cấm địa là một vùng băng tuyết đầy trời. Không gian không lớn lắm, chỉ rộng chừng 300 thước vuông. Chỉnh thể là một không gian hình vuông, ngay chính giữa có một tế đàn, ngoài ra trên bốn bức vách đều có một cánh cửa. Nói cách khác, không phải chỉ có mỗi vòng tròn hoàng kim này là cửa tiến vào cấm địa tại nơi nào đó trên thế giới này hẳn còn cất giấu ba cửa vào khác cái này có liên quan đến ứng dụng pháp thuật không gian lúc đầu ta còn tưởng là cấm địa cấp bậc thất phẩm hoặc bát phẩm bây giờ xem ra cấm địa này ít nhất là do kiếp tiên cửu phẩm ra tay bố trí bạch tiền bối thầm nói trong lòng ui lạnh quá sao lại lạnh thế này lúc này tu sĩ mặc áo tím ở phía trước đột nhiên dùng mình cơ thể run cầm cập. Trong không gian chỉ có 300 thước vuông này có hàn khí bức người, rét lạnh thấu xương. Vốn dĩ đối với tu sĩ mà nói, cho dù có lõa thể chạy đến nơi cực hàn cũng không thấy lạnh. Nhưng lúc này tu sĩ mặc áo tím lại cảm thấy lạnh đến thấu xương. Loại lạnh lẽo này không chỉ tác động lên thân xác, mà còn xông vào linh hồn. Mặc dù tu sĩ mặc áo tím đã vận chân khí hộ thể nhưng cũng cũng vô dụng. Trong không gian băng tuyết đầy trời này, cách sưởi ấm duy nhất chỉ có run rẩy không ngừng mà thôi không thể ở lại đây lâu hơn được nữa phải nhanh chóng lên tầng thứ hai thôi tu sĩ mặc áo tím run rẩy nói suốt lời hắn vội vàng chạy tới tế đàn ở vị trí trung tâm nơi đó cất dấu con đường thông tới tầng thứ hai nhưng càng đến gần tế đàn ở trung tâm thì hàn khí thấu xương lại càng kinh khủng hắn mới chạy đến giữa đường trên thân thể hắn đã đông kết một tầng băng xương thật dày hai chân suýt nữa đã bị đóng băng Tu sĩ mặc áo tím buộc phải vận chân khí trong cơ thể để làm tan tầng băng bên ngoài thân thể. Cứ liên tục như vậy, chân khí trong cơ thể không ngừng bị hao tổn. Bạch Tiền Bối trong trạng thái ẩn hình đi theo sau lưng tu sĩ mặc áo tím, hàn khí trong không gian không hề ảnh hưởng gì đến Bạch Tiền Bối. May là Tống thư hàng không lập tức theo tới đây, chứ với thực lực của hắn, vừa tiến vào không gian giá lạnh này thì sẽ bị đông thành que kem ngay. Bạch Tiền Bối nói: Rốt cuộc khi tu sĩ mặc áo tím vất vả leo lên trên tế đàn, chân khí trong cơ thể đã tiêu hao hơn nửa. Lúc hắn đứng ở trên tế đàn, loại lạnh lẽo thấu xương kia lập tức rút đi. Trong phạm vi của tế đàn lại là một thế giới ấm áp, hàn khí trong không gian không hề ảnh hưởng đến tế đàn trung tâm. Tu sĩ mặc áo tím thở hồng hộc, móc ra một bình đan dược ăn vào, khôi phục chân khí bị tiêu hao. Thực lực của thân thể này quá yếu, mặc dù ta có thủ đoạn nhưng lại không cách nào thi triển ra được. Đáng tiếc, nếu tướng quân có thể đi vào với ta thì sẽ không phiền toái thế này rồi. Tu sĩ mặc áo tím thầm nói. Sau đó, hắn không người bắt đầu nghiên cứu tế đàn trung ương. Theo như trong tài liệu mà hắn lấy được thì lối đi thông với tầng kế tiếp ở ngay chỗ tế đàn, nhưng làm sao để mở ra lối đi đó thì hắn lại không biết. Ngay lúc tu sĩ mặc áo tím đang nghiên cứu thì bốn phía trên tế đàn đột nhiên xuất hiện bốn đứa bé. Bốn đứa bé này là do băng tuyết đầy trời ngưng tụ ra, giống như là tinh linh băng tuyết vậy. Sau khi hiện thân, bốn đứa bé không nói một lời, lập tức tấn công tu sĩ mặc áo tím. Vèo 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 vèo. Vô số châm nhỏ do băng tuyết hóa thành bắn về phía tu sĩ mặc áo tím trên tế đàn, trên những cây băng châm tuyết này còn mang theo hàn khí giá rét đến tận linh hồn. Tế đàn dưới chân tu sĩ mặc áo tím có thể ngăn cản hàn khí, nhưng không thể nào ngăn trở những băng châm này. Hơn nữa những băng châm này từ bốn phương tám hướng bắn tới, không hề cho tu sĩ mặc áo tím có không gian để né tránh, hắn chỉ có thể nhắm mắt mở ra pháp thuật phòng ngự. Pháp thuật phòng ngự của hắn đã được khắc lên bộ thân thể này, sử dụng vừa nhanh vừa tiện lợi. Nhưng ngay lúc này, dị biến chợt nổi lên. Pháp thuật phòng ngự trên người tu sĩ mặc áo tím vừa mới hiện lên. Tế đàn dưới chân bỗng truyền ra lực hút, tầng trận pháp pháp thuật phòng ngự của hắn lập tức bị tế đàn hấp thu. Nguy rồi, Tu sĩ mặc áo tím kêu to. Ngay sau đó, một loạt tiếng băng châm đâm vào cơ thể khiến người ta tê cả da đầu vang lên. A! À, tu sĩ mặc áo tím kêu la thảm thiết, hắn bị đâm thành một con nhím băng. Hàn khí trên băng châm rót vào trong người, biến thân thể hắn thành một tượng băng. Không chỉ vậy, hàn khí còn ảnh hưởng tới linh hồn của tu sĩ áo tím, chỉ trong nháy mắt đã đóng băng luôn linh hồn của hắn. Dù là vậy nhưng bốn tinh linh băng tuyết kia vẫn tiếp tục công kích không ngừng bắn băng châm về phía tu sĩ mặc áo tím. Hết đợt băng châm này đến đợt khác liên tục bắn vào phạm vi tế đàn. Mấy hơi thở sau, tu sĩ mặc áo tím bị đóng băng đột nhiên nổ tung. Sau khi nổ chung, thân thể hắn biến thành bông tuyết rơi đầy đất, dung nhập vào không gian băng tuyết, trở thành một bộ phận của thế giới băng tuyết. Không hề sót lại chút máu thịt nào. Thần hình câu diệt, công kích này khá lắm. Bạch tiền bối khen ngợi tiểu tinh linh sau khi tiêu diệt tu sĩ mặc áo tím xong bốn tiểu tinh linh băng tuyết lại xoay đầu nhìn về vị trí của bạch tiền bối chúng nó không có ý tấn công bạch tiền bối sau khi nhìn bạch tiền bối bốn tiểu tinh linh lại tan ra trở thành một phần của băng tuyết bạch tiền bối suy nghĩ một chút sau đó nhấc chân đi tới tế đàn trên tế đàn hình tròn bằng đá có khắc một chuỗi văn tự cổ bạch tiền bối lên tiếng thì thầm cuối mùa đông rét lạnh chính là mùa xuân ấm áp xem ra nơi này có thể là di tích do một tu sĩ tu luyện pháp tắc của hệ hàn băng đến cực hạn lưu lại. Không gian 300 thước vuông này là một nơi trí hàn trí âm, hàn khí của nơi này có thể đóng băng cả linh hồn. Chỗ tế đàn ở trung tâm này chính là nơi có hàn khí nồng đậm nhất, nhưng cũng ở ngay đây hàn khí lại phát sinh biến hóa, biến chỗ tế đàn thành một không gian ấm áp. Chính là âm cực sinh dương, hàn cực chuyển nhiệt. Mà ở phía dưới tế đàn hình tròn bằng đá này ắt hẳn có cất giấu một trận pháp truyền tống không gian, chắc là lối đi để tiến vào tầng kế tiếp có nên tiến vào lối đi thông với tầng kế tiếp để xem thử trước không nhỉ bạch tiền bối suy tư đúng lúc này chỗ cửa vào cấm địa lại truyền tới tiếng bước chân sau đó một con khôi lỗi tinh xảo nhảy vào thế giới băng tuyết vừa tiến vào không gian con khôi lỗi này lập tức lao thẳng về phía tế đàn không chút do dự bạch tiền bối tò mò nhìn về phía con khôi lỗi kia khí tức trên người con khôi lỗi này giống y hệt với khí tức của tu sĩ áo tím thậm chí có thể nói đây chính là vị tu sĩ mặc áo tím kia cũng không sai chẳng qua là đổi một thân thể khác mà thôi là một thủ đoạn trọng sinh nào đó sao lúc nãy tu sĩ mặc áo tím kia đã bị thần hình câu diệt rồi mà cả thân thể và linh hồn đều biến thành bông tuyết trong vụ nổ tung vừa rồi bạch tiền bối tận mắt nhìn thấy linh hồn của tu sĩ mặc áo tím linh bị hủy diệt bị vậy rồi mà vẫn trọng sinh lại được sao kỹ thuật trọng sinh này tiên tiến thật đấy. Xem ra hẳn là một loại thủ pháp nào đó của mặc môn rồi. Bạch tôn giả thầm nghĩ. Có vẻ như trong thời gian hắn không với tiếp xúc hiện thế, kỹ thuật tu chân ở hiện thế đang tiến bộ không ngừng. Đặc biệt là mặc môn, cứ cách một đoạn thời gian, bọn họ lại nghiên cứu ra rất nhiều thứ mới mẻ. Vừa nhìn thấy con khôi lỗi tinh xảo này, bạch tiền bối đã ngứa tay. Hắn muốn bắt lấy con khôi lỗi tinh xảo này để nghiên cứu thật kỹ, tốt nhất là có thể tháo nó ra để xem cấu tạo và nguyên lý của kỹ thuật trọng sinh tân tiến trên người nó. Con khôi lỗi tinh xảo kia không hề hay biết mình đang bị người khác theo dõi, hắn vội và leo lên tế đàn, lại khom người nghiên cứu tế đàn tiếp. Chỉ lát sau, hai mắt hắn sáng lên. Là trận pháp không gian, chỉ cần kích hoạt nó là có thể đi vào tầng kế tiếp. Lúc hắn đang nói, bốn tinh linh băng tuyết ở bốn phía của tế đàn lại hiện thân lần nữa. Bạch tiền bối bật cười, duy trì trạng thái ẩn hình đứng qua một bên. Mà khôi lỗi tinh xảo kia thì tức tốc lăn xuống khỏi tế đàn. Có vẻ như bốn tinh linh băng tuyết này là linh vật thuộc loại hình bảo vệ, chỉ khi nào có người bước vào vị trí tế đàn thì chúng mới hiện thân. Cho nên tu sĩ mặc áo tím suy đoán, chỉ cần rời khỏi tế đàn thì những tinh linh này cũng sẽ không công kích hắn. Hắn đã đoán đúng. Khi hắn lăn xuống khỏi tế đàn, bốn tinh linh kia nhìn nhau rồi dần tiêu tản. Khôi lỗi do tu sĩ mặc áo tím biến thành cười ha ha mấy tiếng, sau đó chạy lên trên tế đàn lại, bắt đầu nghiên cứu trận pháp truyền tống cũng như thử kích hoạt nó. Trong lúc nghiên cứu, khôi lỗi vẫn thầm đếm trong đầu. Ba giây sau, khôi lỗi tinh xảo lại lăn xuống khỏi tế đàn lần nữa. Trong hư không, bốn tinh linh băng tuyết lại hiện thân, sau đó ngu ngơ nhìn về vị trí tế đàn rồi lại ngu ngơ biến mất. Ha 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 ha, kiểu phong thủ thật cứng nhắc, sơ hở khắp nơi chỉ cần bị ta nhìn qua một lần thì loại phong ngự này trở nên vô dụng mà thôi. Khôi lỗi tinh xảo vinh váo đắc y nói. Sau đó hắn lại lăn lên trên tế đàn, tranh thủ thời gian nghiên cứu ra phương pháp mở ra trận pháp truyền tống. Vừa qua ba giây, hắn lập tức lăn khỏi tế đàn. Tinh linh băng tuyết lại ngờ nghịch hiện thân rồi lại ngờ nghịch biến mất. Bạch tiền bối trong hư không. Hắn có cảm giác như mình đang xem siếc khỉ vậy, còn khôi lỗi tinh xảo thì cứ lăn lên lăn xuống, còn các tinh linh băng tuyết thì hiện thân rồi lại biến mất. Nếu như phối thêm một đoạn âm nhạc có tiết tấu nhanh thì cảnh tượng này sẽ quỷ dị lắm đây. Một bên thì cứ lăn lăn lăn, còn một bên vừa hiện lên rồi biến mất. Tiếp tục lăn lăn lăn, tiếp tục thoáng hiện rồi biến mất. Tuần hoàn không ngừng. Cứ như vậy chừng sau hơn 20 lần, Khôi lỗi tinh xảo kia bỗng cười to hô lên. Thành công rồi. Vừa dứt lời, hắn lập tức vỗ mạnh lên trên tế đàn không ngừng rót chân khí vào trong tế đàn. Sau khi làm xong mọi việc, hắn lại lăn xuống khỏi tế đàn. Tinh linh băng tuyết lại hiện thân, sau đó lại ngu ngơ biến mất. Bạch Tiền Bối cũng sốt ruột thay cho đám tinh linh băng tuyết này luôn. Ầm ầm ầm, trên tế đàn vang lên tiếng động như sấm. Ngay sau đó, một cổng không gian cỡ nhỏ xuất hiện ở trong không trung phía trên tế đàn. Con khôi lỗi tinh xảo quay qua vẫy tay chào bốn tinh linh băng tuyết kia sau đó xông vào cổng không gian, thân hình chớp mắt đã biến mất tăm. Lúc hắn chui vào cổng không gian, Bạch Tiền Bối thật sự rất muốn ra tay kéo hắn lại. chương 948, nghiền nát phó bản cấm địa. Trong thế giới hạch tâm, Tống Thư Hàng mở mắt ra, thân thể run lên nhẹ nhẹ, khí tức biến ảo khôn lường tản mát ra từ cơ thể hắn. Khí tức này hệt như khí tức khi thiên tài địa bảo xuất hiện trên thế gian vậy. Mạch thứ tư không vương mạch của tam phẩm đã được khai thông được linh lực ngũ phẩm của Diệp Tư giúp đỡ, được suối nguồn sự sống tươi tắm, thêm sự huyền diệu của tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công cộng với hiệu quả từ nho ra kim cương thân, tống thư hàng khai thông mạch thứ tư cực kỳ thuận lợi. Không vương mạch vừa thông, bước tiếp theo chính là nối liền bốn mạch, đúc thành chiến vương chi khu viên mãn, độ qua thiên kiếp và trở thành tu sĩ tứ phẩm, có thể ngự kiếm phi hành. Nếu không thể độ qua, thì tám phần kết quả chính là hóa thành cho bụi, thần diệt hình tan. Cảm thấy thế nào? Diệp Thư cười hỏi. Tốt lắm, ta cảm thấy mình mà bùng nổ lực lượng trong bốn mạch tinh huy, nguyệt âm, dương viêm và không vương cùng lúc, thì dù đánh với tu sĩ tứ phẩm cũng được một trận ra trò. Tống Thư Hàng nói. Chỉ còn cách ngự kiếm phi hành có một bước nữa thôi. Phải tấn thăng lên cảnh giới tứ phẩm, thì mới thực sự có thực lực để đứng trong giới tu sĩ này. Cứ như là nằm mơ vậy, Tống Thư Hàng bỏ lỡ thời kỳ tu luyện Hoàng Kim, cứ tưởng với tư chất của mình thì phải tu luyện trên trăm năm mới tới được cảnh giới này cơ. Đến lúc về cấm địa rồi. Tống Thư Hàng động ý nhiệm, chuẩn bị ra khỏi thế giới hạch tâm. Đúng lúc này, có giọng nói vang lên ngay bên tai hắn. Nè Thư Hàng, có nghe thấy ta nói không? Là giọng nói của Bạch Tiền Bối. Tống Thư Hàng đáp. Bạch Tiền Bối, ta nghe thấy. Bạch Tiền Bối đang dùng pháp thuật thiên lý truyền âm sao? Thế nhưng, thiên lý truyền âm mà truyền xuyên qua không gian, vào thẳng thế giới hạch tâm của hắn được luôn à? Người thăng cấp xong chưa? Bạch tiền bối hỏi. Xong rồi bạch tiền bối, vừa mới xong này. Tống thư hàng đáp. Thế thì tốt, để ta kéo thẳng ngươi ra đây luôn. Tầng thứ nhất của cấm địa có vẻ hơi phiền với ngươi, nơi đó rét lắm, có lẽ ngươi không ngăn được, để ta kéo luôn lên tầng 2 cho nhanh. Đúng rồi, để tước yêu tiểu thải lại trong thế giới hạch tâm đi lên tầng 2 không biết có nguy hiểm gì không. Bạch tiền bối nói. Tống thư hàng nhìn thước yêu tiểu thải đang ngâm nga địa tạng độ hồn kinh rồi gật đầu. Bạch tiền bối nói đúng lắm. Sau đó, veo một cái, tống thư hàng đã xuất hiện ngay bên cạnh bạch tôn giả. Tống thư hàng nhìn quanh bốn phía. Dường như đây là một thế giới nhỏ cây cối xanh um, tràn đầy sức sống và hương vị mùa xuân. Đây chính là cấm địa sao? Tống thư hàng hỏi. Ừ, Nói chính xác ra thì đây là tầng thứ hai của cấm địa. Đừng xem nhẹ nơi này, đâu đâu cũng tràn ngập nguy cơ đấy." Bạch Tiền Bối nhắc nhở. Tống Thư Hàng gật đầu, đây chính là nơi khiến cho Lý Thiên Tố đạo trưởng phải phi xác đến chỗ hắn đấy, đương nhiên hắn không dám xem nhẹ rồi. "À đúng rồi Bạch Tiền Bối, vị tu sĩ áo tím kia đâu?" Tống Thư Hàng hỏi. Bạch Tiền Bối đi theo tu sĩ áo tím vào cấm địa mà, sao giờ không thấy bóng dáng tu sĩ kia đâu nữa vậy? ha 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 nghe tống thư hàng hỏi xong bạch tôn giả bỗng bật cười gượng gạo tống thư hàng bị phá rồi bạch tôn giả đáp hả bị phá há tống thư hàng ngu mặt ra bạch tiền bối giải thích ừ ta vốn định để hắn dạo loanh quanh trong cấm địa này một lát xem hắn muốn tìm cái gì nhưng hắn vừa mới vào đến cấm địa thì đã quỳ dạp xuống đất bất động như hết pin ta đợi mãi chẳng thấy hắn đứng lên thế là không nhịn được mà dỡ hắn ra rồi. Chật, thành một đống linh kiện kia kìa. Bạch tiền bối chỉ vào đống linh kiện cách đó không xa. Tống thư hàng, gạch nối. Hắn nhớ rõ ràng tu sĩ si áo tím kia là người cơ mà. Sao lại biến thành một đống linh kiện thế này? Chẳng lẽ tên tu sĩ này cũng là người nhân tạo sao? Con dối người sống hả? Bạch tiền bối, người này có đứng lên được nữa không? Diệp tư thò đầu ra rồi tò mò hỏi. Ừm, chắc là được đấy, để ta mang hắn về nghiên cứu một chút thì nhất định là sẽ lắp lại được thôi. Bạch tiền bối nói rất nghiêm trang. Nói đoạn, hắn thu hết đống linh kiện vào pháp khí không gian. Nói cách khác là bây giờ tạm thời không đứng lên được đâu. Thôi không nói cái này nữa, tu sĩ áo tím kia không thể dẫn đường cho chúng ta được rồi, để tiền bối ta đây dẫn các người đi công phá cấm địa này đi. Bạch tiền bối vỗ ngực nói cam đoan sẽ nghiền nát hết thảy rồi quét sạch cái cấm điện này một phen à đúng rồi nói mới nhớ thư hàng vội vàng muốn vào cấm điện này như thế là vì muốn tìm cái gì hả à? bạch tiền bối hỏi đúng vậy ta muốn tìm cách chữa hàn bệnh của lý âm trúc trong cấm điện này tống thư hàng đáp hàn bệnh cụ thể là hàn bệnh thế nào bạch tiền bối hỏi tống thư hàng mỉm cười nếu là bạch tôn giả thật thì sẽ không quên việc này đâu giữa bạch tôn giả và tán tu lý thiên tố có một đoạn nhân quả, bạch tôn giả cũng đã chính miệng hứa với tộc trưởng sở ra là sẽ tìm cách chữa khỏi hàn bệnh cho lý âm trúc rồi mà. Thế nhưng Tống Thư Hàng vẫn giải thích, hàn bệnh của lý âm trúc lây từ cơ thể mẹ, khi bệnh phát thì trên người cô ấy sẽ tỏa ra một luồng khí lạnh rất lớn. Trước đó Lý Đạo Trưởng dùng các loại thiên tài địa bảo để khắc chế hàn bệnh của cô ấy, nhưng mà tháng trước bệnh chuyển biến xấu, hàn khí còn biến thành quan tài băng bao kín cô ấy luôn rồi thì ra là thế." Bạch Tiền Bối nói, "Đúng là trong cấm địa này có thể có cách chữa hàn bệnh. Bởi vì người bố trí cấm địa đã diễn hóa pháp tắc hệ hàn băng đến mức tận cùng, thậm chí đã tới cảnh giới cực âm sinh dương, cực lạnh sinh ấm." Trên thực tế, nguyên nhân khiến cho tán tu Lý Thiên Tố khẳng định trong cấm địa này có cách chữa khỏi hàn bệnh cho con gái hắn, là bởi hắn biết thân phận của chủ nhân cấm địa. Có hai cách để chữa khỏi hàn bệnh này, một cách là dùng đan dược tiêu trừ tận gốc chứng hàn trong xương tủy thế nhưng muốn luyện được đan dược này thì rất khó khăn cách thứ hai là tu luyện công pháp đặc biệt để tiêu hóa hàn độc trong cơ thể hoặc là biến nó thành một phần của bản thân mình bạch tiền bối lẩm bẩm cho nên nếu muốn tìm cách chữa hàn bệnh thì chúng ta tìm phòng luyện đan hoặc là nơi có công pháp truyền thừa trong cấm địa là được suốt lời bạch tiền bối nói thêm ừm um, để ta xem xem thấy rồi trong rừng có một cung điện có lẽ trong đó có đan dược các thứ. Hy vọng là đan dược ở đó chưa hết đát, đi theo ta. Đan dược mà cũng hết đát được á? Tống thư Hàng ngạc nhiên. Đương nhiên, nếu không cất giữ hẳn hoi thì dược hiệu của đan dược cũng sẽ tan đi, thậm chí có vài loại đan dược còn biến chất thành độc dược nữa kia. Bạch Tiền Bối giải thích. Thế là Bạch Tiền Bối đi trước mở đường, Tống thư Hàng đi theo sau hắn hai người đi được 100 mét thì đột nhiên thấy trên gốc đại thụ đằng trước xuất hiện khuôn mặt sống động của một mỹ nhân. Cây đại thụ này cực kỳ lộng lẫy, mỗi chiếc lá cây đều bảy màu rực rỡ, nhánh cây như lưu ly, li, vui mắt lại đẹp lòng. Hi hi hi, sau bao nhiêu năm lại có kẻ không biết sống chết dám xâm nhập nơi này ư? Đúng là tự tìm đường chết. Cây đại thụ cười vang ma mị, vô số dây leo vươn ra đánh thẳng về phía bạch tiền bối. Không chỉ như thế, còn có gai nhọn từ dưới đất chui lên. Gai nhọn chi chít ngàn vạn mũi như rừng rậm. Tống Thư Hàng nhanh chóng nhảy lên, sau đó đạp chân trên hoa sen đen bước lên cao để tránh né gai nhọn trên mặt đất. Thư Hàng, người nhát quá. Bạch Tôn Giả trên mặt đất bật cười rồi nói. Sau đó Bạch Tiền bối vung tay một cái, một vòng kiếm khí bùng nổ từ cơ thể hắn. Kiếm khí quét qua nơi nào, gai nhọn nơi ấy đều bị san bằng. Không dừng lại ở đó, cây đại thụ kia bị kiếm khí chém qua, nhánh cây gãy hết, chỉ còn lại mỗi cái thân trụi lùi. Mặt người trên cây đại thụ ngây ra. Bạch tiền bối tiến lên một bước rồi vươn tay ôm lấy thân cây nọ. Người muốn làm gì, muốn làm gì? Mặt mỹ nhân trên thân cây kêu ré lên. Từ hôm nay trở đi, người sẽ là thú cưng thứ tư của ta, đặt tên là thụ thụ nhé. Bạch tiền bối nói. Gì cơ? Mặt mỹ nhân trên cây đại thụ đần thối ra. Ngay sau đó, bạch tiền bối dồn lực lên cánh tay. Cây đại thụ bảy màu lộng lấy bị bứng tận gốc. À à đừng mà đây là nhà của ta, ta không muốn rời khỏi đây đâu. Tiền bối, ta sai rồi, ta có mắt không chồng, xin ngài tha cho ta đi mà. Mặt mỹ nhân trên cây đại thụ bảy màu cầu xin tha thứ. Thụ thụ, bạch tiền bối nói. Cây bảy màu, tên ngươi là thụ thụ. Bạch tiền bối nhắc lại cây đại thụ bảy màu lại ngu mặt ra, sau đó nó mới ngộ ra chân lý. Đúng vậy, đúng vậy, tiền bối, thủ thụ sai rồi, xin tiền bối tha cho thủ thụ đi mà. Bạch tiền bối nở nụ cười rạng rỡ Tốt lắm. Hắn mỉm cười một cái, thiên địa đều biến sắc, bao nhiêu mị lực vốn phải khống chế đều bùng nổ. Mặt mỹ nhân trên cây đại thụ bảy màu ngắm nhìn ngẩn ngơ, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi hơi đỏ. Nếu ngươi đã nhận cái tên này rồi thì ta phải thu nhận ngươi thôi nhà mới của ta đang chống trải, người vào giữ nhà cho ta đi. Bạch tiền bối nói. Sứt lời, bạch tiền bối vỗ tay một cái, cây mỹ nhân thụ thụ biến mất trong hư không, có lẽ đã bị nhét vào nhà mới của hắn luôn rồi. Xong rồi, bạch tiền bối vẫy tay với tống thư hàng đang đạp trên hoa sen đen giữa không trung. Xuống đây đi theo ta nào, chúng ta đi tiếp thôi. Sau khi đi tiếp một đoạn, mặt đất dưới chân bạch tiền bối và tống thư hàng bỗng biến thành một đầm lầy sau đó một con cá xấu xấu mù ngoi lên từ đầm lầy đó khẹc 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 không ngờ lại có kẻ xâm nhập vào được tận đây thế nhưng dừng ở đây thôi hôm nay các người hãy làm điểm tâm của ta đi cá xấu khổng lồ nói xong thì vươn vuốt đập xuống đầm lầy đầm lầy cuộn lên như sóng thần rồi đổ ập xuống bạch tiền bối và tống thư hàng bạch tiền bối trầm ngâm một hồi đúng là xấu quá. Bạch tiền bối nói. Sau đó, bạch tiền bối vươn tay vẫy một cái, một khẩu pháo to đùng xuất hiện trong tay hắn. Đùng. chương 949, mặc dù ta xấu xí, nhưng cái xấu của ta là xấu độc đáo. Thứ bị bạch tiền bối vác trên vai chính là một trong sáu tử pháo của tử mẫu diệt thần pháo, kích thước khá nhỏ nhưng uy lực lại rất khủng bố, rất xứng với cái tên diệt thần pháo một pháo bắn ra lập tức đánh nát đợt công kích do cá sấu đầm lầy tạo ra uy thế của pháo quang vẫn không giảm tiếp tục bắn lên trên bản thể của cá sấu đầm lầy chỉ trong chớp mắt thân thể của cá sấu đầm lầy đã bị nổ thành đống cặn là một đống cặn đúng nghĩa thân thể nổ tan xác nát bét y hệt như một túi bột mì ném vào không trung bị bắn nổ tung ra vậy chỉ còn lại mỗi một cái chân cá sấu do góc độ bắn nên cái chân này mới may mắn tránh khỏi pháo quang chân cá sấu xoay tròn bay đến trước mặt Tống Thư Hàng rồi rơi xuống đất. Tống Thư Hàng nhìn cái chân cá sấu bị cháy đen trước mắt, suy nghĩ rồi hỏi. Có độc không? Không có độc. Bạch Tiền Bối trả lời. Sau đó Tống Thư Hàng không người cất chân cá sấu vào trong vòng tay pháp khí của mình. Người lấy cái chân cá sấu này làm gì thế? Bạch Tiền Bối tò mò hỏi. Không có độc, chắc chế biến một chút là có thể ăn được nhỉ? Tống Thư Hàng nói. Mặc dù không biết con cá sấu đầm lầy này thuộc đẳng cấp nào, nhưng có thể mở miệng nói tiếng người lại còn được coi là thú hộ thủ canh giữ cấm địa, hiển nhiên thực lực của nó không yếu. Cho dù hắn không biết chế biến chân cá sấu, nhưng hắn có thể mời một tiên chủ ra tay làm dùm hắn. Nếu không được nữa thì hắn sẽ giao nó cho biệt tuyết tiên cơ kiếm chút lời. Ví dụ như đổi lấy một bữa tiên chân yến chẳng hạn. Vừa nghĩ tới tài nấu nướng của biệt tuyết tiên cơ, Tống Thư Hàng đã chảy nước miếng rồi. Xấu quá, sẽ ảnh hưởng tới khẩu vị. Bạch tiền bối ghét bỏ nói. Bộ dạng của heo cũng chẳng đáng yêu, nhưng ngày nào chúng ta cũng ăn thịt heo đó thôi. Tống thư hàng đáp lại. Bạch tiền bối suy tư chốc lát, ừ cũng đúng, bộ dạng của con heo ở thế giới cửu u rất xấu, cao chừng ba thước, mặt mũi dữ tợn nhưng lại có rất nhiều người ăn. Bạch tiền bối gật đầu nói. Có lý, vậy ngươi biết làm không? Không biết, nhưng ta có thể tìm một vị chủ tiên làm giúp. Tống Thư Hàng nói, đồng thời Thư Hàng lại nhớ tới biệt tuyết tiên cơ. Nếu hắn mang vị bạch tiền bối trước mắt này đến chỗ biệt tuyết tiên cơ, không biết biệt tuyết tiên cơ sẽ có phản ứng gì nhỉ? Nói không chừng có thể ăn được mấy bữa tiên chân yến từ chỗ tiên cơ thì sao? Có nên làm thử không nhỉ? Nhân 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 nhân. Bạch tiền bối và Tống Thư Hàng tiếp tục tiến về phía trước chắc là do uy lực của một phát diệt thần pháo kia quá khủng bố khiến cho đám thủ hộ thú gần đây sợ vỡ mật đi cả đoạn đường mà không có con thủ hộ thú nào xông ra cản đường hết đám thủ hộ thú không chủ động hiện thân bạch tiền bối cũng không có hứng thú đi đào móc chúng nó ra vậy nên đám thủ hộ thú trong cấm địa đã tránh được một kiếp mãi cho đến khi tới gần vị trí cung điện mà bạch tiền bối nói mới có thủ hộ giả đi ra cản đường lúc này có một con bạch hổ cao năm thước dài 10 thước ngăn ở trước mặt bạch tiền bối và tống thư hàng. Bạch hổ vốn là loài động vật rất uy vũ, chiếm một địa vị không tầm thường trong thần thoại ở hoa hạ. Nhưng mà dáng người của con bạch hổ trước mắt này, quá dài, nó cao năm thước, bề ngang lại đến 10 thước, bốn cái chân ngắn ngủn, phần eo kéo rất dài, nhìn qua chẳng cân xứng tí nào cả. Bạch hổ nhìn tống thư hàng, phát ra tiếng cười quỷ dị. Ha ha ha, không ngờ trải qua nhiều năm như vậy mà vẫn có người có thể xông đến chỗ này. Cái mặt cũng xấu nốt, mũi ngắn mặt to, răng không đều lại còn bị nhô ra, do khuôn mặt quái dị ảnh hưởng nên nhìn đôi mắt hổ lại có chút si ngốc. Bộ dáng này thật chẳng thua gì con bạch hổ xấu xí nhất mà Tống thư hàng thấy ở trên mạng lúc trước. Xấu quá, xấu mù mắt rồi. Bạch Tiền Bối lên tiếng bình luận lần nữa, sau đó Bạch Tiền Bối lại lấy tử mẫu diệt thần pháo ra vác lên vai nhắm ống pháo vào thẳng con bạch hổ kia. Chết tiệt, đừng nhắc tới chữ xấu có được không? Con bạch hổ dài ngoằng nổi giận. Bộ dạng xấu xí là lỗi của ta sao? Đây là do gen của cha mẹ ta quyết định mà. Bạch tiền bối suy tư chốc lát, sau đó nghiêm túc nói. Nhưng nhìn xấu quá, xấu mù mắt. Ta phun nước miếng đầy mặt ngươi bây giờ đấy. Mặt hổ càng thêm dữ dợn, bạch hổ dài ngoằng quát lên. Ngươi thử nói thêm một chữ xấu nữa xem, ta liều mạng với ngươi. Bạch tiền bối. Hơn nữa, thật ra nếu ngươi nhìn kỹ ta thì ngươi sẽ phát hiện, mặc dù nhìn ta có xấu một chút nhưng cái xấu của ta lại rất độc đáo. Đặc biệt là phần eo, bởi vì thân thể rất dài nên ta có thể dễ dàng cắn được cái đuôi. Trong những tháng ngày canh giữ cung điện nhàm chán, đây chính là thú vui duy nhất của ta đấy. Bạch hổ dài ngoằng vừa nói vừa cong eo, thân thể bày ra hình chữ U, dễ dàng cắn lấy cái đuôi của chính mình, sau đó vinh váo đắc ý nhìn Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng Bạch tiền bối suy nghĩ một chút. Cũng đúng, mặc dù rất xấu nhưng lại xấu rất độc đáo. Đúng không, đúng không, ở trong thế giới xem mặt mà sống thế này, nếu không điển trai vượt bậc vậy thì bản thân phải có cá tính một chút. Châm ngôn sống của hồ ta chính là thả xấu độc đáo, còn hơn đẹp đại trà. Khi ta xấu đến mức biến thành độc đáo, người lại nhìn kỹ ta thì sẽ phát hiện thật ra cái xấu của ta cũng đáng yêu lắm. Bạch hổ dài ngoằng rèn sắt khi còn nóng, tranh thủ truyền bá khái niệm xấu đáng yêu cho Tống Thư Hàng và Bạch Tiền Bối. Tống Thư Hàng nghĩ chắc mình bị tẩy não thật rồi, hắn nhìn con hổ xấu xí này hồi lâu, bỗng dưng có cảm giác nó xấu đáng yêu thật, quái lạ thật đấy. Có đạo lý, xấu độc đáo. Bạch Tiền Bối gật đầu đáp. Xấu đến cảnh giới như con bạch hổ này đúng là không dễ gì. Xem ra các ngươi vẫn có mắt thưởng thức đấy nể tình các ngươi đã đồng ý với quan điểm về ngoại hình của ta, sắp tới ta sẽ không giết chết các ngươi. Tới đây đi, chúng ta chiến một trận thật sảng khoái nào. Bạch hổ dài ngoằng nói, xuất lời nó bày ra tư thế hổ vồ mồi, móng vuốt sắc bén lộ ra ngoài, nhưng cái đuôi của nó lại bất giác phe phẩy như điên giống như đuôi của một chú chó nhỏ vậy. Nói thật là cái đuôi này rất gây chú ý. Ánh mắt của Tống Thư Hàng lập tức bị cái đuôi của bạch hổ hấp dẫn. Rào. Lúc này, bạch hổ dài ngoằng há miệng gầm thét. Mặc dù con bạch hổ này xấu một chút, thân thể dài một chút nhưng tiếng gầm của nó vẫn rất uy vũ. Hổ gầm vang núi rừng, cuồng phong nổi dậy bay vù vù. Đồng thời trong miệng bạch hổ xấu xí phun ra một chùm sáng, bắn về phía tống thư hàng và bạch tôn giả. Hổ hao đạn. Đây là công kích mở màn của bạch hổ xấu xí, nó há miệng bắn ra một phát hổ hao đạn để chiếm tiên cơ trong lúc chiến đấu. Cho dù một chiêu này bắn không trúng kẻ địch, kẻ địch vẫn phải phòng ngự hoặc là né tránh gì đó, đây chính là tiên cơ. Nhưng khi một phát hổ hao đạn đã bay đến trước mặt, bạch tiền bối vẫn đang say sưa trầm tư. Mặc dù xấu xúc phạm người nhìn nhưng quan điểm xấu độc đáo cũng rất hay, tuy xấu mà lại đáng yêu. Vậy giờ hắn có nên thua con bạch hổ xấu xí này không đây? Bạch tiền bối nghiêm túc suy tư. Ừm, uhm, cứ như vậy, hổ hao đạn đã đâm thẳng vào người bạch tiền bối không chút khách khí, cả người bạch tiền bối bị chùm sáng nhấn chìm. Sau khi đánh trúng mục tiêu, chùm sáng còn nổ tung, tạo ra tiếng ầm ầm không dứt. May là phạm vi vụ nổ chỉ giới hạn ở thân thể của bạch tiền bối, nói cách khác vụ nổ đã bị bạch tiền bối chặn lại hoàn toàn, Tống Thư Hàng đứng sau lưng bạch tiền bối không hề bị thương. Tống Thư Hàng Bạch Hổ dài ngoằng Ngay sau đó, Bạch Hổ xấu xí cả giận nói Người bị điên à, tại sao không tránh hả? mặc dù ta có nói là không giết các ngươi, nhưng ngươi cũng phải né tránh loại công kích thăm dò trước khi chiến đấu này chứ. Ngươi đứng đó để cho ta đánh là có ý gì, ít nhất cũng phải tránh ra chứ. Hở, có vẻ như lúc này bạch tiền bối mới giật mình tỉnh lại sau trạng thái trầm tư. Bạch tiền bối phất tay, vụ nổ lập tức bị dập tắt. Ánh sáng tản đi, vậy mà bạch tiền bối lại không hề bị tổn hao gì cả, thậm chí ngay cả quần áo cũng không nhăn lấy một đường bạch hổ xấu xí ngớ người kinh ngạc, không khỏi âm thầm nuốt nước miếng. Bị hổ hao đạn của nó đánh trúng ngay chính diện, vậy mà ngay cả vạt áo cũng không bị hư tổn gì. Người này là thần thánh phương nào vậy? Quyết định rồi, ta sẽ thu nhận ngươi, mặc dù không thể cho ngươi làm thú cưng, nhưng ngươi có thể ở lại nhà mới của ta để trông nhà. Tuy ngươi xấu xí nhưng là xấu độc đáo, lại rất có cá tính. Bạch tiền bối nói, sau đó thu hồi tử pháo của diệt thần pháo, Bạch hổ xấu xí. "Ê, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là hổ trông nhà mới cho ta." Bạch Tiền Bối tuyên bố. Cùng lúc đó thân hình hắn chợt lóe lên, chớp mắt đã xuất hiện ngay trước mặt Bạch hổ xấu xí. Tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức Bạch hổ còn chưa kịp phục hồi tinh thần. Bạch Tiền Bối đặt tay lên đầu Bạch hổ xấu xí. Xoẹt, thân hình Bạch hổ xấu xí biến mất, hình như nó đã bị Bạch Tiền Bối dùng phương pháp truyền tống không gian đưa đi rồi giải quyết xong thu được một con thú cưng một con bạch hổ trong nhà tốt lắm chuyến này không lỗ rồi bạch tiền bối vui vẻ nói sau đó hắn đáp xuống đất quan sát bốn phía xem ra chúng ta đến rồi đấy bạch tiền bối nói đến rồi ư ừ, nhưng chúng ta vẫn còn cách cung điện một đoạn nữa cơ mà tống thư hàng ngước mắt nhìn về phía trước vị trí của cung điện còn cách một đoạn nữa bằng vào tốc độ bây giờ của hắn thì hẳn là còn phải đi chừng một phút nữa mới đến. Không, đã đến rồi. Bạch tôn giả vươn tay gõ nhẹ một cái vào trong hư không. Cốc, hình như có một tầng thủy tinh vô hình bị gõ bể. Ngay sau đó tòa cung điện kia bỗng bị kéo tới gần, xuất hiện ở trước mặt tống thư hàng và bạch tiền bối. Điện Hàn Đông, một tấm bia đá rất to xuất hiện trước mặt tống thư hàng, trên đó có khắc ba chữ lớn. Tống thư hàng biết ba chữ này không phải do hắn học qua chút ít văn tử viễn cổ, mà là vì ba chữ này được khắc bằng tiếng trung giản thể. Có thể chủ nhân của cung điện trong cấm địa vẫn luôn giữ liên hệ với thế giới bên ngoài, hoặc cũng có thể là gần đây có người tiến vào cung điện trong bí cảnh, cuối cùng trở thành chủ nhân của cung điện này chăng? Ánh mặt của bạch tiền bối rơi vào tấm bảng trên cung điện, văn tự trên bảng là văn tự viễn cổ. Điện Hàn Đông, bạch tiền bối thì thầm. Tống Thư Hàng cũng quay đầu quan sát cung điện trong bí cảnh. Phong cách của cung điện này, nhìn thật quen mắt." Tống Thư Hàng thầm nói trong lòng. Diệp Tư dùng đối thoại tâm linh đáp lại, "Lần trước lúc chúng ta đã nhìn thấy phong cách kiến trúc tương tự ở trong thiên giới giao trì với Bạch Tôn Giả." Thiên giới giao trì? "Đúng vậy, chính là cung điện theo loại phong cách này, mặc dù bộ phận chi tiết khác nhau rất nhiều nhưng phong cách tổng thể vẫn giống nhau. Lẽ nào điện Hàn Đông này là một phần của Thiên Đình Viễn Cổ Ư?" Tống Thư Hàng lên tiếng nói, ta cũng không rõ, ta không biết gì về thiên đình viễn cổ cả. Bạch tôn giả lại cười nói. Chủ nhân của cung điện đi ra rồi. chương 950, bần đạo tu luyện 30 năm dư sức ngược đãi một con gà giò mới tu luyện 3 tháng như hắn. Tiểu Hữu có ánh mắt thật tinh tường, điện hàn đông này đúng là một phần của thiên đình viễn cổ. Một giọng nói trầm ổn vang lên, có người chậm rãi đi ra từ trong cung điện. Đó một nam tử trung niên điềm đạm, trên người mặc đạo bạo giản dị, lưng đeo trường kiếm, tay cầm phất trần, nhìn qua rất giống thế ngoại cao nhân tu đạo thành công. Tống thư hàng nhìn vị trung niên nam tử này, hắn vừa liếc mắt đã nhìn ra cảnh giới của đối phương, là cảnh giới nhị phẩm, hơn nữa hẳn là cảnh giới đan điền thứ năm long trưởng đan điền, dòng sông chân khí sau lưng nam tử trung niên chỉ mới ngưng tụ đến vị trí long trưởng. Cảnh giới của người này mạnh hơn hòa thượng tây một chút, ước chừng bằng với thực lực của đàn chủ lúc trước. Ta không nhìn lầm đấy chứ? thực lực của đạo trưởng này chỉ mới tới cảnh giới nhị phẩm thôi sao? Tống Thư Hàng thầm nghĩ. Đạo trưởng này thân là chủ nhân của cung điện trong cấm địa, thực lực thế này thì có vẻ hơi yếu. Chẳng lẽ đối phương đang ẩn giấu khí tức, áp chế thực lực thật sự xuống? Giọng nói của Diệp Tư truyền vào trong đầu Thư Hàng. Ta xem đối phương cũng chỉ có thực lực ở cảnh giới nhị phẩm đan điền thứ năm mà thôi, chắc là hắn đang áp chế khí tức và cảnh giới thật đấy. Bần đạo là Sương Hàn Tử, là người canh điện đương nhiệm của điện Hàn Đông. Không biết hai vị đạo hữu xưng hô thế nào. Sương Hàn Tử thi lễ với Tống Thư Hàng và Bạch Tôn Giả rồi nói. Có câu không giơ tay đánh mặt người cười, cho nên Bạch Tiền Bối cũng không định ra tay. Người cứ gọi ta là Bạch là được, nếu xưng hô. Gọi ta là Bạch Tôn Giả cũng không sao. Bạch Tiền Bối trả lời. Bạch Tôn Giả, người gạt ai đấy, nếu một vị Tôn Giả có thể tả sung hữu đột, xông thẳng vào điện hàn đông này thì ta sẽ chặt đầu mình xuống làm bóng cho ngươi đá. Sương hàn tử co giật khóe miệng, nhưng vẫn cười gượng nói. Xin chào bạch đạo Hữu Tống thư hàng cũng nói. Đạo Hữu có thể gọi ta là thư sơn cư sĩ. Bạch tiền bối xoay đầu lại, tò mò hỏi. Ủa, không phải là bá đao tống nhất sao? Không phải, hôm nay là thứ sáu. Tống thư hàng nghiêm túc nói. Ồ, Mặc dù bạch tiền bối nghe không hiểu gì nhưng vẫn gật đầu một cái. Sương Hàn Tử Tên đạo hiệu thì liên quan gì tới chuyện hôm nay là thứ mấy chứ? Sương Hàn Tử cố gắng giữ nụ cười của mình bình thường một chút. Nhìn thư Sơn cư sĩ đạo hữu còn rất trẻ, không biết đạo hữu đã nhập đạo tu hành được bao lâu rồi. Tống Thư Hàng cảm thấy khó hiểu, tại sao lại hỏi vấn đề này? Đạo hữu không cần lo lắng, ta chỉ thuận miệng hỏi chút thôi, nếu không tiện trả lời thì cũng không sao cả. Sương Hàn Tử cười nói, có gì mà không tiện chứ? Lúc này Bạch Tiền Bối cười nói, thư hàng tiểu hữu chỉ là vấn đề nhỏ thôi mà, cứ nói cho Sương Hàn Tử đạo hữu biết đi. Tống thư hàng, thời gian tại hạ nhập đạo tu hành còn ngắn, tại hạ chỉ mới chính thức tiếp xúc với tu đạo, bắt đầu tu luyện vào ba tháng trước. Ba tháng, Sương Hàn Tử ngẩn ra, nhìn Tống thư hàng với vẻ không dám tin. Tính ra thì cũng chừng 3 tháng, nhưng tại hạ đã từng có kỳ ngộ, ở trong bí cảnh loại thời gian tu luyện một đoạn thời gian, tính luôn phần thời gian đó thì tại hạ cũng đã tu luyện được 4 tháng rồi. Tống Thư Hàng nói, vận khí của đạo hữu thật tốt. Sương Hàn Tử cười to nói. Sau đó Sương Hàn Tử đột nhiên bỏ đi bộ đạo bào giản dị, lộ ra bộ áo giáp loại hình chiến đấu ở bên trong. Điện Hàn Đông, ta muốn mở chức năng lôi đài một vs 1 chỉ định mục tiêu chiến đấu là vị thư sơn cư sĩ này. Mợ nó, bần đạo tu luyện hơn 30 năm, hôm nay đã đạt đến cảnh giới nhị phẩm đan điền thứ năm, muốn tra tấn một con gà giò chỉ mới tu luyện 3 tháng như hắn thì dễ như chơi ấy mà. Tống Thư Hàng Bạch Tiền Bối Diệp Tư Thế này gọi là cháy nhà ra mặt chuột đó sao? Hóa ra vị xương hàn tử đạo trường này hỏi nhiều vấn đề như vậy, mục đích thật ra là muốn thăm dò lai lịch của Tống Thư Hàng và Bạch Tiền Bối sao? Rồi sau khi biết được Tống Thư Hàng chỉ mới tu luyện 3 tháng, hắn lập tức hớn hở kéo Tống Thư Hàng lên lôi đài 1 vs 1, chuẩn bị ngược đãi Tống Thư Hàng một trận. Nhưng tại sao hắn lại muốn ngược đãi Tống Thư Hàng? Hắn ngược đãi Tống Thư Hàng, bên cạnh còn có Bạch Tiền Bối đang đứng mà, hắn đánh thắng Bạch Tiền Bối sao? Sao vẫn luôn có người không hiểu đạo lý không tự tìm đường chết thì sẽ không chết vậy nhỉ? Tống Thư Hàng lẩm bẩm nói. Trong khi đang lẩm bẩm, hắn bỗng cảm thấy thân thể mình nhẹ bấng, bị kéo thẳng lên trên lôi đài. Nhân 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 Lôi đài một versus một mà Sương Hàn Tử nói là một không gian chiến đấu độc lập hoàn toàn khép kín, tương tự như không gian lôi đài độc lập mà lúc trước tà ma chuột hamster đã kéo Tống Thư Hàng vào. Tống Thư Hàng và Sương Hàn Tử ở trong không gian chiến đấu. Bạch tiền bối bị ngăn cách ở bên ngoài lôi đài, trở thành người xem chiến. Tống thư hàng thở dài. Đạo hữu, sao ngươi phải khổ vậy chứ? Hết cách rồi, Bần đạo cũng phải hoàn thành nhiệm vụ. Sương Hàn Tử thở dài nói, Bần đạo thân là thủ hộ giả của Điện Hàn Đông, ít nhất phải ngăn chặn được một tu sĩ xông vào cấm địa. Nếu như không làm được, thân phận thủ hộ giả của Bần đạo sẽ bị tước mất, phải làm lại từ đầu từ vị trí khổ sai. Cho nên chỉ có thể nói vận khí của thư sơn cư sĩ Đạo hữu không tốt mà thôi. Tống thư hàng từ trong lời nói của Sương Hàn Tử, hắn cũng đã biết được nguyên nhân đại khái tại sao đối phương lại đột nhiên kéo hắn vào không gian lôi đài chiến đấu rồi. Thế nhưng, vị Sương Hàn Tử này chỉ có cảnh giới nhị phẩm, sao lại lên làm thủ hộ giả của Điện Hàn Đông được hay thế nhỉ? Lẽ nào Điện Hàn Đông hết người rồi sao? Thư Sơn cư sĩ đạo hữu cũng đừng dễ dụa, mặc dù bần đạo có tư chất tầm thường, lại bỏ lỡ độ tuổi hoàng kim để tu luyện, khổ tu 30 năm mới chỉ đến cảnh giới nhị phẩm, nhưng muốn giải quyết một tu sĩ chỉ mới tu luyện ba tháng như tiểu hữu thì dư sức. Tiểu hữu, người cứ đứng đó để bần đạo đánh một trận, chỉ cần một quyền đánh người ngất xỉu thì bần đạo coi như hoàn thành nhiệm vụ rồi. Sương Hàn Tử đề nghị. Sương Hàn Tử đạo hiếu, lúc người bắt ta vào đây, người có nhìn ra tu vi cảnh giới của ta không? Tống Thư Hàng hỏi. Tiểu hữu hỏi vậy là có ý gì? Sương Hàn Tử nói. Được rồi, xem ra đạo hữu không nhìn ra cảnh giới của ta, nếu vậy thì ta cảm thấy mình nên giới thiệu linh quỷ của ta cho đạo hữu biết trước. Tống Thư Hàng búng tay một cái. Diệp Tư phối hợp từ trong cơ thể Tống Thư Hàng chui ra, cô kéo váy theo kiểu thục nữ chào xương hàn tử, động tác này là cô mới học được trong TV trước đây không lâu. Sương Hàn Tử nhìn Diệp Tư, chỉ cảm thấy trên người con linh quỷ này có linh lực dao động mạnh mẽ, mơ hồ tản mát ra khí tức kim đan. Linh quỷ Diệp Tư của ta có tu vi ở cảnh giới ngũ phẩm, linh hoàng kim đan hàng thật giá thật. Tống Thư Hàng nói, Sương Hàn Tử, khỉ gió, một tên tu sĩ chỉ mới tu luyện ba tháng như ngươi, rốt cuộc làm sao có được một con linh quỷ đã đạt cảnh giới ngũ phẩm vậy hả? Thế giới này đảo điên hết rồi. Gian tình, trong này nhất định có gian tình. Thư Sơn cư sĩ đạo hiếu, ngươi làm vậy là không đúng, cuộc chiến lôi đài giữa hai chúng ta là chuyện riêng tư. Đây là cuộc quyết đấu giữa ta và ngươi, sao có thể kéo quý cô linh quỷ của ngươi vào được chứ? Sương Hàn Tử cắn răng nói: "Tống thư hàng, linh quỷ và tu sĩ vốn là một thể, không tách rời nhau mà." Sương Hàn Tử nghiến răng nghiến lợi: "Không ngờ đạo hữu còn có thủ đoạn này, nhưng may là Bần đạo cũng có thủ đoạn." Nói xong, hắn đột nhiên lớn tiếng hô: "Quy tắc lôi đài, xin hãy mời linh quỷ trên lôi đài đi ra ngoài, trong cuộc chiến lôi đài lần này không cho phép vận dụng sức mạnh của linh quỷ." Vèo diệp tư cũng bị đưa xuống phía dưới lôi đài một vs một đứng ngay bên cạnh bạch tiền bối lôi đài này còn có loại chức năng này nữa sao bạch tiền bối nói diệp tư đứng dưới đài vừa cười vừa vẫy tay với tống thư hàng thư hàng cố lên ta không thể giúp ngươi rồi tống thư hàng sương hàn tử bây giờ ngươi không còn linh quỷ nữa rồi ừ thủ đoạn của đạo hữu thật cao minh không biết ngươi có thể sử dụng loại quy tắc lôi đài này mấy lần Tống Thư Hàng hỏi. Sương Hàn Tử bật cười đáp lại. Đạo Hữu đoán thử xem. Không cần đoán, Đạo Hữu mời. Tống Thư Hàng rút bảo đao bá toái ra, chỉ thẳng vào Sương Hàn Tử. Sương Hàn Tử chậm rãi rút trường kiếm sau lưng ra, trầm giọng nói. Kiếm này có tên là Hàn Ngoạt, dài một thước hai, là dùng cực hàn thiết thạch đúc thành. Hắn còn chưa nói hết lời, Tống Thư Hàng đã xông lên. Tống Thư Hàng thi triển quân tử vạn lý hành, thân hình lúc ẩn lúc hiện, dùng tốc độ cực nhanh áp sát xương hàn tử. Cùng lúc đó, Tống Thư Hàng nhẹ nhàng xoay cổ tay. Trên đao bỗng bùng lên ngọn lửa bốc cháy hừng hực, ngọn lửa màu trắng, nhiệt độ cực cao. Đây là hỏa diễm đao gió xích tiêu tử đạo trưởng truyền cho, Tống Thư Hàng định dùng một chiêu để kết thúc chiến đấu. Người cũng là tu sĩ nhị phẩm hư. Sương Hàn Tử cả kinh nói. Tuy hỏa diễm đao chỉ là đao pháp đại trà cấp nhập môn, nhưng muốn trên đao sinh ra ngọn lửa vậy thì chỉ có tu sĩ nhị phẩm mới có thể làm được. ngươi đoán thử xem. Tống Thư Hàng chém xuống một đao. đoán cái đầu người ấy. ngươi là một tên dối trá. lúc nãy nói chỉ mới tu luyện ba tháng thôi mà. ba tháng mà có thể tu luyện tới cảnh giới nhị phẩm à? ngươi tưởng ngươi là tiểu đệ được thiên đạo bảo kê sao? Sương hàn tử nghiên răng, cầm trường kiếm quát lên. băng long hao băng long hao là kiếm pháp công thủ nhất thể mà hắn luyện được, một kiếm chém ra, khí lạnh trên thân kiếm phối hợp với chân khí hàn băng của hắn có thể ngưng tụ ra một con rồng băng trông rất sống động. Con rồng băng này khi lui thì có thể thủ, khi tiến thì có thể công, vượt xa loại đao pháp đại trà như hỏa diễm đao. Cho dù tên dối trá này cũng là tu sĩ nhị phẩm, nhưng hỏa diễm đao đại trà của hắn chắc chắn sẽ bị băng long hao của mình nuốt. Sương Hàn Tử còn chưa nghĩ xong, dòng băng ngưng tụ trên thân kiếm đã biến mất. Dòng băng sống động như thật chỉ mới xuất hiện, vừa gặp đao khí của hỏa diễm đao đã tan thành nước chủ trong nháy mắt, giống như bông tuyết dưới ánh mặt trời chói trang vậy. Dòng băng biến thành dòng nước, sau đó dòng nước lại mất khống chế, chút ào ào xuống đầy đất. Mà lúc này, uy thế của hỏa diễm đao vẫn không giảm, chém mạnh xuống. Keng! Hỏa diễm đao chém lên thân kiếm hàn ngoạt, hai thanh thần binh phát ra tiếng va chạm khiến người ta ê cả răng. Sương Hàn Tử cảm thấy cánh tay mình tê dần, mất hết cảm giác. Khí lực của đối phương thật lớn. Không chỉ như vậy, đao khí của hỏa diễm đao còn không ngừng thiêu đốt Hàn Ngoạt. May là Hàn Ngoạt cũng là một thanh thần binh, chứ nếu không thì át hẳn đã bị hủy dưới chiêu này rồi. Sương Hàn Tử thầm kêu không ổn, hỏa diễm đao của đối phương hiển nhiên không phải là loại đại trà thường thấy. Pháp thuật ba đầu sáu tay Lúc này, Tống Thư Hàng lại hô lên. Pháp thuật ba đầu sáu tay, thiếu niên này còn biết cả loại pháp thuật này nữa sao? Sương Hàn Tử cả kinh trong lòng. Chương 951, thiết bị điều khiển từ xa của điện Hàn Đông. Lúc này mỹ nhân rắn công đức chui từ chỗ ngực Tống Thư Hàng ra, một tay cầm huyết cốt, một tay khác cầm dép lê đánh mặt. Sau đó cô vung huyết cốt, ném vào ngực của Sương Hàn Tử. Ầm. Um, sương Hàn Tử không thể né tránh lồng ngực cường tráng bị nện một phát cả người bị đập bay ra ngoài đụng vào vách tường bảo vệ trong suốt trên lôi đài một versus một sau đó lại trượt từ vách tường bảo vệ bóng loáng xuống ui xương hàn tử đau đến nhe răng hộ giáp phần ngực cũng bị đập lõm vào ngực đau ê ẩm cú ném của mỹ nhân rắn công đức cực kỳ mạnh tay hơn nữa không biết khối xương cốt màu đỏ như máu trong tay cô có lai lịch thế nào lúc nện vào ngực hắn lại có thể bỏ qua phòng ngự pháp thuật trên chiến giáp mà hắn đang mặc đập hộ giáp lõm cả vào, lực đạo xuyên thấu qua hộ giáp tác động lên ngực hắn, xương sườn cũng sắp gãy luôn rồi. Chật, vậy mà còn không toi à? Tống Thư Hàng bất mãn nói, hộ giáp trên người đối phương đã cứu hắn một lần. Thế này mà gọi là ba đầu sáu tay đấy hả? Hai tay của xương hàn tử đều đang run rẩy không ngừng. Rõ ràng nói là pháp thuật ba đầu sáu tay mà, ba đầu sáu tay ở đâu vậy hả? Hơn nữa, có pháp thuật ba đầu sáu tay nhà ai mà đầu và tay lại chui từ ngực ra không? Người đúng là tên dối trá bịp bợm cùng cực mà. À, xin lỗi, bởi vì linh quỷ của ta bị ngươi mời xuống đài mất rồi, cho nên pháp thuật ba đầu sáu tay của ta còn thiếu một cái đầu với hai cánh tay. Nhưng mà không sao, ta bổ sung ngay cho ngươi thấy. Tống Thư Hàng nói. Sau đó hắn thò tay vào trong túi thu nhỏ một tấc móc thông nương ra. Thông nương, cô đã đoán được Tống Thư Hàng muốn làm gì rồi. Tống Thư Hàng sách thông nương bỏ vào sau cổ mình. Hôm nay hắn mặc áo khoác có mũ chụp, vừa hay có chỗ để đặt thông nương dính với ngộ đạo thạch vào. Có thông nương cộng thêm mỹ nhân rắn công đức trên ngực, vậy là đầy đủ ba đầu sáu tay rồi. Nhìn đi, bây giờ đủ ba đầu sáu tay rồi này. Tống sách hải đạo. Thông nương vung tay nhỏ bé đấm một quyền vào sau ót Tống Thư Hàng. Tên đần này, ba đầu sáu tay cái đầu ngươi, Thằng ngươi cứ hô hai đầu bốn tay cho rồi đi. Với thực lực hiện tại của Tống Thư Hàng, nắm đấm nhỏ của cô thậm chí còn chưa đủ gãi ngứa cho Tống Thư Hàng nữa. Sương Hàn Tử hâm mộ đến đỏ cả mắt. Mẹ kiếp, ngươi chẳng những có linh quỷ mà còn có luôn cả yêu sùng. Ta không phải là yêu sủng của hắn. Thông nương cả giận nói. Lúc đối mặt với Sương Hàn Tử, thông nương rất có khí thế. Bởi vì cô đã đạt đến cảnh giới nhị phẩm đan điền thứ ba long chảo đan điền cộng thêm hiệu quả đặc thù của thiên khớp bảo điển, nếu có đánh nhau thì cô cũng không yếu hơn xương hàn tử bao nhiêu cả. Trong giới tu sĩ, thực lực chính là sức mạnh. Thư Sơn cư sĩ đạo hiếu, rốt cuộc ngươi là tu sĩ cảnh giới mấy phẩm vậy hả? Sương Hàn Tử nghiến răng hỏi. Bây giờ có hỏi vấn đề này cũng vô dụng mà thôi. Tống Thư Hàng đáp. Hoặc là ngươi đầu hàng, hoặc là đánh xong rồi nói sau. Đầu hàng, không bao giờ. Sương Hàn Tử cắn răng đứng lên, tay nắm chặt lợi kiếm, mắt nhìn chăm chú vào Tống Thư Hàng nhằm tìm ra sở hở của đối phương. Hắn khổ tu 30 năm, tuyệt đối không thể bại trận dễ như vậy được. Nếu không đầu hàng, vậy ngươi hãy tiếp thêm một đao của ta nữa. Tống Thư Hàng bày ra tư thế đao thức. À, ta muốn nhắc nhở ngươi một chút, đao pháp mà ta sắp thi triển sau đây. Bản thân ta vẫn chưa nắm giữ hoàn toàn, cho nên chính ngươi phải chuẩn bị phòng ngự và tâm lý cho thật tốt đấy. Không đợi Sương Hàn Tử trả lời, Tống Thư Hàng đã vung đao. Tật phong đao Tật phong đao là một môn khoái đao rất điên cuồng, chỉ công không thủ, một lần công kích có thể liên tục chém ra 10 đao, hơn nữa. Đao sau nhanh hơn đao trước, đao tiếp mạnh hơn đao đầu. Trong lúc Tống Thư Hàng còn chưa hiểu thấu triệt hỏa diễm đao do sích tiêu tử đạo trưởng truyền thụ cho, tật phong đao chính là đao pháp công kích mạnh nhất mà hắn có được. Lúc chém ra tật phong đao, Tống Thư Hàng đột nhiên phát hiện có một hộ phù trên người mình lại tự động kích hoạt, là hộ phù thanh phong gia tốc, mỗi ngày kích hoạt thanh phong gia tốc hai lần. Nói thật, bởi vì hộ phù này gia tăng tốc độ không nhiều lắm, mà Tống Thư Hàng luyện thân pháp quân tử vạn lý hành càng ngày càng thuần thục cho nên cũng suýt quên mất hộ phù này. Mà bây giờ khi hắn thi triển tật phong đao, hộ phù tự động kích phát thanh phong gia tốc, tốc độ của Tống Thư Hàng lại tăng lên một cấp bậc nhỏ. Sương Hàn Tử đứng đối diện trợn to hai mắt, trong đôi mắt hiện lên ánh sáng màu lam sẫm hiển nhiên là trên người có mang loại thiên phú nhãn khiếu nào đó thông qua thiên phú nhãn khiếu hắn có thể thấy được bóng dáng mơ hồ của tống thư hàng nhưng mà thân thể hắn lại không theo kịp tốc độ của tống thư hàng tống thư hàng chém đao thứ nhất xuống xương hàn tử miễn cưỡng nâng kiếm ngăn cản nhưng hắn còn chưa kịp giơ kiếm lên bảo đao phá toái đã chém lên người hắn bộ hộ giáp phòng ngự của hắn bị một đao phá vỡ ngay sau đó Tống Thư Hàng liên tiếp bổ xuống đao thứ hai, đao thứ ba, đao thứ tư. Tống Thư Hàng tổng cộng chém ra bốn đao mới ngừng tật phong đao. Đao thứ nhất phá hộ pháp của Sương Hàn Tử, đao thứ hai phá phủ bảo phòng ngự ấn nấp trên người đối phương, đến đao thứ ba thì Sương Hàn Tử vận khí tốt, vô tình nâng kiếm đỡ được, một đao này bị cản lại. Nhưng sau đao này, kiếm trong tay Sương Hàn Tử bị đánh bay đi, hổ khẩu nứt ra. Sau đó đao thứ tư bổ xuống, sương hàn tử bị hạ gục. nếu như tống thư hàng lại chém ra đao thứ năm, chắc hẳn sương hàn tử sẽ trầu trời ngay. ơ, ờ, không chém chết hắn sao? thông nương hỏi. tống thư hàng lắc đầu. mặc dù tên sương hàn tử này có ngớ ngẩn một chút nhưng cũng không phải là tử địch gì. sau khi sương hàn tử rơi vào hôn mê, lôi đài một versus một lập tức bị giải trừ, biến mất không thấy đâu nữa. hai người lại trở về cửa vào điện hàn đông. Tống Thư Hàng thu hồi bảo đao bá toái. Diệp Tư đi tới bên cạnh Tống Thư Hàng, ngồi xổm xuống chọt xương hàn tử mấy cái. Tên này ngốc thật đấy. À này, nếu thủ hộ giả của Điện Hàn Đông đã bị đánh bại, vậy giờ chúng ta có thể tiến vào Điện Hàn Đông rồi nhỉ? Trước đó Bạch Tiền Bối có nói qua, Điện Hàn Đông này có thể là một chỗ luyện đan, nói không chừng bên trong có phương pháp trị khỏi hàn bệnh của Lý Âm Trúc. Ừ, chúng ta vào xem thử thôi. Bạch Tiền Bối gật đầu nói lúc này diệp tư lại đưa tay nhặt thanh lợi kiếm hàn ngoạt của xương hàn tử lên kiểu dáng của hàn ngoạt rất khá rất đẹp diệp tư vừa nhìn đã thích ngay kiếm này là món binh khí tốt đấy ta có thể mang nó đi không diệp tư quay qua hỏi tống thư hàng tống thư hàng còn chưa kịp trả lời bạch tiền bối đứng bên cạnh đã cười to nói tất nhiên là có thể mang đi rồi đây chính là chiến lợi phẩm của chúng ta mà cũng đúng diệp tư gật đầu sau đó cầm lấy hàn ngoạt. Mà ngay lúc Diệp Tư cầm lấy kiếm hàn ngoạt, tâm thần Tống Thư Hàng đột nhiên chấn động một cái. Hắn nhìn Diệp Tư, Diệp Tư cũng nhìn hắn. Trong đầu hai người đồng thời sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Quyền sở hữu điện hàn đông thuộc về bọn họ. Chỉ cần Diệp Tư cầm hàn ngoạt, trong đầu Tống Thư Hàng lập tức xuất hiện bảng liệt kê liên quan tới rất nhiều chức năng của điện hàn đông. Ví dụ như như chức năng mở lôi đài chiến 1 vs 1 mà Sương Hàn Tử đã sử dụng trước đó. Còn có quyền lợi mở ra, đóng kín tất cả cửa của điện Hàn Đông, cùng với các loại quyền lợi khác như mở đại trận hộ điện của điện Hàn Đông, kích hoạt kiếm trận công kích của điện Hàn Đông, ngoài ra còn có một hàng đóng mở mười mấy loại chức năng khác nhau. Nhưng mà hình như đại trận hộ điện và kiếm trận công kích đã bị hư hại, chưa được tu bổ lại. Đây cũng là lý do tại sao trước đó Sương Hàn Tử lại không mở đại trận hộ điện. Kiếm Hàn ngoạt này chính là thiết bị điều khiển từ xa của điện Hàn Đông tống thư hàng thử nghiệm chức năng điều khiển từ xa hắn dùng chức năng đóng kín tấy cả cửa của điện hàn đông sau đó một loạt tiếng ầm ầm vang lên tất cả cửa của điện hàn đông trước mắt đều lần lượt đóng lại đóng lại thật này tống thư hàng thốt lên thư hàng là ngươi làm à bạch tiền bối hiếu kỳ hỏi đúng vậy thanh kiếm hàn ngoạt này có thể khống chế điện hàn đông diệp tư trả lời có chức năng thú vị vậy nữa sao cho ta thử một chút nào bạch tiền bối hớn hở nói hai mắt hắn sáng rực lên diệp tư đưa kiếm hàn ngoạt cho bạch tiền bối bạch tiền bối cầm lấy kiếm hàn ngoạt chỉ về phía điện hàn đông cười to nói cửa chính đại điện mở ra cho ta im ắng không một tiếng động một lát sau bạch tiền bối tức giận ném kiếm hàn ngoạt xuống đất không hiệu nghiệm gì hết không thể nào vừa rồi lúc diệp tư cầm kiếm hàn ngoạt trong đầu ta xuất hiện rất nhiều mục tùy chọn khống chế điện hàn đông mà. Tống Thư Hàng kho người nhặt kiếm hàn ngoạt lên. Sau đó nhắm mắt cẩn thận cảm ứng. Một lát sau, Tống Thư Hàng mở mắt ra. Lạ thật, mục tùy chọn mới vừa hiện lên lúc nãy lại không xuất hiện nữa. Chẳng lẽ chỉ khi nào Diệp Tư cầm kiếm hàn ngoạt thì mới hiệu nghiệm sao? Tống Thư Hàng đưa lại kiếm hàn ngoạt cho Diệp Tư. Diệp Tư, người lại cầm lần nữa thử xem. Diệp Tư nghe vậy thì nhận lấy kiếm hàn ngoạt. Ngay lúc tay cô cầm lấy kiếm hàn ngoạt, trong đầu Tống Thư Hàng lại lập tức hiện lên một hàng mục tùy chọn khống chế điện Hàn Đông. Sau đó hắn thử sử dụng khống chế mục tùy chọn, chỉ huy cửa chính của điện Hàn Đông mở ra. ầm. Um, sau khi mệnh lệnh phát ra, cửa chính của điện Hàn Đông chậm rãi mở ra. Xem ra thanh kiếm hàn ngoạt này đã nhận Diệp Tư sư tỷ làm chủ rồi. Tống Thư Hàng nói, Bạch Tiền bối bổ sung nói. Còn một loại khả năng nữa, cũng có thể Diệp Tư có thể chất đặc thù nên có thể sử dụng kiếm hàn ngoạt làm thiết bị điều khiển từ xa, mà ngươi và ta đều không có loại thể chất này. Thể chất đặc thù của Diệp Tư Tống Thư Hàng lập tức nghĩ tới giao chỉ nữ đế Trình Lâm. Phải chăng là do Diệp Tư mang cùng huyết mạch với Trình Lâm, cùng một mảnh vỡ của Trình Lâm hợp lại làm một, cho nên có quyền hạn sử dụng kiếm hàn ngoạt đấy chứ? Thôi đừng nghĩ nữa, chúng ta vào xem trước đã. Bạch Tiền Bối nói nếu như trong điện Hàn Đông này không có phương pháp chữa trị hàn bệnh, chúng ta còn phải đi nơi khác trong cấm địa để tìm thử. Cũng đúng, Tống Thư Hàng nói. Đồng thời, ý thức hắn quét đến mục cuối cùng trong bảng tùy chọn của thiết bị điều khiển từ xa hàn ngoạt. Thu hồi điện Hàn Đông. Thu hồi điện Hàn Đông, đây là mục tùy chọn gì thế? Tống Thư Hàng hiếu kỳ nói. Hắn vừa dứt lời, hình như kiếm hàn ngoạt nhận được mệnh lệnh. Một chỉ thị được gửi đến điện Hàn Đông ơ kia, đợi đã, đợi đã, ý ta không phải vậy. Tống Thư Hàng hét lớn lên. Nhưng mà, trễ rồi. Điện Hàn Đông ở phía trước tỏa ra bảo quang bảy màu rực rỡ. Cả Điện Hàn Đông giống như một món pháp bảo, sau khi nhận được chỉ thị, Điện Hàn Đông từ từ bay lên khỏi mặt đất. Đất sung núi chuyển. chương 952, thật ra đây là xe AV của tu chân giới. Tống Thư Hàng lo sốt vó. Kiếm hàn ngoạt này có mục bách không? Thư hàng vội vàng hỏi. Đầu năm nay bất kể là Smart TV hay smartphone, chỉ cần có chức năng khống chế thì đều sẽ có một mục chọn bách, dùng để hủy bỏ mệnh lệnh mới ra, trở lại thao tác trước. Hình như không có chức năng này. Diệp Tư cẩn thận kiểm tra bảng tùy chọn của thiết bị điều khiển từ xa kiếm hàn ngoạt qua một lượt, nhưng không tìm được chức năng tương tự. Bạch tiền bối. Thư hàng, người vừa làm gì đấy? Chẳng qua ta thấy một mục chọn thu hồi điện hàn đông, nhất thời tò mò nên đọc nó lên, sau đó thì như thế đấy. Tống Thư Hàng co giật khóe miệng nói. Trong lúc nói chuyện, Điện Hàn Đông đã hoàn toàn bay lên khỏi mặt đất cấm địa, cả tòa đại điện kèm theo rất nhiều điện nhỏ phụ thuộc đều lơ lửng giữa không chung. Bảo quang bảy màu càng ngày càng trói mắt, trong bảo quang bảy màu, thể tích của Điện Hàn Đông liên tục thu nhỏ lại. Chỉ trong chớp mắt, thể tích của Điện Hàn Đông đã rút nhỏ đi một nửa. Nếu cứ tiếp tục thu nhỏ thế này, nói không chừng nó sẽ rút nhỏ thành kích cỡ một mô hình đấy. Diệp Tư lẩm bẩm nói. đúng rồi, nếu có mục chọn thu hồi điện Hàn Đông, vậy chắc phải có mục chọn phóng thích điện Hàn Đông mới đúng chứ. Tống Thư Hàng nói. ta xem qua rồi, không có mục chọn như vậy. ta nghĩ chắc là phải đợi đến lúc điện Hàn Đông hoàn toàn thu nhỏ xong, mục chọn thu hồi điện Hàn Đông mới biến thành mục chọn phóng thích điện Hàn Đông. Diệp Tư nói nói vậy là giờ chúng ta phải đợi nó thu nhỏ xong sao tống thư hàng thở dài chỉ thị này thật không có tình người gì cả điện hàn đông càng ngày càng nhỏ nhưng bảo quang bảy màu trên thân nó thì lại càng ngày càng rực rỡ thú vị thật bạch tiền bối cười nói hắn ngẩng đầu nhìn khoảng hư không trên đỉnh đầu thư hàng các ngươi ra đứng sau lưng ta này tống thư hàng và diệp tư vội vàng lui đến sau lưng bạch tiền bối lúc này trong hư không bỗng xuất hiện một thứ tương tự như lỗ đen, sau đó có một bàn tay to lớn thỏ từ trong đó ra. Đồ không biết xấu hổ, lại dám trộm điện hàn đông của ta. Nạp mạng đi. Sau khi bàn tay vươn ra khỏi lỗ đen, kích thước của nó của tăng vọt, trên đó che phủ một tầng nham thạch, đè xuống nhóm người tống thư hàng. Lúc nó đè đến đỉnh đầu mấy người tống thư hàng thì đã biến thành một bàn tay khổng lồ to chừng 200 thước. Bàn tay không lồ gì chứ, nhìn chẳng khác gì một cái sân điền kinh của trường học từ không trung giáng xuống. Nếu trường hợp này xảy ra ở hiện thế thì bị coi là một tai họa rồi. Điện hàn đông của ngươi, không không không, nó không phải là của ngươi. Bạch tiền bối bật cười nói. Vốn dĩ ngươi không có cách nào luyện hóa tòa điện hàn đông này, vậy nên nó không thuộc về ngươi. Sứt lời, bạch tiền bối cũng vỗ ra một trường. Khi bạch tiền bối vung trường, một bàn tay năng lượng đen kịt được ngưng tụ ra, sau đó nó lao về phía bàn tay khổng lồ to 200 thước trong hư không. Trong bàn tay năng lượng đen tuyền hàm chứa thuộc tính phá hủy tất cả mọi thứ, lúc nó và bàn tay nham thạch đụng nhau, thể tích cũng đã lớn đến 200 thước. Bàn tay nham thạch và bàn tay năng lượng đen tuyền va chạm vào nhau, bàn tay nham thạch giống như bị ăn mòn, không ngừng phong hóa, rơi ra. A, à, trong lỗ đen loáng thoáng truyền ra tiếng kêu gào thống khổ. Trở về cho ta. Bạch tiền bối cười to, tay phải dùng sức đẩy về phía trước. Trong hư không, bàn tay năng lượng đen tuyền cũng theo đó ra sức áp chế bàn tay nham thạch, mạnh mẽ đẩy nó trở lại trong không gian lỗ đen. Ngươi là ai? Báo tên ra đây. Bàn tay nham thạch bị bức lui liên tục, thanh âm trong hắc động nghiến răng nghiến lợi quát. Bạch, bạch tiền bối cười ha hả nói. Ta nhớ kỹ ngươi, có bản lĩnh thì đến trung tâm của cấm địa, ta và ngươi lại sống mái một phen. Chủ nhân của bàn tay nham thạch trầm giọng nói khi công kích thông qua lỗ đen thế này, thực lực của hắn đã bị giảm đi rất nhiều. Còn nếu là ở cấm địa, hắn có thể phát huy ra toàn bộ 10 phần sức mạnh. Được thôi, người chờ ta, lát nữa ta qua. Bạch tiền bối cười nói. Đến lúc đó, phần sỉ nhục của một trưởng này, ta sẽ trả lại cho ngươi gấp 10 lần. Chủ nhân của bàn tay nham thạch lạnh lùng nói. Bạch tiền bối thu hồi bàn tay năng lượng đen tuyền, nhún vai đáp. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh, dù có trả lại ta trăm lần thì ta cũng không có ý kiến gì. hư tạm thời gửi điện hàn đông ở chỗ các ngươi, đến lúc đó đích thân ta sẽ đoạt nó lại. chủ nhân của bàn tay nham thạch vừa dứt lời, lỗ đen trong hư không nhỏ dần lại, từ từ đóng kín. bạch tiền bối cười to vẫy tay chào, lỗ đen biến mất, mà lúc này điện hàn đông cũng đã hoàn thành quá trình thu nhỏ. hiện tại nó chỉ có thể tích một mét khối, toàn thân được bảo quang bao phủ nhìn qua chẳng khác gì một cung điện mô hình. Mà đúng như Diệp Tư đã đoán, sau khi điện Hàn Đông thu nhỏ lại xong, mục chọn thu hồi điện Hàn Đông trên bảng tùy chọn của kiếm Hàn Ngoạt lập tức biến thành phóng thích điện Hàn Đông. Thế này có nghĩa là chúng ta hoàn toàn có thể mang nó về hiện thế, tìm một phong thủy bảo địa rồi phóng thích nó ra nhỉ. Tống Thư Hàng nói, ừ, thậm chí nếu như linh khí trong phong thủy bảo địa đó yếu bớt, chúng ta vẫn có thể thu hồi điện Hàn Đông, lại tiếp tục đi tìm một nơi rồi rào linh lực khác. Loại động phủ có thể di động này khá là linh hoạt." Diệp Tư tiếp lời, Tống Thư Hàng gõ nắm tay phải lên nắm tay trái. "A à há đây là xe AV của tu sĩ chứ còn gì nữa. Hơn nữa còn là xe AV phiên bản cao cấp nữa." Nói tới đây, Tống Thư Hàng chợt nảy ra một ý tưởng. "Diệp Tư, Bạch Tiền Bối, các ngươi nói, nếu ta mang điện Hàn Đông này vào trong thế giới Hạch Tâm, sau đó lại sử dụng mục chọn phóng thích điện Hàn Đông làm vậy có thể chuyển nó vào trong thế giới hạch tâm của ta không nhỉ?" Tống thư hàng nói. Diệp Tư nói: "Theo lý thuyết mà nói thì hẳn là được. Hoàn toàn không thành vấn đề, chủ ý này không tồi đâu, hay là giờ chúng ta thử luôn đi." Hai mắt Bạch Tiền bối tỏa sáng lấp lánh. "Phải rồi, chỉ cần mình tìm được loại cung điện có thể di động hoặc là thứ tương tự đều có thể mang đến nhà mới của mình, để cho nhà mới hoang vắng kia trở nên náo nhiệt hơn." thậm chí nếu như nhìn thấy chỗ nào có phong cảnh tươi đẹp, mình cũng có thể cắt ra rồi chuyển đến nhà mới của mình. Có cơ hội lại đi vào vũ trụ nhìn xem có khối thiên thạch nhỏ nhắn xinh đẹp nào không, nếu có thì kéo về làm vật trang trí. Bạch tiền bối tự tặng một like cho sáng kiến tuyệt vời của mình. Tống thư hàng gật đầu, sau đó bước lên trước, giơ tay tiếp lấy mô hình điện hàn đông. Tiếp đó hắn động ý niệm, chuyển bạch tiền bối, diệp tư, thông nương và hắn vào trong thế giới hạch tâm. Ô sư phụ, các ngươi về rồi đầy á. Lúc này Kim Cương Quân Tử Đao Tiểu Thải đang đứng bằng một chân, còn một chân khác thì đang đưa về phía lão tổ sở ra bị trọng thương hôn mê, không ngừng đong đưa. Tiểu Thải, người đang làm gì đấy? Tống Thư Hàng tò mò hỏi. Chẳng lẽ là đang chữa thương cho lão tổ sở ra? Ha ha ha, là như vậy. Sư phụ, vừa rồi ta mới xem nhật ký cao tăng khổ hạnh xong, giống như sư phụ đã nói, kết hợp với địa tàng độ hồn kinh. Sau khi ta xem xong cuộc đời của Cao Tăng, trong lòng chợt có cảm giác, lĩnh ngộ ra được siêu độ thuật rồi. Tiểu thải cười hì hì đáp, "Lĩnh ngộ được rồi à? Tiểu thải ngươi có mộ tính thật đấy." Tống thư hàng khen ngợi. "Không chừng con chim tình si khốn khổ vì tình này là một thiên tài cũng nên. Nhưng mà mới vừa rồi ngươi làm gì sở ra lão tổ thế? Đợi đã, đừng nói là ngươi đang siêu độ hắn đấy nhé?" Tống Thư Hàng nói được một nửa, đột nhiên đoán được động tác múa may cái chân của tiểu thải. Kim cương quân tử đao tiểu thải ngượng ngùng. Bởi vì bên cạnh ta chỉ có mỗi lão tổ sở ra, không còn ai nữa hết, cho nên ta mới mượn lão tổ sở ra thử nghiệm siêu độ thuật. Hiệu quả tốt lắm nhé, trước đó lão tổ sở ra còn thống khổ rên rỉ mấy tiếng, nhưng sau khi ta thi triển mấy lần siêu độ thuật, chẳng mấy chốc hắn đã bình tĩnh lại, thần sắc bình hòa, ngủ ngon lắm luôn. Tiểu thải kiêu ngạo nói. Tống Thư Hàng. Mẹ ơi, con tiểu thải đần này, đừng nói là siêu độ linh hồn của lão tổ sở ra luôn rồi nhé. Bạch tiền bối ngồi xổm xuống kiểm tra cho sở ra lão tổ một lượt, sau đó hắn xoay người lại giơ ngón tay cái về phía tiểu thải. Tiểu tước điều làm khá lắm, siêu độ thuật của ngươi rất thành công. Tống Thư Hàng nghe vậy thì quính lên. Bạch tiền bối, lão tổ sở ra toi rồi sao? Lão tổ sở ra không chết dưới âm mưu của kẻ địch, không chết trong vòng vây nguy hiểm của cấm địa, nếu quả thật chết dưới siêu đô thuật của tiểu thải vậy thì thật đúng là thảm kịch trần gian. Yên tâm đi, lão tổ sở ra không sao đâu, tiểu thải mang lòng nhân từ, siêu độ thuật mà nó lĩnh ngộ ra không chỉ có thể dùng để siêu độ vong hồn, mà còn có tác dụng an thần tĩnh tâm. Bạch Tiền Bối giải thích, chính tác dụng an thần tĩnh tâm này đã xoa dịu những đau đớn mà lão tổ sở ra phải chịu đựng, giúp hắn cảm thấy dễ chịu hơn. Tống Thư Hàng nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm. "Mà này, có phải Tiểu thải đã từng cộng sinh với bảo vật Phật môn trong một thời gian dài đúng không? Phật bảo đã tác động đến tư chất của nó, ngày sau nếu tu luyện công pháp Phật môn thì có lẽ sẽ làm ít công to đấy." Bạch Tiền bối lại chỉ điểm. "Phật bảo sao? À đúng rồi, Tiểu thải đã từng nuốt vào hai hạt xá lợi, cộng sinh với chúng trong một thời gian dài." Tống Thư Hàng cười nói, "Có lẽ chính là vì nguyên nhân này." tiểu thải mới có thể từ địa tàng độ hồn kinh và nhật ký cao tăng khổ hạnh lĩnh ngộ ra siêu độ thuật nhanh như vậy. Sau khi xác định tiểu thải và lão tổ sở ra không có vấn đề gì, tống thư hàng nâng điện hàn đông lên. Nhưng mà nên đặt vật này ở đâu mới thích hợp đây? Trải qua mấy lần tiến hóa, hôm nay thế giới hạch tâm của hắn đã lớn bằng một đảo nhỏ, cũng có mấy chỗ thích hợp để đặt điện hàn đông vào. Bạch tiền bối quan sát xung quanh thế giới hạch tâm, sau đó suy tư một lát rồi nói. Hay là thả nó ở rìa thế giới hạch tâm nhìn thử xem. Giáp danh với thế giới hạch tâm của Tống Thư Hàng là khu vực hỗn độn, khu vực này là chờ thế giới hạch tâm tiếp tục mở rộng ra. Nếu như đặt điện Hàn Đông vào khu vực rìa sau đó lại phóng thích nó ra, khi điện Hàn Đông khôi phục kích thước vốn có, nói không chừng có thể mở rộng diện tích thế giới hạch tâm của Tống Thư Hàng ra thêm chút nữa cũng nên. Tống Thư Hàng nghe vậy, hai mắt sáng lên vì vậy hắn mang điện hàn đông tới đặt vào sát mép thế giới hạch tâm nhất có thể. Diệp Tư Tống Thư Hàng xoay đầu lại gọi Diệp Tư. Chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Tư lấy kiếm hàn ngoạt ra. Phóng thích điện hàn đông. Tống Thư Hàng phát ra chỉ thị. Ngay sau đó, tòa cung điện vốn là một phần của thiên đình viễn cổ lập tức phóng to trong thế giới hạch tâm của Tống Thư Hàng. chương 953, nói cho ngươi một tin xấu, đến lúc ta phải đi rồi. Giống như Bạch Tiền Bối đã suy đoán, khi đặt điện Hàn Đông ở rìa thế giới hạch tâm của Tống Thư Hàng, sau khi nó phóng to thì còn giúp mở rộng ranh giới của thế giới hạch tâm. Ước chừng một phần ba điện Hàn Đông thì nằm trong thế giới hạch tâm, còn hai phần ba còn lại thì lấn đất sang khu vực hỗn độn, cũng coi như là một cách biến tướng của việc mở rộng phạm vi thế giới hạch tâm của Tống Thư Hàng. Ha ha, giờ ta muốn xem thử tên kia đoạt lại điện Hàn Đông kiểu gì, có giỏi thì moi ra thế giới hạch tâm của Thư Hàng ngươi đi. Bạch tiền bối đắc ý cười lớn. Thế giới hạch tâm của Tống Thư Hàng là không gian tư nhân, nếu không có sự đồng ý của Tống Thư Hàng, cho dù kiếp tiên cửu phẩm nắm giữ lực lượng không gian cũng đừng hòng xông vào được. Trừ khi, tiến vào từ một cái cửa sau nào đó. Cười xong rồi, bạch tiền bối nói. Đi thôi, chúng ta vào xem thử trong điện Hàn Đông này có đan dược gì không. Để ta mở tất cả các cửa của điện Hàn Đông ra. Diệp tư cầm kiếm hàn ngoạt, hạ lệnh cho điện Hàn Đông mở cửa. Mấy người thư hàng lần lượt đi vào cửa điện. Đúng như Bạch Tiền Bối đã suy đoán, điện Hàn Đông quả thật là chỗ luyện đan trong cấm địa. Trừ chủ điện ra, trong tất cả các điện nhỏ còn lại đều tồn trữ không ít dược liệu. Những dược liệu này đều là dược liệu thuộc tính Hàn, nhưng mà niên đại lại rất bình thường, giá trị cũng bình thường. Hơn nữa một đường đi tới, đã tìm hết mấy điện rồi nhưng vẫn chỉ thấy dược liệu, không hề thấy đan dược thành phẩm. Lúc này, Diệp Tư đề nghị. À, có khi nào đan dược được đặt trong điện luyện đan không? Hay là đi đan điện nhìn thử xem? Cũng đúng. Tống Thư Hàng gật đầu nói. Một lát sau, trong đan điện. Trong điện có một lò luyện đan đang trong trạng thái vận hành. Trong mắt Tống Thư Hàng hiện lên vẻ vui mừng, quả nhiên có đan dược đang luyện chế. Lúc này, Bạch Tiền bối tiến lên người một chút rồi nói. Ừ, đây hẳn là một loại đan dược tương tự như Cửu Hàn đan, tuy đan phương đã sửa lại một chút nhưng đại khái vẫn không thay đổi gì. Cửu Hàn đan chỉ là một loại đan dược khôi phục chân khí hệ hàn băng bình thường mà thôi. Như vậy có nghĩa là đan dược trong lò luyện đan không phải là thứ mà Tống thư hàng muốn tìm. Ngoài ra, trong đan điện cũng có mấy bình đan dược thành phẩm, nhưng tất cả đều là Cửu Hàn đan. Về phần đan dược có thể trị liệu cho Lý Âm Trúc mà Tống thư hàng muốn tìm lại chẳng thấy đâu cả xem ra những đan dược có giá trị đều không có trong điện Hàn Đông này rồi. Diệp Tư nói, nhưng nghĩ lại cũng thấy đúng, thủ hộ giả của điện Hàn Đông đã đổi thành một tu sĩ cấp bậc nhị phẩm, đoán chừng những thứ quý giá trong đan điện đều đã bị mang đi hết rồi, chỉ lưu lại các xác giống cho thủ hộ giả mới là xương Hàn Tử mà thôi. Đừng nản chí, không có đan dược thì chúng ta còn có thể đi tìm công pháp mà. Người sáng tạo cấm điện này thuộc hệ Hàn Băng, tu vi của hắn đã đạt đến cảnh giới Hàn Cực Sinh Dương, nếu có thể lấy được công pháp của hắn thì còn hiệu quả hơn cả đan dược Bạch tiền bối lên tiếng nói Ừ, Tống Thư Hàng gật đầu đáp Điện Hàn Đông chỉ là trạm thứ nhất trong cấm địa mà thôi Cả cấm địa rất rộng lớn Nói không chừng phương pháp trị hàn bệnh cho Lý Âm Trúc đang ở một nơi nào đó trong cấm địa thì sao XXXXXXXXXXXXXXXXXX Sau đó Thư Hàng động ý nhiệm Đưa hắn, Bạch tiền bối và Diệp Tư ra khỏi thế giới hạch tâm xuất hiện ở vị trí điện hàn đông tọa lạc trước đó. Vị trí mà điện hàn đông tọa lạc lúc trước giờ đã biến thành một cái hố to, điện hàn đông đã rút luôn cả nền móng ra khỏi cấm địa. Ơ, ờ, vị xương hàn tử kia đi đâu mất rồi? Lúc này Diệp Tư hỏi. Lúc nãy xương hàn tử còn hôn mê nằm trên đất, bọn họ tiến vào thế giới hạch tâm chẳng mất bao nhiêu thời gian, vậy mà giờ xương hàn tử biến đâu mất tâm rồi? À, có khi nào hắn bị thủ hộ thủ ở gần đây tha đi ăn mất rồi không? Tống Thư Hàng suy đoán. Trong cấm điện này ẩn giấu rất nhiều thủ hộ thú nguy hiểm, thực lực của đám thủ hộ thú này cao hơn xương hàn tử rất nhiều. Không có điện hàn đông, không ai bảo đảm được những thủ hộ thú này có công kích xương hàn tử hay không. Hoặc cũng có thể là được đồng bạn của hắn cứu đi rồi. Chủ nhân của bàn tay nham thạch thò từ trong lỗ đen ra trước đó có lực lượng phá vỡ không gian, nếu hắn ra tay, chỉ cần một ý niệm là có thể mang xương hàn tử đi dù sao Sương Hàn Tử cũng là thủ hộ giả của cấm địa, chắc thủ hộ thú không gặm hắn đâu. Bạch Tiền Bối cười nói. Cũng đúng, vậy Bạch Tiền Bối, tiếp theo chúng ta đi đâu đây? Tống Thư Hàng hỏi. Ừm, um, để ta suy nghĩ một chút. Bạch Tiền Bối suy tư một lát, sau đó nói. Đúng rồi, hay là đi tìm chủ nhân của bàn tay nham thạch trước đi. Rõ ràng tên kia mới là nhân vật khó chơi nhất trong cấm địa, chúng ta cứ xông thẳng vào hạ gục hắn, sau đó moi từ trong miệng hắn ra thông tin mà chúng ta cần lúc nãy khi hắn thông qua lỗ đen ra tay ta đã khóa chặt vị trí của hắn rồi thế này gọi là bắt giặc phải bắt vua trước bạch tiền bối cảm thấy mình thật sáng suốt tống thư hàng xông thẳng vào đánh boss luôn ừ dùng truyền tống không gian đi qua đánh tập kích bất ngờ bạch tiền bối đáp nói xong bạch tiền bối đưa tay mở ra một khe nứt không gian mang tống thư hàng và diệp tư chui vào Tống Thư Hàng đoán rằng, hẳn là Bạch Tiền Bối chẳng có hứng thú đi thăm dò cấm địa này cho nên mới muốn đụng độ với Boss luôn đây mà. Thông qua khe nứt không gian, Tống Thư Hàng và Bạch Tiền Bối đi tới vị trí của mục tiêu. Vừa mới bước ra khỏi khe nứt không gian, Tống Thư Hàng lạnh đến mức co lạnh thành một cục. Ui, lạnh quá! Diệp Tư dứt khoát xoay người chui vào trong cơ thể hắn, không chịu đi ra nữa. Lúc này Tống Thư Hàng đang đặt chân trong thế giới sông băng, trên bầu trời không ngừng có mưa đá và bông tuyết rơi xuống. Viên đá nào cũng có thể tích rất lớn, nện ầm ầm lên trên sông băng, trong y hệt như ngày tận thế vậy. Khí lạnh trong thế giới sông băng cũng giống như khí lạnh ở tầng 1 của cấm địa, không chỉ tác động lên thân xác mà còn tác động vào thẳng linh hồn. Hơn nữa khí lạnh ở đây còn rét lạnh, còn đáng sợ hơn ở tầng 1 của cấm địa. Đây là thực thể hóa của pháp tắc hàn băng đại thành, thực lực của ngươi còn thấp, thấy lạnh là bình thường. Bạch Tiền Bối quay đầu nói, "Nhưng chỉ cần ở trong phạm vi 200 thước quanh ta thì sẽ không bị ảnh hưởng, nhưng vẫn sẽ thấy lạnh đôi chút." Tống Thư Hàng hít mũi mấy cái, hắn cảm giác nước mũi sắp chảy ra rồi. Bạch Tiền Bối tiếp tục nói, "Hơn nữa người ở trong thế giới sông băng này cũng có lợi lắm. Không chỉ tăng tính đề kháng của ngươi đối với thương tổn gây ra bởi hàn băng, mà còn có thể tăng cường độ linh hồn và tinh thần lực của người lên một chút." "Cảm ơn Bạch Tiền Bối." Tống Thư Hàng run cầm cập đáp. Không có gì. Bạch tiền bối lại xoay người lại, nhìn về phía xa. Lúc hắn tiến vào thế giới sông băng này, chủ nhân của bàn tay nham thạch khổng lồ cũng cảm ứng được hắn. Âm âm. Cách chỗ bọn họ đứng hơn 300 thước, đất sung núi chuyển. Một ngọn núi băng ngàn năm không đổi chấn động kịch liệt. Núi băng nứt ra, một bàn tay nham thạch từ trong núi băng thỏ ra, phá mở núi băng chính là tên đã thông qua lỗ đen đối chiêu với bạch tiền bối trước đó. Hắn là một người khổng lồ cao hơn 10 thước, toàn thân bao phủ một tầng nham thạch thật dày. Đồng thời trên người hắn còn quấn một sợi xích màu đỏ thấm, lúc hắn chuyển động, trên người lại phát ra tiếng ma sát liên hồi. Hai cánh tay của hắn rất dài, bàn tay cực to. Bản thể của tên này là người khổng lồ nham thạch sao? Tống Thư Hàng hít mũi một cái rồi nói. Không phải, ta là nhân loại, chẳng qua là tu luyện công pháp đặc thù mà thôi. Tần Nham Thạch trên người là phong ấn mà ta tự thêm cho mình. Người khổng lồ nham thạch chủ động trả lời. Trong lúc người khổng lồ nham thạch nói chuyện, trong miệng hắn không ngừng có ngọn lửa phun ra, nhìn giống như những ngọn lửa này là hô hấp và nước miếng của hắn vậy. Nhìn kỹ mới phát hiện, không chỉ trong miệng mà ngay cả trong hốc mắt, thậm chí là trong mỗi khe hở giữa các hòn đá thỉnh thoảng sẽ toát ra lửa. Ở nơi cực hàn thế này mà lại có một người khổng lồ nham thạch toàn thân phun ra lửa như vậy, cảm giác thật đối lập. Quả nhiên đúng như ta nghĩ, người muốn mượn điện hàn đông cùng với nơi cực hàn cấm điện này để áp chế vết thương trên người. Bạch tôn giả nói, ha ha, vậy thì sao nào? Người khổng lồ nham thạch nói, mặc dù ta phải chịu nỗi thống khổ thiên hỏa đốt người, nhưng ở nơi cực hàn này, thiên hỏa trên người ta có thể bị áp chế đến mức tối thiểu. Cho nên ở chỗ này, chiến lực của ta hầu như không hề bị ảnh hưởng, ta có thể toàn lực ra tay. Mặc dù đạo hữu người đạt đến cảnh giới kiếp tiên, nhưng ở chỗ này, người không phải là đối thủ của ta. Người khổng lồ nham thạch đáp lại, trong giọng nói tràn đầy tự tin. Tuy trên người bị trọng thương nhưng hắn vẫn tự tin có thể áp chế kiếp tiên cửu phẩm. Chẳng lẽ tên này là một trường sinh giả? Tống Thư Hàng thầm nghĩ. Hơn nữa, quả nhiên bạch tiền bối trước mắt không phải là bạch tôn giả bạch tiền bối của nhóm cửu châu số 1 cũng không phải là bạch kiếp tiên. Có phải là đối thủ hay không thì phải thử mới biết được. Bạch tiền bối chủ động ra tay trước. Hắn vẫy tay một cái, linh lực trong thiên địa lập tức ngưng tụ thành một thanh kiếm quang nằm trong tay hắn, kiếm quang run lên, một luồng kiếm mang sáng chói chém về phía người khổng lồ nham thạch. Kém cỏi, quá kém cỏi. Người khổng lồ nham thạch cười to, hai bàn tay to lớn vỗ mạnh vào nhau. Dầm, một trận cơn lốc từ trong bàn tay hắn bay ra chống lại kiếm quang của bạch tiền bối gió lốc đụng vào kiếm quang hai bên quấn lấy nhau chẳng mấy chốc cả hai đều chiết tiêu tiếng cười của người khổng lồ nham thạch bỗng khựng lại mặc dù đều là công kích mang tính dò xét nhưng có vẻ như tên kiếp tiên trước mắt mạnh hơn tưởng tượng của hắn một chút vốn dĩ hắn cho rằng gió lốc mà mình đánh ra sẽ nghiền nát kiếm quang của đối phương nhưng không ngờ kết quả lại là đồng quy vô tận lần này tới lượt ta tấn công người khổng lồ nham thạch nắm hai bàn tay thành quyền, nện liên tục về phía Bạch Tiền Bối. Mỗi một quyền tung ra thì lại có quyền ấn hóa thành đủ loại hình dạng như cự quyền nham thạch, kiếm nham thạch, dìu nham thạch, đao nham thạch to mấy trăm thước chém về phía Bạch Tiền Bối. Kiếm nghịch luân hồi. Bạch Tiền Bối vung kiếm quang, chém ra một nhát, có thiên đạo luân hồi nghịch chuyển quấn lấy cự quyền nham thạch, kiếm nham thạch, dìu nham thạch, đao nham thạch do người khổng lồ nham thạch tạo ra, sau đó hóa giải tất cả dị tượng này. Đồng thời, sau lưng bạch tiền bối cũng hiện lên một cổng không gian to lớn, cổng không gian này nối liến với một bảo khố tư nhân của hắn. Trong bảo khố, thứ dễ thấy nhất chính là tử mẫu diệt thần pháo, ngò ai diệt thần pháo ra còn có vô số thứ tương tự như ống pháo, có cái thì do thủy tinh nguyên chất tạo thành, có cái thì do kim loại thể dịch tạo thành, có cái thì do kim loại đặc thù đen nhánh chế tạo thành. Đủ loại đủ kiểu ống pháo, Tống Thư Hàng đứng ở phía sau tính sơ qua thì có chừng hơn 300 khẩu đậu xanh, diệt thần pháo. Người khổng lồ nham thạch hiển nhiên cũng là một tên biết hàng, lúc thấy tử mẫu diệt thần pháo thì hắn lập tức giật mình hét lên. Hơn nữa, diệt thần pháo chỉ là số lẻ trong hơn 300 ống pháo mà thôi. Hơn 300 ống pháo còn lại, có vẻ như uy lực của cái nào cũng không kém cạnh gì diệt thần pháo cả. Chờ một chút, người khổng lồ nham thạch luống cuốn kêu lên. Bằng vào thực lực của hắn, Hắn tin tặng cho dù có 300 khẩu diệt thần pháo đồng loạt bắn về phía hắn thì hắn cũng có thể chống cự lại. Nhưng không biết cấm địa dưới chân hắn đây có chịu nổi không? Đất đai và sông băng vô tội, đừng nên thương tổn bọn chúng. Âm 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 âm. 300 khẩu pháo có uy lực sánh ngang với diệt thần pháo đồng loạt bắn ra. Chủng loại đạn cũng rất phong phú đa dạng. Có đạn hình cầu bình thường, có đạn hình chùm sáng, có sóng ánh sáng, có sóng siêu âm, có thôn vệ hư vô cả đời này Tống Thư Hàng chưa bao giờ thấy qua nhiều chủng loại ống pháo như vậy. Chỉ có thể dùng bốn chữ quần pháo loạn vũ để miêu tả cảnh tượng trước mắt, ánh sáng và tiếng pháo nổ chính là giai điệu chủ đạo trong thế giới sông băng lúc này. Ngay lúc bạch tiền bối bắn pháo, hắn cảm giác màng nhĩ bị chấn động, lỗ tai tạm thời ù đi. Không chỉ như vậy, trong tiếng pháo mà diệt thần pháo và 300 anh em của nó phát ra còn mang theo tác dụng tiêu cực là phá hủy tâm trí. Khi nghe được tiếng pháo, trước mắt tống thư hàng xuất hiện rất nhiều ảo giác nếu như sông băng dưới chân có ý thức lúc này nó nhất định sẽ gào lên rằng nó có lỗi gì tại sao phải chịu đựng đại kiếp hư thế này trong tiếng pháp ầm ầm người khổng lồ nham thạch đã bị khói lửa và đạn pháo nổ tung nhấn chìm có thể thoáng thấy được tầng nham thạch bảo vệ trên người hắn bị nổ bay liên tục từng khối đá bốc cháy trên người hắn bị nổ tung rơi xuống sông băng khiến sông băng vạn năm không đổi tan ra một cái hố sâu Bạch tiền bối. Sướng. Nhưng quả thật người khổng lồ nham thạch kia cũng rất có bản lĩnh, sau khi ăn trọn 300 phát pháo cùng lúc, đối phương vẫn còn khí thức sinh mệnh. Vẫn chưa xong đâu. Mà công kích của bạch tiền bối cũng không chỉ dừng lại ở đây. Bạch tiền bối búng tay một cái. Trong cổng không gian sau lưng hắn, 300 ống pháo mới vừa bắn ra một đợt đã bị đổi đi, thay vào đó là 300 ống pháo mới tinh khác. Ăn thêm một đợt pháo của ta nữa này, ta muốn nhìn xem ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Trông bạch tiền bối có vẻ rất vui, cặp mắt của hắn híp lại tỏ vẻ đầy hạnh phúc, điểm mị lực tăng vào chỉ trong nháy mắt. Nhưng ngay lúc bạch tiền bối muốn nã đợt pháo thứ hai thì đột nhiên nụ cười trên mặt hắn cứng đờ. Tại sao chứ? Tại sao lại như vậy chứ? Chẳng lẽ là tiêu hao quá lớn sao? Bạch tiền bối bất mãn nói. Ngay sau đó, hắn xoay người lại nói với Tống Thư Hàng. Thư Hàng, nói cho ngươi một tin tức không tốt lắm hả tống thư hàng lớn tiếng hỏi lại hiện tại tai hắn vẫn đang trong trạng thái điếc tạm thời không nghe thấy bạch tiền bối đang nói gì cả hình như đến lúc ta phải đi rồi bạch tiền bối nhún vai nói hả bạch tiền bối ngài đang nói gì vậy ta nghe không rõ ràng lắm nói lớn lên hoặc là truyền âm nhập mật cũng được tống thư hàng lớn tiếng kêu lên bạch tiền bối vẫy tay chào tống thư hàng Ta sắp biến mất rồi, đến giờ ta phải đi rồi đây." Lời này là Bạch Tiền Bối dùng phương thức truyền âm nhập mật nói cho Tống Thư Hàng. "Tống Thư Hàng, chờ một chút, Bạch Tiền Bối, vậy mới vừa rồi tên khổng lồ nham thạch kia bị nổ banh chưa? Ta mới chỉ bắn một đợt, còn chưa kịp bắn chết tên kia. Nhưng mà ngươi yên tâm đi, bây giờ hắn không chết thì cũng tàn phế rồi. Vậy nhé, ngày mai gặp lại." Bạch Tiền Bối cười nói. Trong lúc nói chuyện, thân hình hắn càng ngày càng nhạt. Tống Thư Hàng quay đầu nhìn về phía tên khổng lồ nham thạch bị bạch tiền bối nã một đợt pháo. Ở chỗ đó có ngọn lửa bốc cháy hừng hực phóng lên cao. Dường như trong ngọn lửa kia còn hàm chứa sự phẫn nộ của người khổng lồ nham thạch. chương 954, hai cái nồi này nặng lắm, ta không muốn gánh đâu. Kỳ thực ngọn lửa đang chảy hừng hực kia không có xíu siêu quan hệ nào với cơn giận của người khổng lồ nham thạch. Ngọn lửa cuồng bạo kia là nguồn gốc thương thế của người khổng lồ nham thạch, là đầu sỏ khiến hắn ẩn mình ở nơi cấm địa cực hàn này. Ngọn lửa kia có tính chất thiêu đốt vạn vật, là ngọn lửa bất diệt, trong đó còn ẩn chứa ý chí thiêu trời nấu biển. Nó quấn trên bản thể của người khổng lồ nham thạch, thiêu đốt thân thể hắn vĩnh viễn không ngừng lại, khiến người khổng lồ nham thạch chịu đủ tra tấn. Lúc này, tầng nham thạch mà người khổng lồ nham thạch dùng để phong ấn ngọn lửa đã bị 300 phát pháo của Bạch Tiền bối nổ cho tan tành. Mất đi tầng nham thạch phong ấn, ngọn lửa hừng hực phun trào ra, càng cháy càng mạnh. Hiển nhiên người khổng lồ nham thạch còn chưa ngủm củ tỏi. Mà sau khi cho nổ hơn 300 pháo, bạch tiền bối lập tức chạy mất dép, chỉ trừ lại tống thư hàng đang chơ mình trong gió. Quả nhiên mình vẫn nên trốn về thế giới hạch tâm cho rồi. Tống thư hàng quyết định rất nhanh, bạch tiền bối biến mất rồi, nếu hắn còn đứng được ở chỗ này thì sẽ bị người khổng lồ nham thạch kia làm tạch luôn mất thôi. Nhưng mà ngay lúc Tống Thư Hàng suy nghĩ, một ngọn lửa nóng rực đột nhiên rít lên rồi xuất hiện trước mặt hắn, đập về phía hắn là ngọn lửa đang thiêu đốt trên thân thể của người khổng lồ nham thạch. Mấy ngọn lửa này theo cùng với mảnh đá bị nổ bay trên thân của người khổng lồ nham thạch, bắn ra khắp các ngõ ngách của cấm địa băng nguyên. Mà sau khi mất đi phòng ngự của bạch tiền bối, đám đá bị thiêu đốt này nện đến ngay trước mặt Tống Thư Hàng. Trở về, Tống Thư Hàng lập tức kích hoạt thế giới hạch tâm của mình. Hòn đá bị thiêu đốt này vừa nhìn là biết không dễ chọc rồi, đặc biệt là ngọn lửa trên đó, ngay cả người khổng lồ nham thạch còn không thể xóa sạch, Tống Thư Hàng cũng không muốn lấy thân thử lửa đâu. Thế nhưng ngay lúc hắn đang muốn trở về thế giới Hạch Tâm, không gian chung quanh đột nhiên ngưng lại, đây là khả năng quấy nhiễu không gian của kiếp tiên cửu phẩm thậm chí có thể là cấp bậc Trường Sinh giả. Trước đây, khi ở trong di tích của Trường Sinh giả Trình Lâm, Tống Thư Hàng đã bị vị tay mọc đầy mắt kia dùng lực lượng làm nhiễu không gian khiến hắn không cách nào trở về thế giới hạch tâm được. Tiêu rồi, trong lòng Tống Thư Hàng kêu khổ. Đây rõ ràng là do người khổng lồ nham thạch ở đối diện kia ra tay làm nhiễu không gian. Người khổng lồ đã nhận ra bạch tiền bối biến mất, nhưng bạch tiền bối biến đi quá đột ngột, người khổng lồ nham thạch không kịp đề phòng. Hơn nữa người khổng lồ nham thạch bị vây hãm ở nơi cực hàn này, không cách nào đuổi bắt mục tiêu thông qua lực lượng không gian nên chỉ có thể trơ mắt nhìn bạch tiền bối biến mất. Vậy nên, trước tiên người khổng lồ nham thạch sử dụng lực lượng không gian của mình để làm nhiễu không gian, để phòng tống thư hàng cũng bị bạch mang đi thông qua lực lượng không gian. Cứ như vậy, bạch tiền bối biến mất, tống thư hàng lại bị lực lượng làm nhiễu không gian kéo lại. Bạch tiền bối, không phải ngài nói đối phương không chết cũng tàn phế sao? Nhưng đối phương còn vận dụng lực lượng không gian rất ngon lành đó, hoàn toàn không vẻ gì là bị đánh cho tàn phế hết. Đây chính là cuộc đời, khắp nơi tràn đầy bất ngờ và kinh hỉ. Nếu như không còn cách nào trở về thế giới hạch tâm, Tống Thư Hàng chỉ có thể nhanh chóng lôi bảo đao bá toái ra chém về phía đống đá lửa đang bay tới chỗ hắn. Keng, thân đao va chạm với hòn đá bị nổ bay kia, Tống Thư Hàng lập tức lùi lại mấy bước, cánh tay phải cầm đao tê dần một hồi hòn đá đang cháy bị đánh rơi xuống sông băng tạo thành hơi nước bốc lên mù mịt mãi đến khi hòn đá cháy sạch thì ngọn lửa mới dần tắt đi mà trên bảo đao bá toái của tống thư hàng cũng có một ngọn lửa đã bắt đầu bốc cháy đó cũng không phải do tống thư hàng thi triển hỏa diễm đao mà là lúc thân đao tiếp xúc với hòn đá trước đó ngọn lửa kia đã cháy dần lên dọc theo thân của bảo đao bá toái lửa này bá đạo không gì sánh được sức lây nhiễm hệt như virus vậy lấy thực lực của người khổng lồ nham thạch cũng không cách nào dập tắt nó hoàn toàn, thân thể bị thiên hỏa bất diệt đốt cháy không ngừng cho đến bây giờ, chỉ có thể dựa vào sông băng nơi cực hàn để áp chế ngọn lửa. Lúc bảo đao bá toái của Tống Thư Hàng vừa mới tiếp xúc với ngọn lửa thì đã bị đốt đến đỏ rực, có loại xu thế sắp bị hòa tan. Tống Thư Hàng vùng vẫy thân đao, cũng thử thúc dục chân khí để ép ngọn lửa ra khỏi thân đao. Thế nhưng khi chân khí của hắn vừa gặp ngọn lửa thì lại trở thành nhiên liệu, Ngọn lửa trên thân đao càng cháy dữ dội hơn. Tiếp tục như vậy nữa, bảo đao bá toái cũng đi đời nhà ma luôn. Tống Thư Hàng thầm đau lòng, bảo đao bá toái chính là bảo đao duy nhất mà hắn có thể lấy ra được trong lúc này đó. Mà hiện tại lại có mấy hòn đá bốc cháy đánh tới chỗ Tống Thư Hàng. Thế giới hạch tâm vẫn trong trạng thái bị làm nhiễu. Diệp Tư nhanh chóng khởi động một tầng hộ thuẫn trước người Tống Thư Hàng thế nhưng khi tầng hộ thuẫn va chạm với ngọn lửa đang bốc cháy thì trực tiếp cháy sạch. Tống Thư Hàng cắn răng một cái. Hỏa diễm đao. Cổ tay hắn xoay một cái, thi triển hỏa diễm đao học được từ xích tiêu tử đạo trưởng rồi chém về phía mấy hòn đá bốc cháy đang bay tới. Nếu trên thân đao đã cháy rồi, vậy lại thêm chút lửa nữa đi. Rào. Đao ý của hỏa diễm đao bùng lên, ngọn lửa màu đỏ trắng hiện ra trên thân bảo đao bá toái có thể là do trên thân đao bá toái đang cháy ngọn lửa bất diệt nên lần này uy lực của hỏa diễm đao đặc biệt uy mãnh. Lúc chém ra một đao, đao khí hỏa diễm ấy thế mà lại kéo ra đao mang dài hơn 10 trượt, đao khí chém ngang qua lập tức chém rất toàn bộ đám đá lửa quanh người tống thư hàng. Sau khi chém rơi đá lửa, đao khí hỏa diễm trở về, bám vào bên trên bảo đao bá toái một lần nữa. Trong lòng tống thư hàng khẽ động, cúi đầu nhìn về phía bảo đao trong tay mình. Thân đao của Bảo đao bá toái đã ngừng tan chảy. Thư Hàng suy nghĩ chốc lát rồi dừng rót chân khí vào, thu hồi kỹ năng Hỏa Diễm Đao. Lúc này, chuyện thần kỳ đã xảy ra, ngọn lửa trên thân Bảo đao bá toái cũng dần bị dập tắt cùng với sự ngừng lại của Hỏa Diễm Đao. Bảo đao bá toái vốn chút nữa thôi là đã bị hoàn tan cũng khôi phục như lúc ban đầu, chỉ là thân đao càng ngăm đen hơn. Đao mang Hỏa Diễm Đao có thể cắn nuốt hết sạch Kiên Hỏa bất diệt trên thân người khổng lồ nham thạch sao? Đúng lúc này, giọng nói ầm ầm của người khổng lồ nham thạch vang lên phía xa. Đao pháp này, không thể lầm được, là hỏa diễm đao của hắn. Thằng nhãi kia, người và xích tiêu tử có quan hệ gì? Người khổng lồ nham thạch gào thét, bên cạnh hắn có một mảng xương mù lớn đang bay lên. Đó là hơi nước hình thành sau khi ngọn lửa trên người hắn hòa tan hàn băng nơi cực hàn. Xích tiêu tử đạo trưởng ư, trong lòng tống thư hàng khẽ động kết hợp với việc bảo đao bá toái vừa nảy sinh biến hóa ban nãy, lại nghĩ tới ngọn lửa trên thân người khổng lồ nham thạch, ngọn lửa kia có tính chất bất diệt, gặp gì đốt nấy, hơn nữa còn có ý chí đốt trời nấu biển. Đậu hóa, chờ chút. Ngọn lửa này không phải là đao hỏa phần thiên hỏa diễm đao của Sích Tiêu Tử đạo trưởng sao? Tống thư hàng tuyệt đối không quên được đao ý đốt trời nấu biển kia. Không phải ngọn lửa trên thân người khổng lồ đá là do Sích Tiêu Tử đạo trưởng lưu lại đó chứ? không ổn, dính trưởng rồi. Xích tiêu tử đạo trưởng làm người khổng lồ nham thạch bị thương nặng từ rất nhiều năm trước, sau đó bạch tiền bối lại dùng 300 phát pháo đồng thời bùm chéo vào người khổng lồ nham thạch. Mà quan trọng hơn là, vô luận xích tiêu tử hay bạch tiền bối đều có quan hệ với tống thư hàng. Người khổng lồ nham thạch sẽ không tính món nợ này lên đầu hắn đó chứ? Trả lời ta, thằng nhãi kia, người và xích tiêu tử có quan hệ như thế nào? Người khổng lồ nham thạch gào to như sấm, kỳ thật ta chưa từng gặp xích tiêu tử đạo trưởng lần nào. Tống Thư Hàng trả lời, lời hắn nói là thật, hắn chưa từng tiếp xúc với xích tiêu tử trong thế giới thực. Hắn chỉ gián tiếp gặp xích tiêu tử đạo trưởng hai lần thông qua giấc mộng của Lý Thiên Tố đạo trưởng và thông nương. Ha ha, chưa từng gặp ư. Người khổng lồ nham thạch lạnh lùng hỏi. Nếu chưa từng gặp, vậy người học phần thiên hỏa diễm đao này từ đâu hả? Tống Thư Hàng thành thật đáp. Học được trong mộng. Trong mộng, Ha 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 ha, hay cho câu học được trong mộng. Người khổng lồ nham thạch cười như điên. Ta cười đến mắt muốn lọt chồng rồi đây này. Nếu ngươi đã thích nằm mơ, ta sẽ đưa ngươi đến một giấc mơ vĩnh viễn khỏi cần tỉnh lại. Dạo này nói lời càng thật thì lại càng không ai thèm tin. Tống Thư Hàng phát hiện, dạo gần đây tín nhiệm giữa người với người không còn xíu siêu nào hết. Đây là một thời đại thiếu hụt lòng tin mà. Người khổng lồ nham thạch bước ra từng bước một từ trong làn hơi nước. Trên người hắn là vỏ đá còn sót lại chưa rơi xuống, lộ ra hạch tâm của hắn. Hạch tâm của người khổng lồ nham thạch cũng cao gần 10 mét, chỉ là thân thể rất gầy yếu khiến người ta có loại cảm giác như đang nhìn thây khô. Thiên hỏa bất diệt trên người bao vây hắn, lấy năng lượng trong cơ thể, nhục thân của hắn làm nhiên liệu mà bốc cháy hừng ngực. Trông thấy ngọn lửa trên người ta không? Thiên hỏa bất diệt trên người ta đều là do lão đạo xích tiêu tử ban tặng cả đấy. Người khổng lồ nham thạch bước từng bước về phía Tống Thư Hàng, vừa đi vừa nói chuyện. Tống Thư Hàng đáp, nhìn ra được. Theo thời gian trôi qua, thế giới hạch tâm của Tống Thư Hàng đã sắp thoát khỏi ảnh hưởng từ sự làm nhiễu không gian, kéo dài thêm một lát nữa là có thể lôi hắn ra khỏi không gian cấm địa này lần nữa. Cho nên, Tống Thư Hàng ước gì có thể kéo dài thời gian thêm một lát. Ta thừa nhận mình không phải đối thủ của lão đạo xích tiêu tử, Thế nhưng loại chuyện như giết chết truyền nhân của Sích Tiêu tử có thể làm thể xác và tinh thần ta sung sướng." Người khổng lồ nham thạch nói. "Kỳ thực vào mấy tháng trước ngươi đã làm truyền nhân của Sích Tiêu tử đạo trưởng ngủm cù tỏi rồi, truyền nhân chính hiệu đấy." Tống thư hàng nói. "Ta biết, tên kia học được chút kiếm pháp còn con của Sích Tiêu tử đã xâm nhập cấm địa, không bao lâu là chết." Người khổng lồ nham thạch nói, hắn vừa nói, hỏa tinh không ngừng phụt ra từ trong miệng hắn nhưng người khác tên kia, người nắm giữ đao pháp chiêu bài của xích tiêu tử, nhất định ngươi là đệ tử thân truyền của hắn. Xem ra người khổng lồ nham thạch cũng biết chuyện Lý Thiên Tố đạo trưởng xông vào cấm địa. Ta thật sự không phải là đệ tử thân truyền của xích tiêu tử. Tống Thư Hàng nói, ha ha, nói nhiều cũng vô dụng, nhận lấy cái chết đi. Cuối cùng người khổng lồ nham thạch sải bước đến trước mặt Tống Thư Hàng, hai tay của hắn đồng thời chuyển động. Tay trái tiếp tục duy trì lực lượng nhiễu loạn không gian. Tay phải trưởng một cú tới chỗ Tống Thư Hàng. Người khổng lồ nham thạch đúng là đã bị thương nặng, 300 pháo kia của bạch tiền bối cũng không dễ ăn như vậy. Hiện tại trạng thái của người khổng lồ nham thạch rất tệ, đã rơi vào tình trạng cạn máu rồi. Nếu ở trạng thái bình thường, hắn muốn giết loại tiểu tu sĩ như Tống Thư Hàng thì chỉ cần cách không bóp một cái là có thể bóp nát tiểu tu sĩ tam phẩm bây giờ hắn lại phải phí sức đi đến trước mặt Tống Thư Hàng mới ra tay. Khống hỏa quyết, Tống Thư Hàng đột nhiên tung chiêu. Khống hỏa quyết này là pháp thuật thân truyền của Bạch Tiền Bối, lúc trước sau khi Bạch Tiền Bối chơi hư quạt ngự hỏa ba sao của Tống Thư Hàng thì dạy khống hỏa quyết cho hắn. chương 955, ta thích ngươi rồi đấy. Cực thích luôn. Thật ra lúc vừa nhìn thấy cảnh tượng boss bị lửa thiêu khắp người xông tới, lại dựa vào huyền băng thần vật nơi cực hàn để chấn áp vết bỏng, Tống Thư Hàng cảm thấy thật quen mắt. Năm đó có một tu sĩ mạnh mẽ cũng vừa chịu đựng lửa thiên kiếp thiêu đốt, vừa xông tới muốn làm gọi Tống Thư Hàng. Sau đó Tống Thư Hàng tiểu hữu được các tiền bối trong nhóm cửu châu số một nhắc nhở, vung quạt ngự hỏa ba sao quạt mấy cái, tu sĩ kia lập tức biến thành cho bụi. Tu sĩ đó chính là bá thiên quân, tông chủ nguyệt đao tông, là nam tử đã làm rất bảo đao ba toái. Cho nên Tống Thư Hàng thử thúc dục khống hỏa quyết, muốn xem thử có thể khiến cho ngọn lửa trên thân người khổng lồ nham thạch cháy càng mạnh hơn không. Có thể là do khống hỏa quyết mà bạch tiền bối đích thân truyền cho có hiệu quả quá xuất sắc, hoặc cũng có thể là do thiên hỏa trên thân người khổng lồ nham thạch vốn chính là đau khí của hỏa diễm đao, có mối gắn kết với tống thư hàng. Ngọn thiên hỏa bất diệt kia quả thật đã bị khống hỏa quyết của tống thư hàng ảnh hưởng, ngọn lửa trên thân người khổng lồ nham thạch càng cháy bùng lên. Nhưng tiếc là dù lửa có cháy mạnh hơn cũng không gây ảnh hưởng gì lớn đối với người khổng lồ nham thạch. Bản thể của người khổng lồ nham thạch chỉ nhíu mày một cái, bàn tay vẫn tung trưởng về phía Tống thư hàng không chút lưu tình. Người cũng có chút khôn vặt đấy, nhưng bằng vào tu vi của ngươi, cho dù có toàn lực thúc dục khống hỏa quyết cũng chỉ gãi ngứa cho ta mà thôi. Kích thước ngọn lửa trên thân người khổng lồ nham thạch hiện tại là kết quả sau khi bị hắn phong ấn nhiều năm, kiềm chế nhiều năm. So với lúc ban đầu, nó đã rút nhỏ mấy ngàn lần rồi. Năm đó hắn đại chiến với sích tiêu tử, bị thiên hỏa thiêu đốt, lúc ấy thiên hỏa trên người hắn phình ra phạm vị hơn cả vạn thước, lửa đó là hỏa diễm phần thiên thiêu đốt hừng hực thật sự. Đối mặt với thiên hỏa khủng bố như vậy mà hắn còn thoát thân sống được đến giờ, huống chi chỉ là một chút thiên hỏa hơi lớn thế này. Trong mắt hắn, chút lửa này chẳng là gì cả. Nhưng tống thư hàng thì lại khác, nếu như chúng một trưởng của người khổng lồ nham thạch, hắn nhất định sẽ bị đánh thành bánh thịt hơn nữa còn là loại thịt chín chín phần bởi vì người khổng lồ nham thạch là nam nhân tự mang theo lửa mà may là ngay lúc mấu chốt thế giới hạch tâm đã không làm hắn thất vọng thư hàng đã giải trừ quấy nhiễu không gian của thế giới hạch tâm rồi diệp tư nói tống thư hàng vội vàng hạ lệnh cho thế giới hạch tâm kéo hắn vào ngay sau đó thân thể của hắn bắt đầu chuyển hóa được mang vào thế giới hạch tâm nhưng trước khi thân thể sắp biến mất, Tống Thư Hàng bỗng vung tay phải chém một đao về phía người khổng lồ nham thạch. Bảo đao bá toái trên tay phải đã sớm vào thế, một nhát đao khí của hỏa diễm đao chém về phía bàn tay to của người khổng lồ nham thạch. Nếu khống hỏa quyết không hiệu quả, vậy có lẽ hỏa diễm đao do xích tiêu tử tiền bối truyền thụ sẽ tạo ra điều bất ngờ cũng không chừng. Dù sao hai thứ này là cùng một gốc, hơn nữa đao ý hỏa diễm đao của Tống Thư Hàng cũng là bắt trước theo xích tiêu tử. Ngươi tưởng ngươi có thể trốn thoát sao? Lúc này, người khổng lồ nham thạch đột nhiên lên tiếng nói. Ầm. Um, đao khí hỏa diễm đao chém vào tay của người khổng lồ nham thạch, đao khí hỏa diễm đao dung nhập vào ngọn lửa trên thân người khổng lồ nham thạch, làm cho ngọn lửa lại phồng to lên một chút. Nhưng hiệu quả cũng chỉ tốt hơn khống hỏa quyết một chút mà thôi, không đả thương được căn cơ của người khổng lồ nham thạch. Mà người khổng lồ nham thạch đột nhiên chắp hai tay lại, không tiếp tục công kích Tống Thư Hàng nữa mà là gia tăng lực độ quấy nhiễu không gian. Bằng vào cảnh giới thực lực của hắn, hắn vừa liếc mắt đã nhìn ra Tống Thư Hàng muốn chạy trốn, nếu như hắn tiếp tục công kích thì sẽ để Tống Thư Hàng chạy mất, đây không phải là kết quả mà hắn muốn thấy. Hắn phải giữ Tống Thư Hàng ở lại. Ngay lúc người khổng lồ nham thạch toàn lực thúc giục quấy nhiễu không gian, quá trình truyền tống không gian của Tống Thư Hàng lại bị ngắt giữa chừng lần nữa. Niềm tin của Tống Thư Hàng tan vỡ. Từ khi có được thế giới hạch tâm, Tống Thư Hàng vốn cảm thấy mình có thêm một lá bài tẩy để thoát thân. Nhưng hai lần bị buộc sử dụng thế giới hạch tâm để thoát thân, cả hai lần đều thất bại. Cùng giống như lần trước, quá trình truyền tống không gian của Tống Thư Hàng vừa mới tiến hành được một nửa đã bị ngắt, lúc này hắn lại rơi vào trạng thái vừa hư ảo vừa chân thật. Thế giới hạch tâm lại bắt đầu điều chỉnh tiếp, thử đột phá quấy nhiễu không gian. Vậy nên Tống Thư Hàng trong trạng thái vừa hư ảo vừa chân thật đã bị người khổng lồ nham thạch bắt lại kẹp giữa hai tay. Tên bạch kia muốn mang ngươi đi chứ gì? Ha ha ha, ngươi thơ quá rồi đấy, có ta ở đây, hắn đừng hòng mang ngươi đi. Người khổng lồ nham thạch cười quái dị nói. Hắn thấy truyền tống không gian của tống thư hàng thì cứ tưởng là tên bạch đã chạy trốn kia đang thi triển lực lượng không gian, muốn cứu thoát tống thư hàng. Tống thư hàng cảm thấy thật mệt tim. Hắn có thế giới hạch tâm trong tay, theo lý thuyết thì khi gặp kẻ địch có trình độ kiếp tiên cửu phẩm trở xuống, chỉ cần hắn phản ứng đủ nhanh là có thể thoát thân thành công. Nhưng tại sao đối thủ của hắn luôn không hành động theo lẽ thường thế này? Ngoài ra, nóng quá. Khi người khổng lồ nham thạch khép hai tay lại, ngọn lửa đang thiêu đốt hừng hực trên tay người khổng lồ cũng ảnh hưởng tới Tống Thư Hàng. Mặc dù lúc này hắn đang ở trạng thái vừa hư ảo vừa chân thực, nhưng sức nóng của thiên hỏa vẫn có thể tác động lên người hắn. Lần này là đối mặt với tuyệt cảnh thật rồi. Đánh thì chắc chắn là đánh không lại. Tống Thư Hàng đã thử dùng hết các loại thủ đoạn, nhưng tranh lệch giữa hắn và người khổng lồ nham thạch quá lớn, cho dù người khổng lồ nham thạch có tàn phế, chỉ nằm lăn lộn trên mặt đất cũng có thể đè bẹp Tống Thư Hàng rồi. Mà không gian lạ bị quấy nhiễu, hiện tại thế giới hạch tâm không thể kéo hắn vào ngay lập tức được. Còn Bạch Tiền Bối thì biến mất một cách vô trách nhiệm, nói hẹn ngày mai gặp lại, cũng không biết ngày mai nghĩa ấy có tới thật không. Nếu như có thể dụ được Tống Thư Hàng rất muốn dụ người khổng lồ nham thạch vào trong thế giới hạch tâm của mình, sau đó lại chuyển đến không gian tà liên, đi gặp bản thể của bạch tiền bối tu. Tiếc là não của người khổng lồ nham thạch cũng không phải là não đá, sao có thể dụ hắn vào được. Hắn còn không chịu rơi đi nơi cực hàn này, huống chi là đi vào thế giới hạch tâm của Tống Thư Hàng. Người vẫn không chịu xuất hiện sao? Bạch, có giỏi thì đi ra đây, chúng ta tiếp tục chiến một trận nào. Người khổng lồ nham thạch nhìn vào hư không nói. Nếu vừa rồi tên bạch kia đã dùng lực lượng không gian kéo tên tiểu tử này đi, vậy thần niệm của bạch nhất định đang ở gần đây, chắc hẳn có thể nghe được lời hắn nói. Tống Thư Hàng Nếu vị bạch tiền bối kia có thể đi ra thì đã sớm đi ra rồi. Ta cho ngươi 10 giây, nếu người đi ra trả lại điện hàn đông cho ta thì chuyện giữa ta và ngươi coi như xóa bỏ, ta cũng sẽ tha chết cho tên tiểu tử này nhưng nếu ta đếm tới 10 mà ngươi vẫn không ra thì ta sẽ lập tức bóp chết tên tiểu tử này. Người khổng lồ nham thạch trầm giọng nói. 10 giây, Tống Thư Hàng liều mạng động não, hắn phải nghĩ ra cách tự cứu mình trong 10 giây. Mà lúc này, người khổng lồ nham thạch đã bắt đầu đếm. 10, 9, 8, 7. Trong lúc hắn đếm số, ngọn lửa trên người hắn dần thu liếm lại, trong hư không bỗng hiện lên một tầng nham thạch thật dày bao trùm lên trên người hắn. Hiển nhiên là thương thế của người khổng lồ nham thạch đang nhanh chóng khôi phục. Tên này đã ăn trọn 300 pháp pháo của Bạch Tiền Bối, vậy mà lại khôi phục nhanh như vậy. Sinh mệnh lực thật đáng sợ. Đây chính là thực lực của kiếp tiên hoặc trường sinh giả sao? 6, 5, 4, 3. Giọng của người khổng lồ nham thạch càng ngày càng trầm xuống, hai tay hắn dần khép lại. "Đợi đã, đợi đã, để ta tự gọi lão đại tới, không cần đếm nữa." Tống Thư Hàng đột nhiên kêu lên. Người khổng lồ nham thạch nhìn về phía Tống Thư Hàng đang nằm trong tay mình, dưới tầng nham thạch, bản thể của hắn nhếch miệng lên. Thật ra vừa rồi Bạch Lão Đại có việc gấp nên mới đột nhiên rời đi một chút, bây giờ ta có thể kêu hắn trở lại. Tống Thư Hàng nói thật nhanh. Được, vậy ta cho người thời gian, người kêu hắn tới đi. Người khổng lồ nham thạch vẫn giữ tư thế hai tay khép lại, trong tay âm thầm chuẩn bị một pháp thuật không gian nổ tung dù Tống Thư Hàng có bản lĩnh gọi tên Bạch kia tới hay không, hay là Tống Thư Hàng muốn nhân cơ hội thoát thân. Bất kể là khả năng nào, đến lúc đó, người khổng lồ nham thạch cũng sẽ thả ra pháp thuật không gian nổ tung. Nếu tên Bạch kia trở lại, trước hết cứ ném cho hắn một cái pháp thuật không gian nổ tung rồi tính tiếp. Còn nếu Tống Thư Hàng muốn trốn, cũng không tránh khỏi không gian nổ tung của hắn, lúc đó tên tu sĩ tam phẩm này chắc chắn sẽ chết không toàn thây. Mặc dù Tống Thư Hàng không cảm ứng được dao động không gian, nhưng hắn biết chắc người khổng lồ nham thạch này đang có âm mưu xấu xa gì đó. Có điều, Tống Thư Hàng hắn cũng không phải dạng vừa đâu. Chỉ thấy Tống Thư Hàng lấy từng miếng kim loại ra từ vòng tay không gian với túi thu nhỏ một tấc. Thứ này gọi là đạo kiếp hắc kim, là tài liệu luyện bảo cực phẩm hiếm có. Càng hiếm có hơn là những miếng đạo kiếp hắc kim trong tay Tống Thư Hàng đều là phiên bản đã trải qua biến dị thu đủ 10 miếng là có thể triệu hồi một vị chúa tể cửu u. Người khổng lồ nham thạch mặt trầm như đá, từ trên những miếng đạo kiếp hắc kim này, hắn cảm ứng được khí thức tương tự với khí thức của tên bạch kia, đồng thời còn có dao động không gian như ẩn như hiện. Xem ra những thứ này đúng là đạo cụ để triệu hồi tên bạch kia tới. Tống Thư Hàng cẩn thận ghép 10 miếng kim loại lại với nhau, cuối cùng hợp thành một tấm kim loại hình vuông ngay sau đó trên tấm kim loại hình vuông màu đen chợt nổi lên hư ảnh một cây cổ thụ. Cổ thụ quái dị vươn ra hai nhánh non, một nhánh nhắm ngay vị trí của Tống Thư Hàng, một nhánh lại kéo dài vào trong hư không. Chừng hai hơi thở sau, một con mắt kim loại to lớn xuất hiện trên bề mặt tấm kim loại. Ngu! Con mắt kim loại vừa xuất hiện đã chuẩn bị mở miệng nói chuyện, đồng thời nó đã để cho cây cổ thụ kia mở ra một đường ngầm không gian tạm thời đi thông hiện thế bản thân quả cầu kim loại thể lỏng không thể tiến vào hiện thế, thậm chí lực lượng của nó cũng không thể tiến vào hiện thế, nhưng mà các kiếp tiên dưới chướng nó có thể tự do ra vào hiện thế và cửu u. Cầu kim loại thể lỏng đã chuẩn bị ổn thỏa, chỉ chờ đường ngầm vừa mở ra, nó sẽ để cho đám thuộc hạ của mình đi lên, kéo ngay tên nhân loại gan lớn bằng trời dám lửa gạt nó lần trước vào thế giới cửu u. Sau đó thân là chúa tể của thế giới cửu u, nó sẽ từ từ dạy tên kia biết cách làm người. Nhưng nó còn chưa bắt đầu nói chuyện, Tống Thư Hàng đã mở miệng hét lớn. Lão đại cứu ta, ta đang bị người ta ăn hiếp, chính là tên khổng lồ này nè. Tống Thư Hàng không sợ quả cầu kim loại nhận ra hắn, bây giờ hắn đang ở trạng thái vừa hư ảo vừa chân thực, gương mặt cùng thân thể đều trở nên mơ hồ. Ớ, con mắt kim loại ngớ người chẳng hiểu gì cả. Ha ha ha, bạch, người chết đi cho ta. Người khổng lồ nham thạch cười như điên. Hắn lập tức bỏ pháp thuật không gian nổ tung mà mình đã chuẩn bị sẵn vào trong đường ngầm không gian đang từ từ mở ra trong hư không. Không sai, khí tức trong đường ngầm không gian đối diện chính là khí tức của Bạch. Lúc này, Tống thư hàng phát hiện mình rất thích mấy tên không nói hai lời đã cho nổ ngay thế này. Chương 956, thư hàng tiểu hữu bị bóp nát. âm uhm, Không gian bạo tạc là pháp thuật mà người khổng lồ nham thạch đắc ý nhất, hơn nữa nó còn muốn dùng không gian bạo tạc này để xử lý hoặc khiến bạch bị trọng thương cho nên rót pháp thuật nổ mạnh vào cực kỳ đầy, nói cho dễ hiểu thì chính là lượng thuốc nổ rất nhiều. Pháp thuật không gian bạo tạc này lại còn xuyên qua thông đạo không gian, xuất hiện bên cạnh quả cầu kim loại màu đen. Sau đó thuận lợi nổ tung, vận khí của cú không gian bạo tạc này không tệ, ở bên cạnh chúa tể cửu u mà lại không bị xịt. Âm âm trong hình ảnh xuất hiện trong đạo kiếp hắc kim, vụ nổ dữ dội đã hoàn toàn bao trùm lấy quả cầu kim loại và tà ma cửu u bên cạnh hắn. Tuy rằng chắc hẳn không gian bạo tạc không thể nào gây tổn thương cho quả cầu kim loại được, nhưng ít ra cũng có thể trêu gan hắn. Bây giờ Tống Thư Hàng chỉ muốn nói ba chữ. Nổ hay lắm, lợi hại lắm anh gì đó ơi, không biết người có cảm tưởng gì về việc nổ bom chúa tể cửu U hay không. Đồng thời, lúc người khổng lồ nham thạch xoay người ném bom vào thông đạo không gian thì quấy nhiễu không gian đối với Tống Thư Hàng ở xung quanh cũng giảm xuống hẳn thế giới hạch tâm của Tống Thư Hàng rốt cuộc cũng đột phá quấy nhiễu không gian. Ha ha ha, người khổng lồ nham thạch ném hết bom xong thì trực tiếp cắt đứt thông đạo núi liền hiện thế giới thế giới cửu, sau đó lại bịt vài tầng quấy nhiễu không gian, tránh cho uy lực của vụ nổ không gian lan tới. Sau khi xong xuôi thì hắn lại nhìn về phía Tống Thư Hàng, siết chặt một tay. Tiếp theo sẽ đến lượt ngươi. Thiên hỏa bất diệt trên tay của hắn bắn về phía Tống Thư Hàng, thân thể của Tống Thư Hàng lập tức bốc cháy. Nhưng có thể là một chiêu hỏa diễm đao thi triển khi nãy đã được thiên hỏa thừa nhận, cho nên sau khi đám thiên hỏa bất diệt này bao vây lấy hắn thì cũng không hề đốt hắn thành cho, chỉ bao bọc lấy thôi chứ không hề tổn thương hắn. Lúc này Tống Thư Hàng lại nói, đợi đã, người không muốn điện hàn đông nữa à? Nếu như người khổng lồ nham thạch chú ý nghe thật kỹ thì sẽ nhận ra giọng của Tống Thư Hàng lúc này có phần mờ ảo ha 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 điện hàn đông ở ngay trên người ngươi ngay lúc nãy ta đã cảm ứng được khí thức của điện hàn đông trên người ngươi rồi chỉ cần xử ngươi là ta có thể lấy được điện hàn đông ngay người khổng lồ nham thạch nói không đợi chút đã cho dù ngươi có giết ta thì cũng không thể tìm được điện hàn đông trên người ta đâu ta bảo đảm đấy tống thư hàng lại nói ha ha ta sẽ không để ngươi kéo dài thời gian nữa đâu thực ra với ta thì điện hàn đông có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Người khổng lồ nham thạch nói xong thì bàn tay cầm tống thư hàng siết chặt lại. Cái siết tay của người khổng lồ nham thạch đủ để bóp chết tôn giả thất phẩm, càng khỏi cần nói một tiểu tu sĩ tam phẩm như tống thư hàng. A! À, 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 à. Tống thư hàng hét thảm, thân thể bị siết lại. Sau đó, bụp một tiếng, thân thể của hắn đã bị bóp nát. Máu tươi tuôn thành dòng dỉ qua kẽ tay của người khổng lồ nham thạch, tống thư hàng mẻo đầu qua một bên, tắt thở toàn bộ quá trình linh quỷ diệp tư và mỹ nhân rắn công đức không hề xuất hiện người khổng lồ nham thạch thỏa mãn nhìn tống thư hàng đã bị bóp nát với thực lực của hắn đã ẩn ẩn cảm nhận được thứ tương tự như số mệnh hắn có thể cảm ứng được trên người tiểu tu sĩ này có số mệnh rất cường đại rõ ràng gần đây số mệnh của hắn rất tốt đối phó với loại tu sĩ tốt số này thì cứ giết thẳng chứ đừng nên lắm mồm làm gì còn ngồi làm nhảm thì nói không chừng số mệnh của họ phát sinh hiệu quả khiến cho họ nhận được sinh cơ từ trong tuyệt cảnh ngay lập tức. Người khổng lồ nham thạch đối phó với đám tu sĩ tốt số này rảnh rẽ lắm. Người đã chết thì dù số mệnh có nghịch thiên cỡ nào đi nữa cũng chỉ là một người chết mà thôi. Người khổng lồ nham thạch ném thi thể của Tống Thư Hàng qua một bên. Bên trong thế giới hạch tâm, Diệp Tư, bị bóp nát luôn kìa, nhìn thảm quá đi, bục một phát, nghe thôi đã thoát tim. Tước yêu tiểu thải, sư phụ, có cần ta đi ra làm siêu độ thuật cho thi thể của ngươi không? Siêu độ cái đầu ngươi. Tống Thư Hàng búng tước yêu tiểu thải bay đi. Sau đó, hắn thông qua cái, xác Tống Thư Hàng và thăng 39 kia, quan sát mọi thứ ở bên ngoài. Thứ bị bóp nát ở bên ngoài không phải bản thể của Tống Thư Hàng mà là do Mỹ nhân rắn công đức biến thành. Thực ra Tống Thư Hàng cũng chỉ vừa mới biết được chuyện Mỹ nhân rắn công đức lại có thể hóa thành hình dạng của hắn. Trông vô cùng sống động, từ khí tức, cảnh giới đều giống hệt hắn, thậm chí hắn còn có thể khống chế mỹ nhân rắn công đức tiến hành truyền âm ở cự ly gần. Khi thế giới hạch tâm đột phá quấy nhiễu không gian, Tống Thư Hàng lập tức kéo bản thể của Minh vào bên trong thế giới hạch tâm. Nhưng trong quá trình truyền tống về thì Tống Thư Hàng lại để mỹ nhân rắn công đức lại. Mỹ nhân rắn công đức là ánh sáng công đức của hắn biến thành, chỉ cần bản thân Tống Thư Hàng không chết thì cô cũng không biến mất. Cho dù có bị đánh tan nát thì chỉ cần chút thời gian là có thể khôi phục lại. Cho nên, tê muốn để Mỹ nhân rắn công nước lại, làm tay mắt và thăng 39 của mình. Người khổng lồ nham thạch nói nổ là nổ, nổ chúa tể cửu u xong rồi, quả cầu kim loại làm sao có thể nhịn được chứ. Tiếp theo thể nào không gian bạo tạc cũng sẽ cho người khổng lồ nham thạch đẹp mặt mà xem. Tống Thư Hàng vốn định để Mỹ nhân rắn công đức nấp ở gần đó làm camera giám sát, theo dõi biến hóa tiếp theo trên sông băng, nhưng điều khiến cho Tống Thư Hàng không ngờ tới chính là Mỹ nhân rắn công đức lại có thể hóa thành hắn, thay thế chỗ của hắn. Ánh sáng công đức cụ thể hóa lại có cả năng lực này ư. Sau đó, Tống Thư Hàng được Mỹ nhân rắn công đức biến thành bị người khổng lồ nham thạch bóp chết như thế đấy. Tận mắt nhìn thấy chính mình bị bóp chết như thế, chỉ nhìn thôi đã thấy đau rồi. Tống Thư Hàng do Mỹ nhân rắn công đức biến thành, dù có chết thì cũng sẽ không biến mất, cứ nằm im trên mặt đất, im lặng đóng vai một cái xác chết. Vừa đóng vai xác chết, mỹ nhân rắn công đức cũng không quên trách nhiệm làm camera theo dõi của mình, truyền hết thảy những gì cô nhìn thấy vào thế giới hạch tâm cho Tống Thư Hàng. Trên sông băng cấm địa, trên người người khổng lồ nham thạch lại được một tầng nham thạch dày bao trùm, giống hệt lúc hắn vừa mới xuất hiện. Hắn nhìn cái khai kim loại do tám mảnh đạo kiếp hắc kim tạo thành trên mặt đất, sau khi suy tư thì giơ tay định nhặt nó lên. Nhưng đúng này, có vài cánh cửa không gian liên tục mở ra bên cạnh người khổng lồ nham thạch. Tổng cộng có hơn 10 cánh cửa không gian bao vây lấy người khổng lồ nham thạch. Sau mỗi cánh cửa không gian đều có một vị tà ma kiếp tiên cửu phẩm được năng lượng cửu u bao phủ. Trong lòng người khổng lồ nham thạch run lên, thầm than không ổn. Hắn khẽ quát một tiếng, chủ động tháo rỡ lớp nham thạch trên người mình. Ngay sau đó, thiên hỏa bất diệt bốc lên theo khóa sắt trên người hắn, bắn về phía 10 tà ma cửu phẩm kia chương 957, tất cả đều là lỗi của Bạch. Đối mặt với thiên hỏa bất diệt, những tà ma cửu phẩm kia không hề sợ hãi. Khi đám xích sắt bốc lửa này bắn gần tới chỗ tà ma cửu phẩm thì đột nhiên. Trong thế giới cửu U có một đạo ý chí chúa tể lóe lên, sau gió thiên hỏa bất diệt này lập tức tắt ngấm. Thân thể của người khổng lồ nham thạch cứng lại, đám thiên hỏa đã hành hạ hắn bao năm lại tắt cái một như thế ư. Sốt cuộc kẻ đứng sau hơn 10 cánh cửa không gian này là ai đây? đối phương không chỉ dập tắt thiên hỏa của lão đạo xích tiêu tử trong nháy mắt mà còn có thể thao túng hơn 10 con tà ma cửu phẩm. Khi nãy ta đã dùng không gian bạo tạc nổ vị nào thế này. Trong lúc hắn ngu người, hơn 10 sợi xích nhất tề phát lực. Sau đó, người khổng lồ nham thạch đã bị kéo đi về phía cánh cửa không gian kia. Người khổng lồ nham thạch há lại cam tâm bị kéo đi như thế chứ. Vết thương trên người hắn đã lành hơn phân nửa, năng lượng cũng đã khôi phục không ít vậy nên người khổng lồ nham thạch điên cuồng tấn công 10 vị tà ma cửu phẩm kia. Cho dù toàn thân bị trói, nhưng chỉ cần năng lượng trong người hắn vừa động thì nó sẽ tỏa ra từ mọi nơi trên người hắn, biến thành những thanh búa đá, kiếm đá, đao đá, màu đá mang theo sức mạnh cổ xưa tấn công những tà ma cửu phẩm kia. Mỗi một đòn tấn công của người khổng lồ nham thạch đều mang theo khí thức cổ xưa và dã man, bên trên ngưng tụ thạch chi đạo của riêng hắn. Pháp bảo bản mệnh của hắn đã bị hư hao trong trận chiến với Sích Tiêu tử năm đó, đến nay còn chưa sửa xong. Nhưng hắn tấn công một loạt thế này, bình thường ngay cả kiếp tiên cửu phẩm cũng không dám đối kháng. Nhưng khi tất cả công kích của người khổng lồ nham thạch đánh vào trong thông đạo không gian, sắp đánh lên người những tà ma cửu phẩm kia thì đạo ý chí trong thế giới cửu u kia lại lóe lên. Tất cả công kích của người khổng lồ nham thạch lại biến mất. Người khổng lồ nham thạch biết rõ lại là vì tồn tại đáng sợ kia đã xóa bỏ công kích của hắn rồi, thế này còn đánh kiểu gì nữa đây? Công kích của hắn đều vô hiệu, vì ép rơi vào trạng thái bị động. Người khổng lồ nham thạch ấm ức khỏi nói. Cứ thế, hơn 10 tà ma cửu phẩm dùng sức kéo người khổng lồ nham thạch vào trong thế giới cửu u. Trước khi người khổng lồ nham thạch bị bắt đi, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía thi thể của Tống Thư Hàng. Hắn biết là mình bị chơi xỏ rồi. Điều duy nhất đáng để vui mừng là hắn đã quyết đoán bóp chết tên tiểu tư sĩ này rồi nhưng đúng lúc này, tống thư hàng bị bóp nát trên mặt đất lại run rẩy bò dậy. Thân thể vốn đã bị bóp nát bét của hắn lại khôi phục nguyên dạng. Cuối cùng, trên người hắn còn phát ra kim quang. Trong hào quang rực rỡ, tống thư hàng biến thành một mỹ nhân rắn xinh đẹp động lòng người, đôi mắt sáng ngời, nốt ruồi bên đuôi mắt càng khiến cho mị lực của cô tăng lên gấp mấy lần. Sau khi mỹ nhân rắn công đức bò dậy thì phủi người mình trước, sau đó cô nghiêng đầu nhìn người khổng lồ nham thạch đang bị bắt đi sau một lúc ngẩn người thì mỹ nhân rắn công đức đột nhiên giơ bàn tay nhỏ bé lên vẫy nhẹ với người khổng lồ nham thạch. Trong thế giới hạch tâm, Tống Thư hàng thề, hắn không hề khống chế mỹ nhân rắn công đức khiêu khích người khổng lồ nham thạch như thế. Người khổng lồ nham thạch thấy vậy thì thân thể run lên. a à, 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 hắn tức giận gầm lên một tiếng, há miệng phun ra một đạo kiếm khí. Bên trên kiếm khí còn giấy bất diệt chi hỏa. Phập, kiếm khí trực tiếp xuyên thấu bụng của người khổng lồ nham thạch. Mỹ nhân rắn công đức giơ hai tay ôm bụng, trên mặt lộ ra vẻ đau đớn, sau đó cô kêu thảm. A a a. Vẻ mặt của cô rất chân thật, thoạt nhìn có vẻ như đúng là rất đau đớn, bụng còn xịt cả năng lượng màu vàng. Chảy được một nửa thì những năng lượng vàng này biến thành trạng thái giống máu. Đống máu này trông cũng rất thật, điều duy nhất không được hoàn mỹ chính là tiếng hét thảm phát ra từ trong miệng của mỹ nhân rắn công đức lại là giọng của Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng thề, tiếng kêu thảm này tuyệt đối không phải do hắn lồng tiếng. Đúng vậy, tiếng kêu thảm của mỹ nhân rắn công đức lúc biến thành hình dạng của hắn, bị bóp nát thì đúng là hắn ngồi trong thế giới hạch tâm lồng tiếng thật. Nhưng tiếng kêu thảm lần này lại là do chính mỹ nhân rắn công đức tạo ra. Người khổng lồ nham thạch tức giận gào to, phun thêm vài đạo kiếm khí về phía mỹ nhân rắn công đức. Kiếm khí đã đâm mỹ nhân rắn công đức thủng thành cái rổ. Đúng lúc này, mỹ nhân rắn công đức vốn đã chết, sau khi ăn trọn vài kiếm thì đột nhiên lại bỏ dậy. Sau đó cô ôm mấy lỗ thủng trên người, mặt lại lộ ra vẻ đau đớn, thê thảm. a à, 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 kêu thảm xong, cô lại ngã xuống đất, nghiêm túc giả chết. Nếu như nghe kỹ thì sẽ nhận ra, hai tiếng kêu thảm của mỹ nhân rắn công đức có tần suất và tiết tấu gần như giống hệt nhau cô đã phục chế lại tiếng kêu thảm của tống thư hàng trước đó nghiêm túc bắt trước xong rồi thực hành lần này người khổng lồ nham thạch đã không còn cơ hội phóng kiếm khí với mỹ nhân rắn công đức nữa thân thể của hắn đã bị kéo vào trong thế giới cửu u rồi bạch kẻ hèn hạ ta nguyền rủa ngươi chỉ cần ta sống sót trở về thì ta nhất định sẽ không tha cho ngươi đâu người khổng lồ nham thạch để lại một câu đe dọa sau đó cánh cổng núi liền thế giới cửu U và hiện thế đã đóng lại. Tống thư hàng ở xong thế giới hạch tâm sờ cầm. Hình như tội chơi sỏ của Mỹ nhân rắn công đức đã bị người khổng lồ nham thạch chút lên người bạch tiền bối rồi thì phải. Bên trong thế giới cửu U, quả cầu kim loại dạng lỏng bay trên cao nhìn chằm chằm xuống người khổng lồ nham thạch đang rực lửa kia. Khi nãy hắn nghe thấy người khổng lồ nham thạch này đang gọi tên của bạch, hơn nữa còn dùng ngữ khí oán độc để nguyền rủa bạch nữa lại nhớ đến nội dung kêu cứu của tên tu sĩ với gương mặt mơ hồ khi kết nối đạo kiếp hắc kim. Quả cầu kim loại ẩn ẩn đoán ra một việc. Bạch, lại là do ngươi dở trò đúng không? Của nhiên tên khốn nhà ngươi đang chơi ta, cho dù có tiến vào trong thế giới tà liên thì vẫn muốn kiếm chuyện cho ta. Quả cầu kim loại dạng lỏng lại tức giận. Vừa rồi tự nhiên hắn bị nổ cho như thế, nhất định là do bạch làm. Hiện nay năng lượng của thế giới cửu u đặc sệt, dùng vướng tay vướng chân nhất định cũng là do bạch gây nên. Tâm trạng của hắn bực bội chắc hẳn cũng là do bạch tạo thành. Thế giới này bị gì cũng là lỗi của bạch hết. Bên trong thế giới hạch tâm. Sư phụ, người khổng lồ nham thạch này bị giải quyết rồi ư. Tiểu thải hỏi. Chắc là không thành vấn đề rồi, tiếp theo chúng ta phải nhanh lên, tìm xem gần băng nguyên này có công pháp nào chữa được hàn bệnh hay không. Tống Thư Hàng nói nếu như có thể tìm được cách chữa khỏi hàn bệnh của Lý Âm Trúc thì tốt quá, còn bằng như không thể thì chỉ đành đặt hết hy vọng lên vì cái gì cũng có thể bán mà thất tu tôn giả đã tìm thấy thôi. Nói xong, Tống Thư Hàng định thả mình và Diệp Tư ra khỏi thế giới hạch tâm. Lúc này Diệp Tư lại nói, Thư Hàng đợi thêm chút nữa đi, tuy người khổng lồ nham thạch đã bị đưa đi, nhưng nếu kẻ hầu hoặc thủ hạ của người khổng lồ nham thạch vẫn còn đang ẩn nấp trong thế giới này thì sao? bây giờ ngươi có thể khống chế A còng thăng phần trăm nhân hoạt động tầm xa không? Chỉ bằng để A còng thăng phần trăm nhân đi thám thính một vòng trong băng nguyên thử xem. A còng thăng phần trăm nhân chính là tên của Mỹ nhân rắn công đức, Tống Thư Hàng thật sự không thể đọc ra được âm tiết cụ thể, cũng không biết mấy chữ tên của cô có nghĩa gì. Nhưng Diệp Tư lại có thể đọc đúng được tên của Mỹ nhân rắn công đức. Lẽ nào vì Diệp Tư là một mảnh của Trình Lâm Trăng? Ngoài ra, không nói đến chuyện trong sông băng của cấm địa có ẩn nấp nguy cơ hay không. Chỉ riêng hàn ý có thể đóng băng cơ thể và linh hồn của mọi người trong đó cũng đủ khiến cô và Tống Thư Hàng thảm rồi. Để ta thử xem, Tống Thư Hàng nói. Trong lòng Tống Thư Hàng cũng không biết rốt cuộc có thể điều khiển được Mỹ nhân rắn công đức từ khoảng cách bao xa nữa. Hắn biết rõ Mỹ nhân rắn công đức có thể tách khỏi cơ thể hắn nhờ lần trước hắn ngủ, Mỹ nhân rắn công đức đã chủ động chạy tới phòng của lệ chi tiên tử, vậy nên Tống Thư Hàng trở động ý niệm. Trên sông băng cấm địa, Mỹ nhân rắn công đức đang giả chết đột nhiên khôi phục lại và bỏ dậy. Nhưng lần này hình thể của cô thu nhỏ lại 2 phần 3. Nếu như mấy đạo kiếm khí tấn công của người khổng lồ nham thạch mà dày thêm chút nữa thì có thể sẽ giết chết Mỹ nhân rắn công đức. Hoặc là không dùng kiếm khí mà đổi thành pháp thuật tấn công diện rộng cũng có thể nổ chết Mỹ nhân rắn công đức sau khi Mỹ nhân rắn công đức đứng dậy thì dựa theo chỉ lệnh của Tống Thư Hàng, đi quanh sông băng. Có lẽ vì Mỹ nhân rắn công đức cũng không phải sinh vật, cho nên hàn khí có thể đóng băng thân thể và linh hồn con người trên sông băng lại không tạo thành ảnh hưởng gì với Mỹ nhân rắn công đức. Mỹ nhân rắn công đức di chuyển hơn 2.000 mét thì đột nhiên dừng lại. Khoảng cách này là cực hạn khi rời khỏi cơ thể Tống Thư Hàng, nếu như đi xa hơn chút nữa thì liên lạc giữa cô và Tống Thư Hàng sẽ suy yếu, cuối cùng sẽ biến mất và quay về trên người Tống Thư Hàng. Về đi, Tống Thư Hàng hạ chỉ lệnh cho Mỹ Nhân rắn công đức. Mỹ Nhân rắn công đức di chuyển một vòng nhưng không hề phát hiện sinh vật sống nào nữa. Sông băng cấm địa này là nơi cực hàn, cũng chỉ có cường giả với thực lực cao đến mức độ nhất định thì mới có thể không đếm xỉa tới hàn ý của nó. Như Tống Thư Hàng lúc trước, nếu không phải có bạch tiền bối ở phía trước gánh cho thì đã bị đóng băng từ lâu rồi trong lúc mỹ nhân rắn công đức quay về thì bỗng có một mũi tên bắn tới chỗ mỹ nhân rắn công đức. phập mũi tên vừa nhanh vừa chuẩn bắn trúng cổ của mỹ nhân rắn công đức. sau đó có năng lượng đỏ rực lan ra từ trên mũi tên, lan ra khắp cổ của mỹ nhân rắn công đức như kịch độc. trên mặt của mỹ nhân rắn công đức lộ ra vẻ đau đớn, hai tay ôm lấy cổ mình. sau đó cô phát ra tiếng hét thu âm của tống thư hàng. À, 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 sau khi kêu thảm xong. Mỹ nhân rắn công đức nằm bẹp xuống không nhúc nhích. Tống thư hàng trong thế giới hạch tâm, thật sự có người mai phục ư? Hơn nữa sao năng lượng màu đỏ trên mũi tên này trông quen thế nhỉ? Đây không phải mũi huyết tiến mà tên đạo nhân áo tím kia đã đánh lén hắn lúc trước ư? Lẽ nào sau khi đạo nhân áo tím bị bạch tiền bối tháo rỡ ra thành linh kiện mà vẫn chưa tèo à? Lúc này, lại có một thân ảnh nhanh chóng nhảy vào trong băng nguyên đó là một con khôi lỗi bằng kim loại cho hàn thiết tạo thành. Khôi lỗi kim loại đi tới bên cạnh Mỹ nhân rắn công đức, nhìn mũi tên trên cổ cô và năng lượng đỏ rực đang lan ra kia rồi cất giọng khàn khàn cười lớn. Ha 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 ha. Sau đó khôi lỗi kim loại lật tay một cái, biến thành một lưỡi dao sắc bén chém mạnh về phía cổ của Mỹ nhân rắn công đức. chương 958, kỹ năng giả chết Mark level. Cổ của Mỹ nhân rắn công đức bị chém đứt, khôi lỗi kim loại đúng là là thủ tồi hoa mà. Ha ha ha, khôi lỗi kim loại đắc ý cười lớn. Đúng lúc này, đầu của mỹ nhân rắn công đức đột nhiên mở to hai mắt, tay thì ôm lấy cổ. Trên mặt mỹ nhân rắn công đức lộ ra vẻ đau đớn, phát ra tiếng kêu thảm. A a a khôi lỗi kim loại bị dọa sợ hết hồn. Sau khi kêu thảm xong, đầu của mỹ nhân rắn công đức lại nhắm mắt lại khôi lỗi kim loại thử dùng đao trong tay trọt đầu của Mỹ nhân rắn công đức, thấy cô không có phản ứng gì xong thì mới thở phào một hơi. Nghe nói sau khi rắn bị chặt đầu thì đầu của nó sẽ không chết ngay. Không ngờ xà yêu cũng có cùng chức năng này. Khôi lỗi kim loại khẽ nói. Tiếc rằng bây giờ ta đang dùng thân thể của khôi lỗi, không thể biến con xà yêu này thành khôi lỗi ra người được. Nói xong, khôi lỗi kim loại đứng dậy, hốc mắt nhanh chóng chuyển động, dọ thám khắp sông băng trong cấm địa giống hệt như ta đã đoán, nơi này vừa có tu sĩ vô cùng cường đại chiến đấu với nhau xong. E rằng đây chính là người thủ hộ cuối cùng của cấm địa này và vị bạch nọ. Nhưng giờ cả hai lại biến mất, lẽ nào là lưỡng bại câu thương ư? Khôi lỗi kim loại thầm nghĩ. Đối với hắn mà nói, đây rõ ràng là một tin tốt. Nếu thế thì hắn có thể lấy được thứ mình muốn ở cấm địa băng nguyên này. Khôi lỗi kim loại mở lồng ngực của mình ra, lấy một thứ cùng loại với bản đồ bảo tàng ra. Chủ nhân của Điện Hàn Đông từng thành lập một tòa băng nguyên trong lãnh địa của mình, bên dưới băng nguyên chôn giấu kẻ địch đã chết trong tay hắn. Hẳn chính là nơi này rồi." Khôi Lối Kim Loại nói. Nói xong, hắn bắt đầu dựa theo vị trí trên bản đồ mà tìm kiếm khắp sông băng. Rõ ràng là Khôi Lối Kim Loại đã có chuẩn bị từ trước. Hơn nữa, sau khi người khổng lồ nham thạch ẩn nấp trong sông băng bị kéo vào cửa u xong thì nơi này đã không còn nguy cơ nào ngăn được hành động của Khôi Lối Kim Loại nữa. Hơn 10 phút sau, khôi lỗi kim loại dừng lại trên một đồi băng nhỏ. Tìm được rồi, chính là nơi này. Ta có thể cảm ứng được cộng minh giữa ta và khôi lỗi thủy tổ. Khôi lỗi kim loại vừa nói xong thì vung lưỡi đao bén trong tay chém xuống đồi băng. Lưỡi đao trong tay hắn vô cùng sắc bén, chỉ luận trình độ sắc bén thì còn mạnh hơn cả bảo đao bá toái của Tống Thư Hàng nữa. Nhưng một kích toàn lực của khôi lỗi kim loại chỉ có thể để lại một vệt mờ trên đồi băng. Chết tiệt, sao lại cứng như thế chứ? Khôi lỗi kim loại cắn răng nói. Khôi lỗi kim loại thu hồi lưỡi đao, hai cổ tay lật một cái, lộ ra họng pháo ngăm đen. Chìa họng pháo lên mặt băng. Khôi lỗi pháo. ầm ầm ầm, Liên tục vài pháo bắn xuống. Tiếng nổ mạnh vang vọng, pháo quang nóng rực khiến mặt băng bốc hơi tạo thành một tầng hơi nước. Đồng thời, mỹ nhân rắn công đức giơ tay gắn cầm lấy đầu của mình gắn lại trên cổ như đội mũ vậy, từ một mức độ nào đó thì cô chỉ là một luồng ánh sáng công đức mà thôi. Tuy rằng ở trạng thái thực thể hóa, cô có thể bị người ta tấn công chúng, nhưng chỉ cần không một hơi bắn tan thì cô vẫn có thể nối liền lại. Sau khi nối đầu lại xong, Mỹ Nhân rắn công nước một tay cầm huyết cốt, tay kia cầm dép lê đánh mặt đi về phía khôi lỗi kim loại. Khôi lỗi pháo, khôi lỗi pháo. Khôi lỗi kim loại liên tục phát động khôi lỗi pháo, ánh pháo đỏ rực liên tục nổ mạnh nhưng sau 10 pháo thì mặt sông băng chỉ tan ra được một cái lỗ to cỡ hai cái chén ăn cơm. Khôi lỗi kim loại, không hổ là hàn băng của nơi cực hàn được kiếp tiên cửu phẩm tạo ra. Độ cứng này quả thực khiến người ta tuyệt vọng. 10 phát khôi lỗi pháo mà chỉ có thể tạo thành một cái hố chừng chén ăn cơm ở tầng ngoài của nó, trong khi khôi lỗi thủy tổ mặc môn hắn muốn tìm lại ẩn sâu bên dưới tầng băng hơn trăm mét. Vị khôi lỗi thủy tổ kia chính là sản phẩm của thiên tài mặc môn nổi danh kia, cũng là tên gọi của những khôi lỗi do người duy nhất bước vào cảnh giới trường sinh giả của mặc môn tạo ra đó. Phàm là khôi lỗi do vị thiên tài kia tự mình tạo ra đều được gọi là khôi lỗi thủy tổ. Bên dưới sông băng này trôn giấy một khôi lỗi thủy tổ bị hỏng hóc, đó là do vị trường sinh giả mặc môn tạo ra trước khi tạo ra trường sinh chi đạo của mình. Sau này đại chiến với chủ nhân của Điện Hàn Đông, khôi lỗi bị đánh vỡ, bị chủ nhân của Điện Hàn Đông đưa đi, trôn giấu ở trong băng nguyên cực hàn, sâu hơn trăm mét nếu như không có tướng quân giúp đỡ thì ta căn bản không cách nào đào được chết tiệt khôi lối kim loại buồn bực nói nhưng hắn biết rõ vị minh hữu kia của mình có thể đã lành ít giữ nhiều bởi vì vị bạch tôn giả nọ đã hiện thân bước vào cấm địa rồi nhưng tướng quân lại không hề xuất hiện xem ra chỉ có thể hy sinh khôi lối kim loại này mà thôi khôi lối kim loại khẽ nói khôi lỗi kim loại này là một khôi lỗi hàng tuyển khá tốt trong tay hắn, nếu hy sinh thì tiếc lắm. Nhưng chỉ cần lấy được khôi lỗi thủy tổ ở sâu bên dưới tầng băng thì tất cả đều đáng giá. Khôi lỗi kim loại nói xong thì áp sát người xuống đồi băng. Hàn khí bên trên nhanh chóng xâm nhập vào bên trong khôi lỗi kim loại, tạo thành một lớp băng mỏng ở bên ngoài khôi lỗi. Bảo, lúc này khôi lỗi kim loại lại hét lớn một tiếng. Đùng, thân thể của nó ầm ầm nổ tung khôi lỗi kim loại này là một sản phẩm kết hợp giữa khôi lỗi và khoa học kỹ thuật hiện đại hóa, ở bụng của nó có chứa một quả bom cực mạnh, lại được chui rèn qua kỹ thuật tu chân của mặc môn, tăng cường uy lực của vụ nổ. Đồng thời, bom và cơ thể của khôi lỗi kết thành một thể, thân hình của khôi lỗi kim loại có thể tăng cường cả uy lực của vụ nổ lên. Lại nói tiếp, bàn về kỹ thuật máy móc nhà ai mạnh thì đúng là trong giới tu sĩ không ai bằng mặc môn. Bên trên băng nguyên lại bốc lên một đám mây hình nấm, Băng nguyên vốn là vạn năm không tan lại bị uy lực của vụ nổ khủng bố này làm nổ tung Trong lúc nổ tung, tầng băng liên tục bị hòa tan Thân thể của khôi lối kim loại cũng bị tan ra trong nhiệt độ cao của vụ nổ Vận khí của khôi lối kim loại rất tốt Tự bạo mà hắn vẫn luôn lấy làm tự hào thật ra cũng chỉ tạo thành một cái hố chừng 20 mét trên sông băng, cách chỗ sâu trăm mét còn nhiều lắm nhưng chỗ hắn tự bảo cách nơi bị bạch tiền bối dùng diệt thần pháo và 300 khẩu pháo khác bắn không xa lắm. Lớp băng ở bên dưới cũng đã rất yếu rồi. Sau khi khôi lỗi kim loại tự bảo thì tầng băng bên dưới liên tục vỡ ra. Cuối cùng, lộ ra một cái mộ huyệt mà khôi lỗi kim loại nhắm tới, chỗ chứa khôi lỗi thủy tổ. Cách đó không xa, lại có một con khôi lỗi nửa giống vàng nửa giống gỗ nhanh chóng chạy tới chỗ sông băng. Cũng giống như khôi lỗi kim loại, con khôi lỗi nửa giống vàng nửa giống gỗ này cũng có khí thức của tu si áo tím. Số lượng khôi lỗi của tên này rất nhiều, hơn nữa còn lấy được pháp môn đặc biệt, thậm chí có thể tránh được tai mắt của bạch tiền bối, đạt được hiệu quả sống lại. Con khôi lỗi nửa giống vàng nửa giống gỗ này chạy nhanh tới chỗ khôi lỗi kim loại tự bạo. Sau đó hắn nhìn thấy một cái quan tài nằm bên dưới mộ huyệt kia. Không sai, chính là cái này. Khôi lỗi vui vẻ nhảy vào bên trong mộ huyệt sau đó hắn tràn đầy mong chờ, mở nắp quan tài ra, khôi lỗi thủy tổ đã tới tay. Sau khi nắp quan tài mở ra, thứ đầu tiên ập vào mắt khôi lỗi chính là một cái đuôi rắn vàng rực. Vảy trên đuôi phát ra ánh vàng rực rỡ. Nhìn lên tiếp thì nửa thân trên là một cô gái xinh đẹp. Hai mắt nhắm nghiền, đuôi mắt có một nốt ruồi lệ quyến rũ, đúng rồi, chỗ cổ của xà nữ này còn cắm một mũi tên nữa. Trong nháy mắt khi quan tài bị mở ra, mỹ nhân rắn công đức đột nhiên mở to hai mắt, cô ôm cổ họng hét lên. a. À, à, à. tiếng hét thảm của được dựa và vẻ đẹp của mỹ nhân có nốt ruồi lệ đúng là thủng lỗ nhĩ. sau khi hết thảm xong, mỹ nhân có nốt ruồi lệ ngoẻo đầu qua một bên, tiếp tục chết. khôi lỗi trợn mắt nhìn chân chối. a à, khôi lỗi hóa tức giận thành hành động, hai tay hóa thành khôi lỗi pháo, điên cuồng bắn mỹ nhân có nốt ruồi lệ tới tấp. đùng 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 đùng, đùng toàn thân của mỹ nhân có nốt ruồi lệ bị bao phủ trong ánh pháo. Sau khi ánh pháo tắt đi, khôi lỗi bắt đầu tìm kiếm khôi lỗi thủy tổ. Hắn tin chắc nhất định khôi lỗi thủy tổ vẫn ở gần đây, hắn và khôi lỗi thủy tổ có một loại cộng minh với nhau. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi như thế, xã yêu nhất định không thể nào giấu khôi lỗi thủy tổ đi xa được, nhất định chỉ ở gần đây mà thôi. À, à, à. đúng lúc này, tiếng hét thảm của đực dựa kia lại vang lên khôi lỗi quay đầu lại nhìn quan tài với vẻ không dám tin. Tại đó, xã yêu màu vàng kia lại ôm cổ hét thảm, vẻ mặt vô cùng đau đớn. Mà cái đuôi của cô ta đã bị khôi lỗi pháo của mình bắn thủng lỗ chỗ, máu tươi đổ ào ào. Sau khi hết thảm xong thì xã yêu lại mèo đầu qua một bên, ngã vật vào trong quan tài, nằm im bất động. Người có thân thể bất tử ư. Khôi lỗi cắn răng, tức giận quát. Hắn lại tới bên cạnh Mỹ nhân rắn công đức, khôi lỗi pháo trong tay biến lại thành đao, chỉa vào người mỹ nhân rắn công đức. Sao khôi lỗi thủy tổ của ta ra đây? Mỹ nhân rắn công đức vẫn nằm im, không khác gì người chết. Trong quá trình liên tục giả chết, kỹ năng giả chết của mỹ nhân rắn công đức đã mắc cấp. Khôi lỗi tức giận gầm to, lưỡi đao trong tay cắm mạnh xuống eo của mỹ nhân rắn công đức một cái. Nhưng lúc này mỹ nhân rắn công đức đột nhiên mở to hai mắt, sau đó vung khúc huyết cốt trong tay để cản lưỡi đao. Ken, huyết cốt và lưỡi đao va vào nhau. Mỹ nhân rắn công đức bò dậy từ quan tài, cổ vẫn còn cắm mũi tên nhọn hoắc. Sau đó, cô vùng chiếc dép lê đánh mặt trong tay phải về phía khôi lỗi. Bốp, khôi lỗi bị đánh bay ra ngoài. Mỹ nhân rắn công đức liên tục vùng dép lê đánh mặt lên, mặt của khôi lỗi bị dép lê đánh mặt và nát bét. Sau khi đánh liền tù tì hơn 20 cái, Mỹ nhân rắn công đức mới thu hồi dép lê đánh mặt. Cuối cùng, thân thể của cô dần tan biến. Lúc thân thể của cô biến mất, dép lê đánh mặt với huyết cốt cũng tan biến theo. Khôi lỗi bỏ dậy, tức giận gầm to. Tống Thư Hàng, tất cả đều là trò quỷ do Tống Thư Hàng bày ra. Hắn nhớ rõ xạ yêu kia chính là một phần trong ba đầu sáu tay của Tống Thư Hàng. Trước kia phân thân áo tím của hắn cũng bị dép lê đánh mặt và nổ đom đóm. Tống Thư Hàng, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho người đâu nhưng điều quan trọng nhất bây giờ chính là phải tìm thấy khôi lỗi thủy tổ cái đã. Lúc này, ở bên trong thế giới hạch tâm, Tống Thư Hàng và Diệp Tư đang đánh giá con khôi lỗi ở trước mặt. Con khôi lỗi này là nửa người nửa nhện kết hợp, nửa thân trên là hình dạng nhân loại, nhưng đã nát bấy rồi. Nửa thân dưới có kết cấu là nhện, cũng bị hủy trừng một nửa. Đây chính là khôi lỗi thủy tổ mà tu sĩ áo tím muốn tìm ư. Tống Thư Hàng nhìn con khôi lỗi bị hỏng nặng kia, nói thật, hắn thật sự không biết thứ đồng nát này có thể làm được gì, nó đáng để tu sĩ áo tím bất chấp tất cả xông vào cấm địa tìm kiếm như thế ư. Tống Thư Hàng, Diệp Tư, cô có nghe nói tới thứ này chưa? Diệp Tư lắc đầu, chưa nghe bao giờ, bích thủy các bọn ta trước kia cũng từng qua lại với mặc môn, mua một số khôi lỗi chiến đấu. Nhưng chưa từng nghe nói tới loại khôi lỗi thủy tổ này. Nhưng trong cơ thể của khôi lỗi bị hư này có một nguồn năng lượng. Ta cảm giác được bên trong ẩn chứa năng lượng vô cùng cường đại. Hơn nữa nguồn năng lượng này vẫn còn trong trạng thái hoạt động. Hai mắt tống thư hàng sáng rực lên, chẳng lẽ thứ mà tu sĩ si áo tím muốn chính là nguồn năng lượng trong khôi lỗi thủy tổ ư? Sau khi ngẫm nghĩ, tống thư hàng rè giặt tháo găng tay tình yêu của mộc nghiêu kiếm khách trên tay mình xuống, sau đó ấn tay lên người khôi lỗi thủy tổ kia. Theo thời gian trôi qua, Tống Thư Hàng nắm giữ bí pháp giám định ngày càng thuần thục hơn. Cái giá cần phải trả lúc giám định cũng giảm đi nhiều. Quan trọng hơn, bây giờ hắn có thể khống chế được phần nào lượng máu sẽ phun lúc dùng bí pháp giám định rồi. Nếu như tin tức ẩn chứa trong thứ giám định quá lớn, phải trả một cái giá quá đắt, ảnh hưởng đến sinh mạng thì hắn có thể chọn giám định một phần tin tức. Sau đó ngừng bí pháp giám định trước khi chết vì mất máu, bảo vệ cái mạng nhỏ của mình. Giám định, Tống Thư Hàng cắn răng nói. Phù văn màu vàng trong mắt hắn tuôn ra, bay vào người của khôi lỗi thủy tổ, sau đó biến thành hình đồng hồ, những chiếc kim bên trên đồng hồ nhanh chóng quay ngược lại. Ngay sau đó, trên cánh tay Tống Thư Hàng bắt đầu xuất hiện vô số vết thương. Diệp Tư ở bên cạnh vội thi triển trì rũ thuật chữa khỏi cho hắn. Nhờ có sự trợ giúp của Diệp Tư, cái giá phải trả của lần giám định này chỉ duy trì ở khu vực cánh tay mà thôi. 5 giây sau, phù văn màu vàng bay về lại hốc mắt của Tống Thư Hàng. Tin tức về khôi lỗi thủy tổ cũng xuất hiện trong đầu của hắn. Vua khôi lỗi không rõ là số mấy, khôi lỗi thủy tổ của Mạc Môn, do trường sinh giả. Của Mạc Môn tự tay chế tác, lúc ở trạng thái hoàn mỹ có tu vi bát phẩm đỉnh phong. Nay đã bị hư hỏng, mức độ hư hỏng là 89% đã không còn khả năng sửa chữa. Hạch tâm của nó được tạo ra từ kỹ thuật ngụy vĩnh hằng chi lô, năng lượng vẫn giữ tình trạng hoàn hảo, có thể tách riêng ra dùng. Tin tức phản hồi từ khôi lỗi thủy tổ cũng không nhiều lắm. Cái giá mà Tống Thư Hằng phải trả chủ yếu là dùng cho giám định tin tức về người chế tác. Kết quả giám định ra sau cùng cũng chỉ ra được nó là do trường sinh giả của mặc môn tạo ra, còn tin tức cụ thể về trường sinh giả đó thì không giám định ra được rất có thể trường sinh giả của Mạc Môn vẫn còn sống, cho nên hắn chủ động che giấu thiên cơ, khiến cho không ai tính ra được bất kỳ tin tức gì của hắn. chương 959, Tống Thư Hàng, ta cảm thấy hôm nay mình bị hao của. Hạch tâm vẫn còn nguyên vẹn, lại có thể tháo ra dùng được ư. Nhưng hạch tâm nằm ở đâu trong con khôi lỗi này nhỉ? Phải gỡ ra kiểu gì? Tống Thư Hàng nghiên cứu cả buổi trời cũng không ra được cái gì. Thứ này không có ốc vít gì hết, thoạt nhìn không khác gì vật sống hết. Nhìn từ chỗ bị đánh nát cũng là từng bộ phận của khôi lỗi mà Tống Thư Hàng xem không hiểu. Cho dù hắn có muốn tháo nó ra thì cũng không biết làm từ đâu. Diệp Tư đề nghị, có cần cưỡng chế xẻ con nhện này ra không? Tống Thư Hàng, lỡ cưỡng chế gỡ ra nó phát nổ thì sao? Dựa theo kết quả giám định ra được thì hạch tâm của con khôi lỗi nhện này là ngụy Vĩnh Hằng Chi Lô gì đó, nghe thôi đã thấy ghê gớm lắm rồi lỡ như nó nổ thì nói không chừng sẽ làm cỏ cả thế giới hạch tâm luôn quá. Vậy chụp tấm hình gửi lên nhóm cửu châu số 1 đi, để xem các tiền bối trong nhóm có ai biết gì về khôi lỗi hay không. Diệp Tư suy nghĩ một lát rồi nói. Tống Thư Hàng cầm điện thoại lắc một cái rồi nói. Ở trong thế giới hạch tâm thì điện thoại không có tín hiệu. Xem ra chỉ có thể chờ rời khỏi thế giới hạch tâm với cấm điện này xong rồi lại hỏi các tiền bối trong nhóm cửu châu số 1 sau vậy bây giờ chúng ta đi ra ngoài thôi. Diệp Tư nói, con khôi lỗi ở bên ngoài không phải đối thủ của chúng ta, cứ xử nó xong thì lại men theo nhánh sông băng đi tìm công pháp. Ta sợ để lâu sẽ có chuyện. Được, à đúng rồi Diệp Tư này, cô có trận pháp giữ ấm nào không? Cho ta xin một cái đi. Tống Thư Hàng lại nói, băng nguyên bên ngoài là nơi cực hàn, hàn khí ảnh hưởng thẳng vào linh hồn của tu sĩ. Với thực lực của Tống Thư Hàng bây giờ, nếu như không có cao thủ bảo vệ thì chỉ chừng 10 phút là cả thân thể lẫn linh hồn đều sẽ bị đóng băng. Nếu như có một trận pháp dư ấm thì nói không chừng sẽ chịu được một lúc. Tiếc quá, trận pháp dư ấm trong tay ta không có tác dụng ở nhánh sông băng này. Diệp Tư nói, cô cũng chỉ có cảnh giới ngũ phẩm, trận pháp dư ấm ghi lại trong bản mệnh kim thư của cô mà đưa ra thì nháy mắt cũng sẽ bị hàn khí trên sông băng này làm tan vỡ. Tống Thư Hàng há hốc mồm, sau đó ý niệm trong đầu hắn chợt động, nhảy ra khỏi thế giới hạch tâm. Đúng là vô cùng trùng hợp. Khi Tống Thư Hàng nhảy ra khỏi thế giới hạch tâm thì khôi lỗi nửa giống vàng nửa giống gỗ ở phía trước cũng đúng lúc tìm thấy vị trí của hắn. Tống Thư Hàng và khôi lỗi đưa mắt nhìn nhau. Kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt. Tống Thư Hàng. Khôi lỗi phát ra âm thanh máy móc, trong giọng nói tràn ngập phẫn nộ. SS lạnh quá lạnh quá." Tống Thư Hàng run lên trong lúc bị hàn ý ảnh hưởng thế này, lực chiến đấu của hắn cũng giảm đi nhiều. Hãy chết đi! Khôi lỗi tức giận gào to, tuy động tác của nó cũng có phần cứng ngắc do bị hàn khí ảnh hưởng, nhưng nó không phải con người, không có cảm giác đau đớn. Khôi lỗi chạy nhanh tới chỗ tống thư hàng, đồng thời trên người nó cũng bắn ra gần 30 lưỡi dao sắc bén. Hai tay giao nhau, toàn thân biến thành người đao, sau khi chạy đến gần tống thư hàng thì nó bắt đầu xoay tròn chiêu này khá giống với viên vũ trảm đặc trưng của đám chiến sĩ nhím biển. Tống Thư Hàng rút bảo đao bá toái ra, mở thiên phú nhãn khiếu là cao thủ thị giác ra, tìm kiếm sơ hở trong công kích của khôi lỗi. Ngay khi khôi lỗi xoay tròn chém tới trước mặt hắn thì Tống Thư Hàng chém một đao ra. Một đao kia nhằm vào sơ hở của khôi lỗi, chỉ cần một đao là có thể ngăn được thế công của nó. Nhưng dù tốc độ của Tống Thư Hàng rất nhanh, nhưng có người còn nhanh hơn cả Tống Thư Hàng mỹ nhân rắn công đức chủ động hiện ra sau lưng tống thư hàng. Cô một tay cầm huyết cốt, một tay cầm dép lê đánh mặt. Bốp một phát, dép lê đánh mặt được ném ra, nháy mắt đã xuyên qua màn đao do khôi lỗi xoay tròn tạo thành, đánh thẳng vào mặt của nó không chạch một ly. Khôi lỗi vẫn giữ nguyên tư thế xoay tròn, bị đánh bay ra ngoài. Vừa bay vừa xoay tròn, sau khi bay ra một khoảng thì mới ngã bẹp ra đất. Lúc rơi xuống, bởi vì lực quán tính vẫn còn đi đô, thân thể của nó vẫn liên tục chuyển động. Băng cứng trên mặt đất bị bào ra từng vết rõ rệt, động tác đặc biệt đẹp mắt. Kể từ sau khi tiến hóa xong thì mặt phòng ngự bảo vệ chủ nhân của Mỹ nhân rắn công đức lại càng chủ động hơn, còn lợi hại hơn bất kỳ loại hộ thuẫn nào luôn. Bốp bốp bốp, dép lê đánh mặt không hề dừng lại, món pháp khí được sản xuất ra nhằm chơi cho vui ở bạch phân thư viện của nho ra, vào tay Mỹ nhân rắn công đức lại có thể phát huy được uy lực vô cùng khó tin mặt của khôi lỗi vốn đã bị đánh nứt, nay lại móp thêm nữa. Khôi lỗi bị đánh giấy đành đạch ở dưới đất, dép lê và mặt đánh liên hồi, áp chế hoàn toàn, khiến nó không thể đứng dậy được. Nếu cứ như thế thì nó sẽ bị tống thư hàng chơi chết tại chỗ luôn. Liều mạng, khôi lỗi thầm nghĩ. Lúc này Diệp Tư chợt nhắc nhở. Thư hàng, mau quay lại thế giới hạch tâm. Tống thư hàng cũng thấy được ánh sáng lóe lên ở chỗ bụng của khôi lỗi kết hợp với cảnh tượng khôi lỗi kim loại tự bạo khi nãy, hắn biết rõ con khôi lỗi này cũng sắp tự bạo. Khi nãy khôi lỗi kim loại tự bạo làm nổ một cái hố hơn 10 thước, nếu cơ thể mỏng manh của Tống Thư Hàng mà bị nổ thì chắc sẽ thành cho luôn mất. Vậy nên Tống Thư Hàng tâm niệm trợt động, mỹ nhân rắn công đức thu hồi dép lê đánh mặt. Sau đó thân hình của Tống Thư Hàng chợt biến mất trong ánh mắt không cam lòng của khôi lỗi. Của nhiên là sức mạnh không gian, trên người của tên Tống Thư Hàng này đúng là có mang theo pháp khí hệ pháp khí như di chuyển không gian. Hay có lẽ nào tên Bạch kia đang nấp ở gần đây? Trong lòng khôi lỗi rất ấm ức. Chẳng trách hắn tìm khắp nơi mà không thấy khôi lỗi thủy tổ đâu. Có thể khôi lỗi thủy tổ của hắn đã nằm trong tay của Tống Thư Hàng rồi. Âm sóng xung kích sinh ra từ vụ nổ và hơi nước bốc lên khắp sông băng, dường như đến sông băng cũng rung chuyển một hơi. Chừng 15 giây sau, thân thể của Tống Thư Hàng lại xuất hiện trên sông băng. Dõi mắt nhìn qua thì sông băng lại bị nổ bay một mảnh lớn. Uy lực của khôi lỗi tự bạo đương nhiên không lớn như thế, nhưng cú nổ của khôi lỗi lúc này đã biến thành cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà. Khu vực này trước đó đã lĩnh chọn một loạt pháo của bạch tiền bối và cú tự bạo của khôi lỗi khi nãy, nay lại tự bạo thêm đợt nữa, cho nên bắt đầu sụp xuống với quy mô lớn. Trong tiếng ầm ầm, một cái hố to có đường kính hơn 500 mét đột nhiên xuất hiện trước mắt Tống Thư Hàng. Dưới lỗ đó có đồ. Hai mắt của Diệp Tư sáng lên. Bên trong hố có một đống quan tài. Quan tài chứa khôi lỗi thủy tổ được mở ra trước đó cũng là một trong số những cái này. Những quan tài này ẩn ẩn tạo thành một đại trận. Đặc biệt là 10 cái quan tài nằm giữa, quay xung quanh tạo thành một vòng tròn. Hơn nữa 10 cái quan tài này là dựng đứng cắm trong băng nguyên đây là mộ của những đối thủ từng bị chủ nhân Điện Hàn Đông giết chết ư. Tống Thư Hàng nói, trước kia hắn đã nghe được đoạn khôi lỗi thì Thảo tự nói thông qua Mỹ nhân rắn công đức. Hiện tại xem ra chủ nhân của Điện Hàn Đông đã chôn hết đối thủ bị mình giết vào nơi này cũng không phải nhất thời nổi hứng mà là cố ý làm ra. Thứ này rõ ràng là một đại trận, nhưng không biết nó có tác dụng gì nhỉ. Ông 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 ông. Trong lúc nói chuyện, đại trận hình tròn khổng lồ kia chợt phát ra ánh sáng xanh mờ ảo. Ánh sáng xanh này giống như ma chơi vậy, cứ lập lòe lập lòe. khung cảnh vốn giống hệt bang nguyên Bắc Cực nay thoáng cái đã biến thành cảnh trong phim kinh dị. Đại trận này bị kích hoạt rồi." Diệp Tư vội nói. Trong lúc mộ huyệt này lộ ra thì đại trận mộ huyệt do rất nhiều cường giả tạo thành đã bị kích hoạt. "Ta cảm thấy chúng ta cứ trốn tiếp thì hơn." Tống Thư Hàng đột nhiên nói. Mí mắt phải của hắn cứ giật liên hồi. Mắt trái giật là có tiền, mắt phải giật là có điểm không may. Tống Thư Hàng cảm giác mình sắp bị mất của rồi. Vấn đề là bây giờ hắn đang mang nợ ngập đầu, nếu còn mất của nữa thì có mà bán mạng. Muốn mạng thì có đây, tiền thì đừng có mà mơ. Ta lại thấy đại trận này không có gì hết, nhưng đúng là cái đại trận này hơi lạ, chúng ta trốn đi thì hơn. Diệp Tư nói, cô thân là mảnh vỡ của trường sinh giả Trình Lâm, đôi lúc trực giác của cô chuẩn lắm. Nhưng nếu như Tống Thư Hàng đã nói có thể sẽ có chuyện thì cứ tránh đi trước cũng được trong lúc Tống Thư Hàng mang theo Diệp Tư định quay lại thế giới hạch tâm của mình thì hắn bỗng cảm ứng được có thứ gì đó bay ra khỏi túi thu nhỏ một tấc của mình. Đó là một cái lá măng, bị đại trận mộ huyệt kia hút lấy, vèo một cái bay ra khỏi túi thu nhỏ một tấc, sau đó đón gió phình to ra, bay về phía đại trận nọ. Đậu xanh Tống Thư Hàng vô thức giơ tay định túm lấy lá măng, nhưng nó bay nhanh quá nên hắn bắt hụt. Lá măng này là của quý đó thậm chí có thể nói nó là một trong những thứ quý giá nhất trên người Tống Thư Hàng. Nó đại biểu cho sự đảm bảo về an toàn mạng sống, có thể thay Tống Thư Hàng vượt qua một tử kiếp. Bây giờ nó lại bay đi mất rồi, đã bay đi xa quá rồi. Diệp Tư nhíu mày, cô chui ra khỏi thân thể Tống Thư Hàng, giơ tay nhắm ngay lá măng, cách không chảo một cái. Hồi, linh lực hóa thành một bàn tay to, nhanh chóng chộp bảo lá măng. Nhưng khi linh lực của Diệp Tư chạm vào lá măng thì tất cả linh lực bỗng chốc bị hấp thu sạch sẽ. Sinh cơ trên lá măng lại càng mạnh hơn. Sau đó nó nhanh chóng rơi vào giữ phần đại trận nọ, cắm thẳng vào trên hòn đá trong một phần mộ. Một lá măng cắm lên hòn đá cứng rắn, lẽ nào hòn đá này được làm từ bùn à? Tống Thư Hàng nhìn đại trận dần bị kích hoạt kia, hạ chỉ lệnh cho Mỹ Nhân rắn công đức. Mỹ Nhân rắn công đức nhanh chóng bay tới trước, nhảy vào đại trận nọ, định cướp lá măng lại nhưng lúc cô vừa tới gần đại trận thì đã bị một sức mạnh vô hình cản lại căn bản không cách nào đến gần đại trận được để ta thử lại xem sao diệp tư vỗ bản mệnh kim thư của mình huyễn hóa ra một sợi xích bắn về phía đại trận nhưng cũng giống với mỹ nhân rắn công đức sợi xích vừa tới gần đại trận thì đã bị chặn lại lá măng của ta hốc mắt của tống thư hàng ươn ướt hắn biết rõ hôm nay hắn sẽ mất đi lá măng quý giá nhất của mình. ầm um, một tiếng nổ dữ dội vang lên, sông băng bên cạnh đại trận nọ tan ra toàn bộ, biến thành nước tinh khiết, bao phủ toàn bộ trận pháp. Trận pháp này đã được khởi động hoàn toàn. chương 960, nhìn trời, chủ của ta ơi, người tèo thật rồi ư. Tống Thư Hàng và Diệp Tư thấy loáng thoáng có bóng dáng một con rùa xuất hiện bên trong trận pháp, bơi lội trong nước. Nhìn bề ngoài thì hẳn là một con rùa biển. Tống Thư Hàng và Diệp Tư đứng bên bờ sông băng, nhìn con rùa biển nọ bơi lội, thì thoảng nó còn quấy nước, thoạt nhìn có vẻ ngu si. Nếu như lá măng của ta mà không bị cướp thì cảnh này chắc là sẽ lãng mạn lắm nhỉ? Tống Thư Hàng nghĩ thầm trong đầu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, sao tự nhiên lá măng của mình lại tự động bay vào trong trận pháp này chứ? Khi nào về phải hỏi một măng ở chỗ thất sinh phù tiền bối xem sao tự nhiên lá măng nó tặng lại bay đi mới được? Ơ, ờ, trận pháp này! lại cộng thêm lá măng của ngươi có lẽ chính là một trận pháp trọng sinh đấy diệp tư đột nhiên nói trận pháp trọng sinh chính là hậu thủ do một số trọng sinh giả hoặc tu chân giả cường đại chuẩn bị cho chính bản thân mình tuy rằng trường sinh giả có thể sống rất lâu nhưng không phải bất hủ bất tử vẫn có nguy cơ bỏ mạng cho nên những trường sinh giả già đời thì đều âm thầm bố trí rất nhiều thủ đoạn trùng sinh đề phòng sau này mình chẳng may qua đời thì những thủ đoạn trùng sinh kia có thể khiến mình sống lại dành được cơ hội làm lại từ lâu, mà người bố trí trận pháp trùng sinh ở bang nguyên này đương nhiên chính là chủ nhân của điện hàn đông rồi. lẽ nào chủ nhân của điện hàn đông đã chết trong sự kiện thiên đình viễn cổ bị hủy diệt năm đó? giờ đúng lúc bị lá măng của tống thư hàng kích hoạt trận pháp trùng sinh do hắn để lại ư? nếu thế thì chẳng lẽ chủ nhân của điện hàn đông sắp sống lại rồi sao? không đúng, lúc họ vào cấm địa thì điện hàn đông vẫn còn được giữ nguyên. Có nghĩa là ít nhất sau khi thiên đình viễn cổ tan nát, chủ nhân của điện Hàn Đông vẫn còn sống khỏe mạnh, thậm chí còn chuyển điện Hàn Đông của mình về tạo thành cấm điện này nữa. Vậy thì có thể là chủ nhân của điện Hàn Đông chết sau khi thiên đình viễn cổ bị hủy. Có khi nào bị giết chết sau khi thiên đình viễn cổ bị hủy như tam thập tam thú thần tông không? Nói ra thì thiên đình viễn cổ là bị giao trì nữ đế trình lâm nhúng tay vào nên mới bị diệt sạch trong một đêm, sau này Trình Lâm cũng không hề ra tay với người của Thiên Đình Viễn Cổ nữa. Vậy sau này là ai đã tiêu diệt sư đảng của Thiên Đình Viễn Cổ như Tam thập tam thú thần tông đây? Nói tóm lại, lá măng của ta đã một đi không trở lại. Tống Thư Hàng thở dài, đồng thời nối liền với thế giới hạch tâm. Thế giới hạch tâm nhận được chỉ lệnh, chuyển hóa Tống Thư Hàng thành trạng thái giữa hư ảo và chân thật. Thế này thì dù chủ nhân của điện Hàn Đông trong trận pháp có sống lại muốn ra tay với hắn thì hắn cũng có thể quay lại thế giới hạch tâm ngay. Ao 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 ao. Lúc này, mực nước trong trận pháp này càng rút xuống, hư ảnh rùa biển khổng lồ cai cũng biến mất tăm. Ánh sáng xanh phát ra từ tất cả quan tài của ngày càng rực rỡ hơn. Tiếp theo đó, có một loại lực lượng đoạt thiên địa tạo hóa xuất hiện từ bên trong trận pháp. Đây chính là sức mạnh pháp tắc từ trận pháp giúp mình chuyển chết thành sống do vị trường sinh giả kia để lại. Tống Thư Hàng và Diệp Tư cảm thấy đầu óc chịu nặng, pháp tắc của đại trận đảo nghịch sinh tử, dù chỉ đứng nhìn thôi cũng khiến tinh thần lực của bọn họ bị ảnh hưởng nặng. Cũng không biết qua bao lâu. Ánh sáng, pháp tắc, linh lực phía trên đại trận đều thu lại. Tất cả năng lượng đều đảo ngược lại, tiến vào hòn đá trên đại trận. Lá măng trên hòn đá biến thành vô số đốm sáng, sau đó biến mất, công dụng của lá măng chính thức được mưa ô ra. Sau đó, hòn đá kia nổ tung, có một trận hàn khí ùa ra từ bên trong hàn khí như mây mù quanh quẩn trên trận pháp rồi ngưng tụ lại cuối cùng biến thành bộ dạng của một con rùa ngọc rùa ngọc dần mở mắt chủ nhân của điện hàn đông là một con rùa biển khổng lồ ư tống thư hàng và diệp tư kinh ngạc bật thốt lúc này trong mắt của con rùa biển màu xanh ngọc đầy vẻ mờ mịt hồi lâu sau nhìn trời chuyện gì thế này sao trận pháp sống lại của chủ ta lại bị khởi động thế này chết rồi đây là trận pháp bảo vệ mạng sống của chủ ta Tại sao lại bị kích hoạt chứ? Con rùa biển khổng lồ kêu thảm. Con rùa biển này dùng một loại ngôn ngữ viễn cổ. Tống Thư Hàng không hiểu ngôn ngữ này, nhưng Diệp Tư lại hiểu. Diệp Tư nghe hiểu thì đương nhiên Tống Thư Hàng cũng sẽ hiểu. Tư duy của hai người có thể cộng hưởng với nhau, Diệp Tư có thể làm phiên dịch viên. Tống Thư Hàng và Diệp Tư. Hình như trận pháp này không phải trận pháp để hồi sinh con rùa biển xanh ngọc kia thì phải mà hình như con rùa biển khổng lồ đó cũng không phải chủ nhân của điện Hàn Đông. Ê ê ê, tình tiết không đúng, ta không có ra tay kích hoạt, sao tự dưng cái trận pháp này lại bị kích hoạt chứ? Tại sao đây? Con rùa biển màu xanh bơi qua bơi lại trên không liên hồi, lo lắng lẩm bẩm. Hậu thủ để trùng sinh là toàn bộ sức mạnh của một vị trường sinh giả. Việc chuẩn bị một hậu thủ trùng sinh không hề dễ dàng có trường sinh giả sống mấy ngàn năm mà chỉ bố trí được có một hai cái hậu thủ trùng sinh thôi trong tình huống bình thường nếu như chủ nhân của điện hàn đông bất ngờ tèo thì con rùa biển xanh ngọc này sẽ cảm ứng được sau đó nó sẽ kích hoạt trận pháp khiến cho chủ nhân của mình sống lại nhưng nay nó hoàn toàn không cảm ứng được chủ nhân của mình đã chết mà cho nên hậu thủ trùng sinh này đã bị lãng phí rồi sau đó rùa biển màu xanh ngọc nhanh chóng chuyển ánh mắt về phía tống thư hàng tiểu tử kia, có phải là ngươi làm không hả? À, nói sao đây nhỉ, cụ thể thì sau khi trận này xuất hiện đã cướp mất lá măng của ta, sau đó tự dưng bị kích hoạt luôn. Tống Thư Hàng đáp cái một, đồng thời tinh thần căng thẳng, chuẩn bị bỏ trốn. Lá măng mà ngươi nói có phải mọc từ một cây trúc cao chọc trời không? Rùa biển màu xanh ngọc chợt hỏi. Tống Thư Hàng ngẫm nghĩ, mặc dù cái mình thấy chỉ là một mụt măng, nhưng ở trong ảo cảnh của nó thì đúng là cao chọc trời thật, thế là Tống Thư Hàng gật đầu. Đậu xanh nhà ngươi, sao ngươi có thể mang lá măng của nó tới đây chứ hả? Trăm tính ngàn tính nào ngờ lại sót cái này, đại trận trùng sinh của chủ ta đã bị lãng phí mất rồi. Rùa biển màu xanh ngọc đau như đứt từng đoạn ruột, không khỏi rơi vài giọt nước mắt đau lòng. Chủ nhân của Điện Hàn Đông chưa chết ư. Tống Thư Hàng tò mò hỏi. Phỉ phui cái mồm, đại cát đại lợi, chủ ta thực lực phi phàm, thiên đình viễn cổ bị hủy mà ngài vẫn có thể bình an vô sự, sao mà gặp chuyện chẳng lành được chứ? Chủ ta còn khỏe ri đấy. Rùa biển màu xanh ngọc nói vô cùng nghiêm túc. Chủ ta chính là tồn tại cường đại vào top 5 của thiên đình viễn cổ, là bắc phương đại đế của thiên đình. Chẳng qua rùa biển màu xanh ngọc vừa mới nói xong thì đã bị vả mặt cái bốp. Không phải em em ra tay đánh nó, mà là bên trong đại trận sống lại kia có tiếng ẩm ẩm vang lên, sau đó có hàn khí bốc lên không, tạo thành bộ dạng của mộ người. Hàn khí ngưng tụ lại, đầu tiên là một gương mặt anh Tuấn, tinh xảo như băng điêu. Lại có hàn khí ngưng lại ở sau lưng, biến thành một mái tóc dài màu bạc. Tiếp theo là cổ, thân thể. Sau đó là hai tay hai chân dần hình thành. Nhân hình vừa xuất hiện trần trùng trục, không có cái gì che thân. Sau khi ngưng hình xong, đạo thân ảnh này khoát tay lên, kéo con rùa biển khổng lồ trên trời tới, che lại ngay chỗ nhạy cảm của mình sau đó hắn mỉm cười với Tống Thư Hàng, lại ví tay vào hư không, móc ra một kiện giáp trụ và trường bào khoác lên người. Nhìn trời chủ của ta ơi, sao tự dưng ngươi lại chui ra từ trận pháp thế này? Rùa biển màu xanh ngọc mở to hai mắt, nhìn nam tử tóc bạc vô cùng đẹp trai kia. À, bởi vì cô xưng ta của vương hầu cổ đại tèo rồi chứ sao? Nam tử tóc bạc kia cười lớn, khi cười thế này, gương mặt vốn lãnh khốc của hắn lại đặc biệt dịu dàng nhìn trời sao có thể như thế chứ chủ của ta ngươi cường đại như thế hơn nữa ta không hề cảm ứng được ngươi đã chết mà rùa biển màu xanh ngọc nói với vẻ không dám tin bởi vì lần trước cô chết với tư thế hơi đặc biệt cho nên ngươi không cảm ứng được nhưng nếu bị ngươi cảm ứng được thì chứng tỏ cô chết vô ích rồi cái chết của cô chính là một phần của kế hoạch lớn đấy nam tử tóc bạc cười lớn nói nói xong hắn lại quay sang phất tay với tống thư hàng tống đầu gỗ lâu rồi không gặp nhỉ vẫn khỏe đấy chứ lần này làm phiền ngươi mang lá măng tới bằng không thì chẳng biết đến bao giờ cô mới sống lại được muốn đợi con rùa ngu ngốc này nhận ra thì đúng là khó quá mấy ngàn năm rồi cô không về mà nó cũng không chịu động não một cái nữa nhìn trời chủ của ta người bỏ nhà đi mấy ngàn năm là chuyện bình thường mà rùa biển màu xanh ngọc nói với vẻ không cam lòng tống thư hàng lại bị nhận nhầm rồi Lúc này đang ở trạng thái hư ảo và chân thật nên gương mặt của hắn hơi mơ hồ. Lần trước ở trong động phủ của Trình Lâm, Trường Sinh giả tay mọc đầy mắt kia cũng nhìn nhầm hắn ở trạng thái này thành tống đầu gỗ. Rất nhiều người của Thiên Đình Viễn Cổ đều nhìn lầm hắn thành tống đầu gỗ. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là Sở Các chủ của Bích Thủy các chúng từng nhìn lầm hắn thành tống đầu gỗ, mà quan hệ của cô ấy và tống đầu gỗ lại rất tốt, thậm chí còn giúp tống đầu gỗ giữ một món bảo vật rất lâu nữa. Tống đầu gỗ này rốt cuộc có lai lịch thế nào đây? Vừa có quan hệ tốt với sở các chủ, lại giữ được quan hệ không tệ với đám trường sinh giả của thiên đình viễn cổ ư. Hắn từng nghĩ tới chuyện lấy thân phận của tống đầu gỗ để moi chút tin tức, nhưng ngấm lại lỡ mà bị bóc mẻ ra thì lại phiền, chỉ bằng trung thực một chút thì hơn. Ơ, ờ, ngươi không phải tống đầu gỗ ư? Để cô xem kỹ cái nào. Cũng đúng, tống đầu gỗ không cùi bắp như ngươi. Nam tử tóc bạc cười nói cùi bắp cái mặt mo nhà ngươi. Đúng rồi, chuyện khi nãy cô cũng đã biết, lần này cô có thể sống lại được cũng là nhờ có tiểu đạo hữu đưa lá măng tới. Đây là một đại nhân tình, cô nhất định phải báo đáp cho ngươi mới được. Nam tử tóc bạc xoa cầm nói. Tống Thư Hàng nghe vậy thì hai mắt lập tức sáng rực lên. Tiền bối, ngài thân là tu sĩ đỉnh tiêm của hệ hàn băng. Vậy ngài có cách nào chữa được một chứng hàn bệnh đặc thù hay không? Hàn bệnh, hàn bệnh kiểu gì? Nam tử tóc bạc hỏi lại. Tống Thư Hàng bèn kể lại chứng hàn bệnh của Lý Âm Trúc cho Nam tử tóc bạc nghe. Audio điện tử võ tấn bền. Hết tập 64.